Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 12. Pháo ra. Nó chính là quái vật. Nó vọt vào kìa. Tên chạy chân báo tin nhìn thấy cự mãng lần nữa thì sợ tới mức tè ra quần. Gã không kịp né tránh, bị thân hình của cự mãng nghiền áp, chết trong đống đố nát. Hiện trường bị đại xà phá hư xong hết rồi, đám người Diệp Lâm mới đi đến. Ai là Trịnh Tam Pháo? Diệp Lâm nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi. Tôi đã bảo anh là quỷ đón tôi mà, nếu không thì tòi sẽ san bằng nơi này. Diệp Lâm nói được thì làm được, thật sự san bằng mọi thứ ở nơi đây. Giờ phút này, hiện trường trở nên yên tĩnh. Bị đại xà ầm ĩ một trận, không khí vốn dĩ náo nhiệt lập tức biến mất, chỗ nào cũng trở nên điều hưu. Sức mạnh nghiền áp của đại xà là một loại lực lượng cực kỳ khủng bố. Chỉ có kẻ thân thủ không tệ mới có cơ hội sống sót, đa số người đều chết trong đống hoang. Tàn ngay khoảnh khắc kia. Đám trộm cướp may mắn sống sót đều thu lại lòng khinh thường với Long Môn, thay vào đó là vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu là sợ hãi con quái vật cự mãng trước mắt kia. Con cự mãng kia cũng là của Long Môn hả? Khủng bố quá đi. Không hổ là người có thể đánh chết Tọa Sơn Điêu, quả nhiên là không thể khinh thường. Xem ra hôm nay thế nào cũng sẽ có một trận ác chiến. Mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Nhưng khi đối mặt với con cự mãng kia, ai cũng có vẻ có lòng không có sức. Không thế không nói, áp lực đến từ cự mãng thật sự là rất mạnh. Trịnh Tam Pháo. Long Vương đại nhân nhà chúng tôi tới rồi. Hoàng Tiềm bước lên quát lớn tiếng với Trịnh Tam Pháo. Lúc này, Trịnh Tam Pháo cũng đang nhìn chằm chằm đám người Diệp Lâm. Tuy đây mới là lần đầu gặp mặt, nhưng anh ta cũng đã cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, giống như mình. Đã là kẻ thua cuộc trong tay đối phương vậy. Chưa chiến đã sợ. Trịnh Tam Pháo lắc mạnh đầu, thu hồi suy nghĩ hoang đường kia. Thay vì nói là đám người Long Môn, chỉ bằng nói là con cự mãng kia gây ra sự uy hiếp nhiều hơn. Trịnh Tam Pháo quan sát con cự mãng, rồi không nhịn được giật mình, thật sự là nó cứ như thành tinh vậy, cho dù là trong phim cũng chưa thấy một con quái vật lớn như thế. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng Long Môn có thể lôi ra một con quái vật khủng bố như thế. Nó là trụ cột của Long Môn các người hả? Trịnh Tam Pháo chỉ vào con cự mãng kia, đúng là lợi hại. Nó hả, nó chỉ là thú cưng của tôi thôi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, nó chưa đạt đến mức làm trụ cột Long Môn. Trịnh Tam Pháo bĩu môi, thầm nghĩ cậu cứ nói khoác đi, cả một đường đi đám các người đi đều dựa vào con cự mãng kia mở đường, nơi đi qua đều là một đám ô hợp mới vừa thu phục, có ai dám ngăn cản nó. Trịnh Tam Pháo cho rằng nếu không có cự mãng mở đường thì đám người Long Môn đã chết trong bãi mìn dưới chân núi rồi. Trịnh Tam Pháo nói tiếp, cậu có thể đánh chết Tọa Sơn Điêu, chứng tỏ cậu cũng có đủ thực lực. Vậy cậu có muốn gia nhập chúng tôi không? Chỉ cần Long Môn các cậu chịu quy phục thì tôi có thể cho cậu xếp thứ hai. Hơn nữa, tôi có thể xóa bỏ toàn bộ ân oán trước đây, đồng thời đảm bảo núi Trường Bạch sẽ không truy cứu trách nhiệm về việc cậu giết chết Tọa Sơn Điêu. Trịnh Tam Pháo mời Diệp Lâm. Đương nhiên cũng là vì nể mặt con cự mãng kia. Anh ta muốn mượn sức đám người Diệp Lâm, sau đó tìm cơ hội hiến con cự mãng kia cho đám phong chủ núi Trường Bạch. Một con quái vật như thế, dù là muốn thuần dưỡng thành thú trong núi hay là muốn luyện đan chế dược đều được. Thấy Trịnh Tam Pháo chính thức gửi lời mời cho Diệp Lâm, thậm chí còn hứa hẹn cho vị trí thứ hai. Điều này khiến cho đám người đến nương nhờ, thậm chí là đến vì vị trí thứ hai mơ hồ có chút khó chịu. Có điều, bọn họ tự xét ý hại mình, cũng biết mình không phải là đối thủ của chủ nhân Long Môn. Một đám liều mạng bọn họ tụ tập quanh Trịnh Tam Pháo, tổ chức lại thế lực ngầm Phụng Thiên, đều phải dựa vào thực lực đế phân cao thấp. Đám người Diệp Lâm mới đến đây, tuy rằng lúc nãy gây, âm ý một trận, nhưng mà người ta đúng là có thực lực, còn bày ra át chủ bài nữa. Để người ta ngồi ở vị trí thứ hai cũng là hợp tình hợp lý, không ai dám tranh giành. Chúc mừng anh Pháo lại có thêm một mãnh tướng. Này, nhãi danh, anh Pháo đã cho mày ngồi ở vị trí thứ hai rồi, mày còn không mau lại chào anh Pháo một tiếng, sau này mọi người đều là người một nhà. Đám trộm cướp còn sót lại tụ tập bên nhau. Lần nữa, bọn họ thậm chí cảm thấy Diệp Lâm đến đây gây chuyện chính là vì nâng cao giá trị con người. Bây giờ được vị trí thứ hai, dưới một người, trên vạn người, chắc là đã thấy đủ rồi. Ha ha, không ngờ rằng Diệp Lâm lại cười lạnh một tiếng. Đứng thứ hai. Cho hỏi vị trí thứ nhất là của ai vậy? Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, thầm nói,
đây chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi hay sao? Trịnh Tam Pháo nhíu mày, nói, đương nhiên là tôi rồi. Sao hả, chẳng lẽ cậu định tranh vị trí thứ nhất với tôi hả? Ha ha! Trịnh Tam Pháo cười lạnh lùng, từ từ rút vũ khí trong tay áo ra. Tôi là chủ của Long Môn, cũng là Long Vương ngầm của Cửu Châu, sao có thể tranh đoạt vị trí chủ nhân của một nơi nhỏ nhoi thế này với anh? Vị trí thứ nhất cũng được, hay là thứ hai cũng thế, tôi đều chướng mắt. Muốn tôi hạ mình làm việc dưới tay anh hả? Đúng là mơ mộng hão. Huyền! Lời nói của Diệp Lâm chọc giận hết mọi người ở đây. Ai cũng không ngờ Diệp Lâm lại không biết điều như thế. Thậm chí còn nói năng lỗ mãng là chướng mắt cả vị trí thứ nhất. Anh ta cho rằng mình đánh chết một tên tọa sơn điêu là vô địch thiên hạ đấy hả? Thằng nhãi kia kiêu ngạo quá đi. Thật sự là không coi chúng ta ra gì. Anh Pháo, đánh anh ta một trận để cho anh ta biết sự lợi hại của chúng ta. Mọi người như cùng chung kẻ địch, giận dữ mà nhìn Diệp Lâm. Trong đó có khá nhiều người coi việc đánh chết Diệp Lâm là một cơ hội để mình leo lên. Mạnh miệng thật đấy, Trịnh Tam Pháo cười lạnh châm chọc, chủ của Long Môn. Long Vương của Cửu Châu. Ha ha, cậu cho rằng Long Môn của hiện giờ còn là Long Môn của trước đây đấy hả? Nếu lão Long Vương vẫn còn sống thì chắc là tôi sẽ nể mặt Long Môn các người ba phần. Nhưng mà hiện nay Long Mòn đã sụp đổ. Lâu rồi, một thằng nhãi danh như cậu cũng dám nói bậy nói bạ trước mặt tôi hả? Tôi là cổ võ giả, còn không dám tự nhận mình là vương của Cửu Châu, thì cậu xứng chắc. Dứt lời, Trịnh Tam Pháo vung chùy băng sáng chói lóa trong tay mình lên. Đừng tưởng rằng cậu có thể đánh chết tọa sơn điêu nghĩa là cậu vò địch thiên hạ, rồi không coi cổ võ giả núi Trường Bạch bọn tôi ra gì. Nói thật cho cậu biết, tọa sơn điêu chỉ là một con chó do núi Trường Bạch chúng tôi nuôi dưỡng, cũng là kẻ yếu nhất trong chín núi chúng tôi, bất cứ một cố võ giả nào cũng có thể đánh thắng anh ta. Nếu cậu không biết tự lượng sức mình, thì hôm nay tôi sẽ để cho cậu thấy sự lợi hại thật sự của cố võ trả núi Trược Bạch chúc tôi. Thấy Trịnh Tam Pháo cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn tự mình ra tay, một đám trộm cướp đều lập tức phấn chấn cho rằng sắp có trò hay để xem, nhân tiện thưởng thức và kiến thức một chút sự lợi hại thật sự của cổ võ giả, lại còn là một vị cổ võ giả hàng đầu núi Trường Bạch. Nghe nói thực lực của anh Pháo là thượng tam phẩm, cũng chính là tòng sư nhị phẩm. Chỉ có cố võ giả mới có thể đột phá liên tục bước vào cảnh giới tông sư thượng tam phẩm. Đám người thực lực thất bát phẩm chúng ta mỗi một lần muốn đột phá đều khó như lên trời. Thấy chùy băng trong tay anh Pháo không? Đó chính là vũ khí được luyện chế từ hàn băng vạn năm quanh năm không tan trên núi Trường Bạch. Nó không còn là một vũ khí bình thường nữa, mà là một pháp khí hàng thật giá thật. Đám trộm cướp mồm năm miệng mười mà cùng kế lại những tin đồn mình từng nghe. Bọn họ coi Trịnh Tam Pháo giống như là vô địch thiên hạ, cho rằng chủ nhân của Long Môn sắp thua thê thảm rồi. Dám trêu chọc cổ võ giả hả, có chết cũng không biết mình đã chết thế nào. Thấy vậy, Diệp Lâm bước đi lên, chuẩn bị nghênh chiến. Long Vương đại nhân, cẩn thận. Đừng khinh địch, anh ta chính là cổ võ giả đến từ núi Trường Bạch, thực lực rất mạnh đấy. Hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm đều toát mồ hôi thay Diệp Lâm. Liễu Như Yên cũng vội vàng nói. Diệp tiên sinh muốn để tiên nhi lên giúp đỡ không? Trong mắt mọi người, nếu có cự mãng đánh phụ trợ, một người một thú hợp tác với nhau, thì có lẽ sẽ có phần thắng. Không cần, Diệp Lâm lạnh nhạt nói, mang đại xà đến đây là vì bảo vệ các người, ngoan ngoãn đứng đó đợi đi, còn anh ta cứ để cho tôi đối phó là được. Dù là mở đường lúc nãy hay là trận chiến sắp bùng nổ ngay bây giờ thì Diệp Lâm đều có thế qua lại tự nhiên. Nhưng vì anh chỉ có một người, không rảnh lo cho đám người Hoa Quốc Đống, nên mới mang theo đại xà làm vệ sĩ cho ba người họ. Trong nhất thời, hai người đứng mặt đối mặt với nhau. Thấy chùy băng trong tay tôi không? Trịnh Tam Pháo khoe ra, nó được làm từ hàn băng. Quanh năm không tan. Quanh năm không tan. Diệp Lâm cảm thấy cách nói này có chút khoa trương. Anh có tin là lát nữa tôi sẽ khiến cho chùy băng trong tay anh tan thành nước hay không? Diệp Lâm lạnh nhạt đáp. Cái gì? Nghe vậy, Trịnh Tam Pháo tức giận đến mức bật cười. Chết tới nơi rồi mà còn dám ăn nói mạnh miệng hả? Xem ra là cậu còn chưa thấy sự lợi hại của chùy băng. Chỉ với khí lạnh bên ngoài chùy băng thòi là đã đạt tới mức âm hàng trăm độ rồi. Người bình thường chỉ cần chạm vào một chút thôi là sẽ bị đông lạnh. Vậy mà cậu còn dám mơ mộng hòa tan chùy băng trong tay tôi. Ha ha, xem ra tôi phải dùng chùy băng đâm thủng miệng của cậu trước. Để xem cậu còn dám bậy bạ nữa không?
Vừa dứt lời, thân hình vạm vỡ của Trịnh Tam Pháo thế mà lại lao về phía Diệp Lâm với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đồng thời múa may chùy băng trong tay, một luồng khí lạnh đáng sợ đập vào trước mặt. Diệp Lâm nhìn thoáng qua chùy băng, từ xa đã cảm nhận được khí lạnh truyền đến từ bên trên. Lúc nãy đúng là anh đã có chút khinh thường nó. Quả nhiên, người bình thường không thể chịu nổi được kể cả khí lạnh từ mặt ngoài. Âm 100 độ C lập tức khiến người ta đông lạnh. Diệp Lâm vốn định dùng kiếm để đánh, nhưng mà bất chợt lại nhớ đến cây dao găm kia của mình. Chùy băng trong tay đối phương lớn hơn dao găm không nhiều. Vậy nên Diệp Lâm quyết đoán vứt kiếm, lấy dao găm ra để chiến đấu. Để tôi nhìn xem là hàn băng vạn năm trong tay anh mạnh hơn, hay là dao găm do cửu sư phụ Tân Quy tôi manh hơn. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Hai người Diệp Lâm và Trịnh Tam Pháo đồng thời ra tay. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai người đã kề sát bên nhau. Một giây sau đó, vũ khí của hai người va chạm bên nhau. Đối chọi gay gắt. Một luồng khí lạnh lập tức ập vào trước mặt. Nếu đối lại người khác thì chắc là giờ phút này đã bị đông lạnh thành băng. Có điều, Diệp Lâm vốn dĩ thuộc hỏa trong ngũ hành, không sợ bất cứ khí lạnh nào. Cho dù khối hàn băng vạn năm kia bùng nổ ra dòng khí lạnh đến mức nào dưới sự thúc giục của Trịnh Tam Pháo, thì đối với Diệp Lâm mà nói đều như là hóng gió, nhiều lắm chỉ là thổi rối cứu tóc thôi. Hay lắm nhãi danh, mày có thế nhịn thật đấy. Thấy Diệp Lâm vẫn không bị khí lạnh ăn mòn, ngay cả Trịnh Tam Pháo cũng hơi giật mình. Có điều, giây tiếp theo, khi hai vũ khí va chạm vào nhau, Trịnh Tam Pháo nở nụ cười lạnh. Mày có thế nhịn được, nhưng mà cây dao găm trong tay mày cũng có thể nhịn được hả? Ở trong mắt Diệp Tam Pháo, cây dao găm trông có vẻ bình thường của Diệp Lâm giống như là sắt vụn đồng nát vậy. Sau khi bị chùy băng hàn băng vạn năm của anh ta đánh vào, cây dao găm kia chắc chắn là sẽ bị đánh gãy. Ánh sáng từ cỏ mục mà dám đi tranh với ánh sáng từ mặt trăng. Keng! Giây tiếp theo. Ở dưới cực hàn, hai vũ khí va chạm tóe lửa. Sao? Sao có thể chứ? Trịnh Tam Pháo thấy vậy thì lại giật mình. Cái thứ đồng nát kia dựa vào cái gì mà có thể đánh với hàn băng vạn năm của mình? Giống như là thằng nhãi kia có tư cách gì ra tay với cố võ giả là mình. Tao muốn đánh chết mày. Trịnh Tam Pháo nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi gân xanh, đấy chùy băng trong tay bằng lực lượng mạnh nhất có thế. Đúng lúc này, Diệp Lâm cảm nhận được dao găm trong tay trở nên là lạ. Bên trong có sóng ngầm đang dâng trào mãnh liệt. Giống như cái loại lực lượng bùng lên vào tối qua khi dao găm và yêu đao chạm vào nhau. Diệp Lâm hơi giật mình, rồi lập tức bừng tỉnh. Hóa ra lực lượng quỷ dị trong yêu đao chưa từng biến mất. Nó chỉ bị dao găm dung hợp, trở thành trạng thái huyền diệu trong anh có tôi, trong tôi có anh. Khoảnh khắc dao găm và hàn băng vạn năm va chạm, cái loại lực lượng huyền diệu ấy lại bùng lên. Khí lạnh khủng bố ăn mòn từng chút một mặt ngoài của dao găm, giống như là công thành đoạt đất. Ha ha, cái thứ đồng nát trong tay mày sắp nát rồi đúng không? Trịnh Tam Pháo bày ra vẻ đắc ý mọi thứ không nằm ngoài dự đoán của mình. Tao sẽ đông lạnh cả mày lần cái thứ đồng nát trong tay mày. Giờ phút này, luồng lực lượng huyền diệu trong dao găm dường như đã bị kích hoạt rồi bùng nổ. Lực lượng tụ tập lên mũi dao găm, thuận chế đâm thẳng qua chùy băng rồi đột nhiên rút lại. Lực lượng rút lại, rút luôn hơn phân nửa khí lạnh hàn băng vạn năm vào trong dao găm. Tí tách, tí tách, tí tách. Hàn băng quanh năm không tan, thế mà lại bắt đầu hòa tan nhỏ giọt trong đợt đánh vừa rồi. Nước lạnh rơi xuống xen lẫn một lượng lớn khí lạnh, lập tức đóng băng mặt đất. Không thế nào. Trịnh Tam Pháo cảm thấy chùy băng trong tay mình đột nhiên ngắn lại. Mũi nhọn của chùy băng thế mà lại bị cây dao găm kia mài bằng. Đầu ngón tay thậm chí còn cảm nhận được từng giọt nước đang chảy xuống. Chùy băng trong tay mình, thật sự đang hòa tan. Không, không thể nào. Trịnh Tam Pháo thay đổi sắc mặt, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Sắt vụn đồng nát. Diệp Lâm cười lạnh lùng, nói, tôi sẽ làm cho anh biết, sắt vụn đồng nát của tôi làm thế nào để hòa tan hàn băng vạn năm trong tay anh. Ngay sau đó, lực lượng trong dao găm thuận thế đi lên, giống như là vực sâu mà điên cuồng cắt nuốt khối hàn băng vạn năm kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã cắn nuốt hơn phân nửa hàn băng, cũng có nghĩa là hòa tan hơn phân nửa hàn băng. Lúc này, nơi mà Diệp Lâm và Trịnh Tam Pháo đang đứng đã bị đóng băng, khí lạnh rợn người, không ai dám lại gần. Thấy chùy băng đang dần tan rã, dao găm trông có vẻ bình thường trong tay đối phương như là kiến càng lay cổ thụ, hòa tan hơn phân nửa chùy băng.
Sắc mặt Trịnh Tam Pháo càng thêm khó coi, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, giống như là ban ngày ban mặt gặp quỷ vậy. Hàn băng vạn năm chưa từng hòa tan, sao lại bị một cây dao găm hòa tan vậy chứ? Mẹ nó, cái thứ kia là cái quỷ gì vậy? Có phải là đối phương dùng yêu pháp gì không? Giờ phút này, không chỉ có một mình Trịnh Tam Pháo là chấn động, mà đám đồ đệ bỏ mạng vì tên tuổi của núi Trường Bạch nên tụ tập lại chỗ Trịnh Tam Pháo cũng chấn động không kém. Bọn họ vốn định xem cố võ giả thật sự sẽ vả mặt Diệp Lâm thế nào ngờ chỉ gần như trong một chiêu, thanh chùy gai nối danh là Hàn băng vạn năm trong tay Trịnh Tam Pháo, thế mà lại thật sự hòa tan. Còn cây dao găm trong tay Diệp Lâm, ngoại trừ bao phủ một lớp băng mỏng ra thì chẳng có gì thay đổi. Có lẽ là thực lực của mọi người không bằng hai người họ, nhưng mà mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mọi người vẫn có thể hiểu được thế cục trước mắt. Sao mà nhìn thế nào cũng đều là cổ võ giả Trịnh Tam Pháo rơi vào thế yếu. Ô! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện trường vang lên tiếng cảm thán liên tục. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt chấn động và khó tin giống như Trịnh Tam Pháo. Thật hay giả vậy, tôi không nhìn lầm chứ. Vũ khí trong tay anh Pháo bị hòa tan hết phân nửa rồi. Không đúng, rất là không đúng, sao tôi cứ cảm thấy anh Pháo sắp thua rồi vậy? Đừng nói bừa, anh Pháo chính là cổ võ giả, cho dù là nhắm mắt lại cũng có thế thắng được. Thằng nhãi kia, nói không chừng Hàn băng hòa tan là một tuyệt chiêu do anh Pháo cố ý làm ra. Tuy rằng mọi người đều cố gắng tìm đủ loại lý do miễn cưỡng bào chữa cho Trịnh Tam Pháo, nhưng mà hiện thực trước mắt và vẻ chấn động trên mặt Trịnh Tam Pháo, vẫn khiến mọi người không thể không tiếp nhận một sự thật lạnh băng. Đó là vũ khí được làm từ Hàn băng vạn năm thế mà lại bị hòa tan. Và Trịnh Tam Pháo bị thua trong một chiêu cũng là thật. Ừng ực, mọi người căng thẳng mà nuốt nước bọt liên tục, sợ hãi nhìn về phía Diệp Lâm, không biết thằng nhãi kia là thần thánh phương nào. Anh ta từng đánh chết Tọa Sơn Điêu, bây giờ ngay cả cổ võ giả xuất thân núi Trường Bạch cũng không phải là đối thủ của anh ta. Nói đùa cái gì vậy? Bên kia, ba người Hoa Quốc Đống cũng trợn mắt há mồm ra xem, trên mặt dần hiện lên vẻ vui mừng. Hoàng Tiềm, anh nói cho tôi nghe xem có phải là sư phụ đang trong thế thắng hay không? Tuy rằng Hoa Quốc Đống không hiểu võ đạo, nhưng vẫn có thế mơ hồ xem hiểu ai thua ai thắng. Ừ, Hoàng Tiềm gật đầu liên tục, cực kỳ chấn động nói, Long Vương đại nhân lợi hại quá đi. Ngay cả cố võ giả cũng không phải là đối thủ của anh ta. Thực lực của Diệp tiên sinh đúng là mạnh đến mức khó tin. Liễu Như Yên vừa bất ngờ vừa khâm phục. Giờ phút này, Diệp Lâm và Trịnh Tam Pháo mặt đối mặt với nhau. Hai người cách nhau hai vũ khí ngắn, khoảng cách gần trong gang tấc. Chính là vì trong khoảng cách ngắn như thế, lại thêm vũ khí của Trịnh Tam Pháo đang dần bị hòa tan, nên khoảng cách giữa hai bên đang đỡ ân ngắn lại thêm nữa. Hai người càng lúc càng gần. Qua hơn 10 phút, hai người từ lúc đầu đối chọi gay gắt, cho đến vừa rồi mạnh yếu rõ ràng, và bây giờ là nghiêng về một phía. Chùy băng của Trịnh Tam Pháo đã tan mất phần dùi, chỉ còn lại phần cầm tay. Toàn bộ vũ khí gần như đã tan hết. Khốn kiếp! Trịnh Tam Pháo vừa ngại vừa bực, mình thế mà lại bị đối phương dùng một chiêu hòa tan vũ khí, rơi vào thế yếu. Trước mắt bao người, có còn chuyện nào nhục nhã hơn chuyện này nữa không? Trịnh Tam Pháo vô thức lùi ra sau một bước. Kết quả là thấy Hàn băng hòa tan nhỏ giọt trên mặt đất đóng băng chỗ hai người đứng, tạo nên một vương quốc băng có bán kính vài trăm mét. Hai chân Trịnh Tam Pháo đã bị đóng băng hoàn toàn, không thể nhúc nhích được. Giờ phút này, Diệp Lâm cũng hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống chân, thấy giày mình đã bị đông cứng. Hai người giống như bị đóng đinh tại chỗ, trong nhất thời đều không thể động đậy. Dù vậy, dao găm trong Diệp Lâm cũng có thể chém chết đối phương bất cứ lúc nào. Anh thua rồi, Diệp Lâm lắc lư dao găm trong tay, cảm nhận được trong dao găm mới có thêm một luồng khí hàn băng, ba lực lượng hòa thành một, khiến dao găm trở nên thần bí khó lường. Thua, sao tao có thể thua bởi mày được chứ? Cho dù tao chỉ có hai bàn tay trần, thì tao cũng có thể hạ gục mày ngay lập tức. Trịnh Tam Pháo cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận mình thua trong tay một người thuộc thế giới bình thường. Lúc nhìn thấy Diệp Lâm cũng bị đông cứng đứng tại chỗ, khoảng cách cực gần giữa hai người cho anh ta thêm một cơ hội. Ha ha! Trịnh Tam Pháo lập tức có ý định mới, không nhịn được cười nhạo, tuy rằng mày hòa tan chùy băng của tao, nhưng cũng vì vậy mà mày không thể nhúc nhích được. Vũ khí của tao không chỉ có một chùy băng thôi đâu. Lúc nói chuyện, Trịnh Tam Pháo vung tay lên,
vô sổ điếm đen rậm rạp giống như nữ thần giải hoa lao thẳng về phía Diệp Lâm. Tao sẽ đế cho mày thấy sự lợi hại của 36 lộ tăng quy môn đinh. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Thấy khoảng cách giữa hai người rất gần, mà không ai có thể di chuyển được, Trịnh Tam Pháo dứt khoát ra tay. Người ta có lẽ chỉ biết Trịnh Tam Pháo có bản lĩnh vùi mìn vô cùng thần kỳ, khiến người khó lòng đề phòng. Thực tế thì bản lĩnh xuất chúng của Trịnh Tam Pháo không chỉ có như vậy. Anh ta có ba bản lĩnh tuyệt vời, một là trùy băng bị hòa tan lúc này, hai là vùi mìn, ba là 36 lộ tang môn đinh. Mỗi một viên tang môn đinh đều được làm từ hàn băng vạn năm. Một khi bị tang môn đinh đâm trúng thì khí lạnh sẽ truyền vào cơ thể, kết quả là nhẹ thì sống không bằng chết, nặng thì đông lạnh chết ngay tại chỗ. Hiếm có người có thể chạy thoát khỏi sự tấn công của 36 lộ tang môn đinh. Huống chi, khoảng cách hiện giờ của hai người chưa đến 1 mét, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Lại thêm ưu thế đến từ mặt đất đóng băng, khiến đối phương không thể nhúc nhích, nói chi là. Đề phòng. Ha ha. Trong tiếng cười sặc sụa, Trịnh Tam Pháo quyết đoán ném 36 lộ tang môn đinh về phía Diệp Lâm, ném hết từ trên xuống dưới ở các vị trí khác nhau. Để tao xem lần này mày định cản thế nào. Ở trong mắt Trịnh Tam Pháo, dao găm trong tay Diệp Lâm nhiều lắm chỉ có thế chặn lại vài viên tang môn đinh, chứ muốn chặn hết từ trên xuống dưới thì nói dễ hơn là làm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì ngay giây tiếp theo là đối phương sẽ bị đâm thành cái sàng. Cẩn thận! Đám người Hoàng Tiềm ở bên cạnh thấy vậy, một lòng vừa mới thả lỏng lại căng chặt lên. Bọn họ không ngờ đối phương lại âm trầm dở trò, dùng ám khí với một khoảng cách gần như thế. Ha ha, thắng làm vua thua làm giặc. Ngược lại là đám đồ đệ bỏ mạng ở đối diện thấy vậy thì cho rằng đây là một chuyện cực kỳ bình thường. Vốn dĩ không phải là trận đấu chính thức, mà là một trận đấu chết sống có số, có ai quy định là không được dùng ám khí chứ. Gần như là chỉ trong chớp mắt, 36 lộ tang môn đinh mang theo khí cực lạnh bay đến. Diệp Lâm vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích một chút nào. Ở trong mắt người ngoài, dường như anh đang khoanh tay chịu chết. Ngây người ra rồi hả? Chạy không thoát hả? Trịnh Tam Pháo thấy Diệp Lâm không có phản ứng gì thì vui như hoa nở. Anh ta nào ngờ đối mặt với thế công như thế, Diệp Lâm cơ bản là không cần phải chạy trốn. Lúc 36 viên tang môn đinh đến gần trong gang tấc, Diệp Lâm lắc lư dao găm trong tay. Ngay sau đó, một màn không thể tin nổi xuất hiện. 36 viên tang môn đinh đang chạy như bay giữa không trung, giống như là cá vàng chạy theo đồ ăn, lập tức thay đổi phương hướng, toàn bộ chạy hết theo hướng hoạt động của dao găm. Dao găm chỉ hướng đông, đám tang môn đinh bắt đều nhịp chạy tới hướng đông, dao găm chỉ hướng tây, đám tang môn đinh chạy tới hướng tây. Trong nhất thời, Diệp Lâm múa may dao găm trong tay, hoàn toàn khống chế được hướng đi. Của 36 viên tang môn đinh. Sao có thế chứ? Trịnh Tam Pháo lập tức thay đổi sắc mặt, giống như là gặp quỷ vậy. Mọi người xung quanh cũng sôi nối hít hà một hơi, trợn mắt há mồm ra mà nhìn. Bọn họ nào biết dao găm trong tay Diệp Lâm đã có thêm khí hàn băng vạn năm, từ đây mọi vũ khí được làm từ hàn băng đều sẽ nghe theo lệnh của dao găm. Đừng nói là 36 viên tang môn đinh, cho dù có nhiều hấp đôi thì cũng không thoát được sự lôi kéo của dao găm. 36 lộ tang môn đinh cũng chỉ như thế mà thôi. Diệp Lâm lười biếng nói, rồi hơ hơ dao găm trong tay, dường như là chơi chán rồi. Trả lại cho anh. Anh vừa dứt lời liền cầm dao găm chỉ về phía Trịnh Tam Pháo. Ngay sau đó, 36 viên tang môn đinh đều bay ngược trở về. A, à, thấy 36 lộ tang môn đinh mà mình bắn ra đều quay ngược trở lại, sắc mặt Trịnh Tam Pháo lập tức thay đổi, trở nên trắng bệch xen lẫn hoảng sợ. Anh ta sở trường dùng ám khí, nhưng chưa từng gặp loại cục diện thế này. Ám khí bắn ra như là nước đổ ra ngoài, làm sao có thể hốt lại được. Hiện giờ, ám khí bắn ngược lại, trở thành một phiền phức khó giải quyết. Trịnh Tam Pháo biết phải đỡ ám khí kiểu gì đây? Anh ta vô thức muốn tránh né, nhưng lại chợt nhận ra rằng mình cũng đang bị đóng băng, không thể nhúc nhích được. Mấy thứ này vốn dĩ là ưu thế để anh ta đối phó Diệp Lâm, bây giờ lại trở thành điểm yếu chết người của anh ta. Trong đầu anh ta hiện lên một câu, phải làm sao bây giờ? Trịnh Tam Pháo cơ bản là không kịp suy nghĩ nhiều. Anh ta biết rõ hơn ai hết uy lực của 36 lộ. Tang môn đinh. Mỗi một viên đều là pháp khí được mài giũa tỉ mỉ, cho dù là tông sư nhất phẩm cũng không thể dùng thân thể để ngăn cản. Huống chi, tang môn đinh bay ngược lại với tốc độ nhanh hơn lúc bắn ra.
Hiện giờ, anh ta cực kỳ hối hận, sớm biết thì lúc nãy anh ta đã không bắn hết ra rồi. A, à, nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Diệp Lâm vung dao găm lên bắn ngược Tang Môn Đinh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Có điều, đối với Trịnh Tam Pháo không thể nhúc nhích mà nói thì một giây đồng hồ kia cực kỳ dài lâu, đáng sợ, dày vò như là sống một ngày bằng một năm. Trịnh Tam Pháo vừa dốc sức nhúc nhích đôi chân bị đóng băng, vừa che tay trước ngực để ngăn cản Tang Môn Đinh đâm vào cơ thể. Theo sau là một tiếng hét thảm thiết đến từ Trịnh Tam Pháo. 36 viên Tang Môn Đinh thế mà lại đâm hết qua thân thể Trịnh Tam Pháo, kể cả khi anh ta đã dốc sức dùng hai tay chặn Tang Môn Đinh lại. Nhưng mà Tang Môn Đinh bị Diệp Lâm ném, bay trở lại với một lực lượng vô cùng khủng bố. Huống chi mỗi một viên đều là pháp khí, cộng thêm uy lực của Hàn Băng vạn năm, cho dù là thân thể cổ võ giả cũng không thể đỡ được một đòn tấn công ấy. 36 viên Tang Môn Đinh xuyên qua hai tay Trịnh Tam Pháo, thuận thế xuyên qua ngực Trịnh Tam Pháo. Trong nhất thời, 36 viên Tang Môn Đinh gần như không trùng lập mà đâm hết cả người Trịnh Tam Pháo từ trên xuống dưới. Hàn Đinh bắn ra, hàn khí nhập thế, lập tức ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Gần như chỉ trong nháy mắt, Trịnh Tam Pháo đã bị đông cứng, không còn hy vọng sống sót. Trịnh Tam Pháo vòng đôi tay trước ngực, cả người đứng yên giống như pho tượng. Ngay tại giây phút này, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rôi. Răng rắc, răng rắc. Một lát sau, Diệp Lâm nhấc chân bước ra khỏi mảng băng đông cứng mình. Băng đóng trên mặt đất vỡ vụn từng chút một. Thân thể đã bị đóng băng của Trịnh Tam Pháo cũng theo bước Diệp Lâm thoát khỏi đóng băng mà mất cân bằng ngã ra phía sau. Sau khi ngã xuống đất, thân thể anh ta rơi chia năm xẻ bảy, nát đầy đất như là thủy tinh. Thấy vậy, hiện trường vang lên tiếng cảm thán sợ hãi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khó mà tin được những gì vừa thấy trước mắt. Diệp Lâm bình yên, còn cố võ giả Trịnh Tam Pháo thì lại nát đầy đất. Anh Pháo, bị ngã vỡ nát trên mặt đất, là giả đi, sao có thể chứ? Một cố võ giả thế mà lại bị giết bằng cách này. Tôi chắc chắn là đang nằm mơ rồi. Anh Pháo, bị giết thật rồi hả? Anh ấy chính là cố võ giả có thực lực tổng sư tam phẩm đấy. Chủ nhân Long Môn kia rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Ngay cả cổ võ giả cũng có thể lật bàn giết ngược lại. Thực lực khủng bố quá đi, anh ta thật sự là người của thế giới chúng ta sao? Trong nhất thời, đám đại lão các thế lực ngầm của Phụng Thiên và rất nhiều tên đồ đệ bỏ mạng đều thay đổi ánh mắt khi nhìn về phía Diệp Lâm. Lúc nãy là coi thường, bây giờ biến thành kính sợ. Trước giết Tọa Sơn Điêu, sau giết Trịnh Tam Pháo. Ai không sợ hãi trước thực lực khủng bố như thế? Thắng rồi, sư phụ thắng rồi, thấy vậy, Hoa Quốc Đống chợt hồi hồn lại từ cơn chấn động, không nhịn được vung tay hoan hô. Long Vương uy vũ, Hoàng Tiềm hét lớn lên một tiếng, đi lên nói, các người thấy rồi đấy, Long Vương đại nhân chúng tôi chém chết cổ võ giả Trịnh Tam Pháo. Sau này thế lực ngầm ở Phụng Thiên sẽ thuộc về Long Môn chúng tôi. Còn ai không phục thì hãy bước ra. Hoàng Tiềm hô liên tiếp ba lần, không người nào dám trả lời. Nói đùa, ngay cả cổ võ giả cũng có thể đánh chết, thì đám đồ đệ bỏ mạng là bọn họ sao có thể là đối thủ được chứ? Nếu vậy thì còn thất thần làm gì nữa? Mau bái kiến chủ nhân mới của các người là Long Vương đi. Thấy vậy, mọi người không còn cách nào khác ngoài việc quỳ xuống. Bái kiến Long Vương đại nhân. Lúc Diệp Lâm đánh chết Trịnh Tam Pháo, dọa sợ lẫn thu phục mọi người ở hiện trường. Đại xà ở bên cạnh bắt đầu trở nên âm ý, dường như là đang rất bất an, cứ trườn qua lại liên tục. Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng đã nhận ra được một lực lượng không bình thường đang lên đây từ chân núi. Đồng thời, có tiếng thở dài mơ hồ vang lên, xem ra là tôi đến muộn một bước rồi. Long Quy vước hả, uy phong quy thật đấy. Lộc cộc, lộc cộc. Chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên từ dưới chân núi. Mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết là trên ngọn núi tuyết quanh năm không tan này, ô tô không thể đi, máy bay không thể bay, người bình thường đi lại cũng rất khó khăn. Việc cưỡi ngựa thậm chí còn hiếm hơn. Tuy nhiên, Diệp Lâm biết người tới không phải là người tầm thường. Chỉ dựa vào âm thanh xa dưới chân núi đã cho thấy sự tự tin của người này. Trong chốc lát, kèm theo những tiếng ho từng đợt, người tôi nhìn thấy một thanh niên ốm yếu, nằm trên con ngựa gầy guộc xuất hiện trong tầm mắt. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Vừa rồi nghe tiếng ho ngắt quãng, họ còn tưởng là một ông già, nhưng ai mà ngờ đó lại là một chàng trai trẻ, trông chỉ mới ngoài đôi mươi.
nhưng nhìn thấy anh ta nằm trên ngựa, thỉnh thoảng lại ho sặc sụa, người tôi không khỏi lo. Lắng, sợ anh ta sẽ chết vì ho. Ngoài chàng trai trẻ ốm yếu, điều gây sốc hơn nữa là con ngựa gầy gò mà anh ta cưỡi. Gầy như que củi, thậm chí không đủ để miêu tả con ngựa đó. Nếu có người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật có mặt, chắc hẳn họ sẽ thắc mắc liệu con ngựa có bị thanh niên này ngược đãi không? Giống như đã một năm không được ăn cỏ vậy, sao có thể gây đến thế chứ? Con ngựa, giống như chủ nhân của nó, đang rũ xuống và trông ốm yếu như thể sắp không thể trụ được nữa. Đấy, người này là ai? Trông lạ quá. Con ngựa đó thật sự có thể chở người lên núi sao? Mọi người có chút khó tin, nhìn người thanh niên nửa sống nửa chết kia, thật sự có thể lên núi nhanh như vậy sao? Trước sự chứng kiến của mọi người, người kia cưỡi ngựa đi về phía Trịnh Tam Pháo đã chết như trốn không người. Và một cảnh tượng thậm chí còn kỳ lạ hơn đã xuất hiện vào lúc này. Bất cứ nơi nào anh ta và con ngựa đi qua, những người không kịp tránh ra, sắc mặt thay đổi mạnh mẽ, ho một tiếng lớn, thậm chí ngất xỉu tại chỗ. Thậm chí anh ta còn không chạm vào bất kỳ ai, vậy mà một khu vực rộng xung quanh anh ta đều gục xuống. Như thể người đó gặp vận rủi, điều này thực sự ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn thấy điều này, tất cả mọi người đều bị sốc. Họ hét lên một tiếng, tất cả tản ra, trốn thật xa như đang trốn tránh thần dịch. Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Lâm thông thạo y thuật, nhìn thoáng qua có thể biết đám người ngã xuống đều bị bệnh nặng như thể vừa trúng một chiêu thức gì đó. Và xung quanh chàng trai cưỡi ngựa dường như có một căn bệnh kỳ lạ, bất cứ ai đến gần người bị nhiễm bệnh sẽ lập tức đổ bệnh. Thái tuế bệnh tật. Lúc này, ở hiện trường cuối cùng có người nhận ra thân phận của người này, không khỏi kêu lên. Cậu ta chính là Thái tuế bệnh tật, một trong tứ hổ của nhà họ Hứa, Hứa Tường. Hứa Đại Mã Bổng có 4 người con trai, được mệnh danh là tứ hổ. Hứa Tường là người thứ tư trong tứ hổ của nhà họ Hứa, từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, ngay cả con ngựa anh ta cưỡi cũng trông như sắp chết nên được gọi là Thái tuế bệnh tật. Tuy nhiên, bất chấp vẻ ngoài của mình, sức mạnh của anh ta lại được xem là kỳ quái và khó lường nhất trong tứ hổ. Cậu ta chính là Thái tuế bệnh tật, Hứa Tường. Hoàng Tiềm quanh năm đi quanh Phụng Thiên cũng chỉ mới nghe đến tên của anh ta, hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy người thật, không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ sợ hãi. Mẹ ơi, không ngờ việc này còn ảnh hưởng đến cả tứ hổ nhà họ Hứa. Hoàng Tiềm biết rất rõ rằng mỗi người trong tứ hổ của nhà họ Hứa đều có những kỹ năng độc đáo riêng, đều là những cao thủ võ thuật hàng đầu của dãy núi Trường Bạch, sức mạnh chỉ đứng sau cha họ là Hứa Đại Mã Bống mà thôi. Chú Tam Pháo, cháu đến muộn rồi. Hứa Tường cưỡi ngựa nhìn xuống thi thể bị xé nát của Trịnh Tam Pháo, vẻ mặt không buồn. Cũng không vui, chỉ bình tĩnh nói. Nhưng chú đừng lo, tôi sẽ trả thù cho chú nay đây. Trong chuyến đi lần này, ban đầu Trịnh Tam Pháo có mời Hứa Tường, Thái tuế bệnh tật đến làm vị khách để thị uy giúp mình. Vốn dĩ toàn bộ thế lực ngầm ở Phụng Thiên đều đến đây vì danh nghĩa núi Trường Bạch, nên nếu Hứa Tường, Thái tuế bệnh tật, tứ hổ nhà họ Hứa đích thân có mặt thì mọi người chắc hẳn sẽ tin tưởng và kính trọng hơn. Thật đáng tiếc, Trịnh Tam Pháo đã gặp rắc rối trước khi Hứa Tường đến. Nhìn thấy cảnh tượng sau trận hỗn chiến, trong lòng Hứa Tường không khỏi đau xót, nghĩ rằng mình đã đến quá muộn, nếu đến sớm hơn nửa bước, Trịnh Tam Pháo đã không chết. Suy cho cùng, Trịnh Tam Pháo cũng là một vị tướng tài ba dưới sự chỉ huy của cha mình, lẽ ra không nên chết bi thảm như vậy. Càng không đáng phải chết dưới tay một kẻ vô danh trong thế giới trần tục. Trong nháy mắt, Hứa Tường quay đầu ngựa, đối mặt với Diệp Lâm. Lúc này, không chỉ Hứa Tường, ngay cả khí chất của con ngựa gầy dưới chân anh ta cũng đột ngột thay đổi, tràn đầy khát vọng chiến đấu. Bùm! Bên kia, con mãng xà vốn bỗng lật ngược người lại rồi chui thẳng xuống đất. Tiên Nhi, Liễu Như Yên kêu lên, lúc nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy bóng dáng con rắn đâu. Hửm, nhìn thấy cảnh này, Diệp Lâm khẽ cau mày, đúng là mất mặt mà. Diệp Lâm không ngờ con mãng xà lại bị dọa sợ như vậy. Là do Hứa Tường hay là do con ngựa gầy gò kia? Không biết vì sao, Diệp Lâm mơ hồ cảm thấy con ngựa gầy này có vẻ không bình thường. Ha ha, ác thú của anh có vẻ sợ thú cưỡi của tôi đấy. Khụ khụ. Hứa Tường cưỡi ngựa, cúi đầu nhìn Diệp Lâm, có phần đắc ý hỏi, anh có biết tại sao không? Con mãng xà to gấp 10 lần con ngựa gầy, sau khi được Diệp Lâm huấn luyện cẩn thận, sức mạnh của nó thậm chí còn mạnh hơn trước. Ngỡ tưởng nó đã gần như trở thành vua của muôn thú, không biết sợ là gì.
không hiểu sao hôm nay lại sợ con ngựa gầy kia. Diệp Lâm cũng muốn biết tại sao. Bởi vì dưới chân tôi là một con long mã. Hứa Tường nói một cách khoa trương, nó đã từng uống máu rồng thật ở núi Trường Bạch. Con thú của anh tuy có kích thước khổng lồ nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con chăn thôi. Khi nhìn thấy một con ngựa uống máu rồng, đương nhiên là sợ đến mức phải chui xuống đất rồi. Ha ha, khụ khụ. Hứa Tường vừa ho vừa mỉm cười đắc ý. Nói cách khác, long mã có thể chịu được vận khí xui xẻo xung quanh Hứa Tường. Nếu là một con vật bình thường, vừa đến gần đã sùi bọt mép ngã xuống giống như đám người đổ bệnh ban nãy rồi, chứ đừng nói đến việc đế Hứa Tường cưỡi. Long mã, máu rồng. Nghe thấy điều này, mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt. Nhưng nghĩ lại thì núi Trường Bạch vẫn là lãnh thổ của Võ Cố, không chỉ có nhiều bảo vật mà còn có rất nhiều dã thú quý hiếm, đó là chuyện bình thường. Lúc này, Hứa Tường đối mặt với Diệp Lâm. Mặc dù cả hai chưa chiến đấu với nhau, nhưng dựa trên phản ứng của những con thú bên cạnh họ, Hứa Tường đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối rồi. Trịnh Tam Bảo đến từ một trong bảy đỉnh của núi Trường Bạch, đỉnh nãi đầu. Hứa Tường tiếp tục, nếu như anh giết chú ấy, tức là không xem đỉnh nãi đầu ra gì, cũng chính là kẻ thù của nhà họ Hứa chúng tôi. Võ cổ giả không thế bị sỉ nhục, huống chi chúng tôi còn là võ cổ giả của núi Trường Bạch. Nói đi, anh muốn chết như thế nào, tôi sẽ cho anh toai nợ quyên. Lúc này, mọi người xung quanh đều nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của Thái Tuế Bệnh Tật, một trong tứ hổ của nhà họ Hứa, và thậm chí cả con long mã truyền thuyết mà anh ta đang cưỡi trên lưng nữa. Một con thú như vậy, một sức mạnh như vậy, thực sự khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ. Những người vốn không muốn quy hàng Diệp Lâm lại lũ lượt đầu quân cho Hứa Tường. Nếu không phải vì không dám tới gần Hứa Tường, e rằng mọi người đều lao hết qua bên đó rồi. Nhưng dù cách xa, nhóm người đó vẫn cố gắng bày tỏ lòng trung thành của mình. Họ sợ lát nữa Hứa Tường ra tay lại hiếu lầm rằng họ đến từ Long Môn. Dù sao thì ngay trước khi Hứa Tường lên núi, nhóm người này vừa bị buộc phải quy hàng Long Môn. Ban đều, chúng tôi đến với anh Pháo vì danh tiếng của núi Trường Bạch. Hiện giờ, anh Pháo đã bị đánh bại, nhưng chúng tôi vẫn nguyện trung thành với nhà họ Hứa. Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi bị ép phải gia nhập Long Môn. Xin để Hứa Thiếu Gia nhìn cho rõ, trái tim tôi vẫn ở Trường Bạch Sơn. Hứa Thiếu Gia, tên nhóc này có một con dao găm tà đạo, xin cậu hãy cẩn thận. Anh Pháo cũng vì quá khinh địch nên mới không may mất mạng. Nhìn thấy nhóm người này lại đổi phe. Hoàng Tiềm không khỏi tức giận và bất lực. Suy cho cùng, tứ hổ của nhà họ Hứa cũng đã đến rồi, chỉ cần không phải kẻ ngốc có lẽ đều biết lúc này họ nên đứng về phe nào. Đồng thời, Hoàng Tiềm cũng vô cùng sợ hãi. Anh ta không chỉ sợ hãi bởi khí chất kỳ lạ của Hứa Tường mà còn lo lắng rằng họ sẽ xúc phạm đến toàn bộ võ cổ giả ở núi Trường Bạch, gây ra tổn thất lớn. Long Vương, Hoàng Tiềm tiến lên một bước, nói, để tôi đánh lạc hướng, cậu nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Trốn thật xa và trở về Yến Kinh, võ cổ giả của núi Trường Bạch dù có hung ác đến đâu cũng sẽ không dám lộng hành ở Yến Kinh đâu. Lúc này, đối mặt với kẻ thù hùng mạnh, Hoàng Tiềm đã sẵn sàng phương án hy sinh bản thân. Liễu Như Yên cũng bất an nhìn Diệp Lâm. Không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào. Con mãng xà đi cùng đã bỏ chạy và trốn xuống dưới núi. Ngay cả rắn tiên cũng sợ hãi như vậy. Điều này khiến Liễu Như Yên nhận ra kẻ địch mà họ gặp phải lần này đáng sợ đến mức nào. Sư phụ, Hoa Quốc Đống lấy điện thoại di động ra, đang định nhờ Phủ Phụng Thiên tới ứng cứu, hay là tôi cũng ở lại chặn đường, tôi là con trai của thống đốc Phủ Thuận Thiên, chắc họ không dám làm gì tôi đâu. Mặc dù võ cổ uy nghiêm, nhưng cũng không ai dám động vào người nhà của quan lại cả. Long Vương, mau đi đi, Hoàng Tiềm tiến lên chặn lại phía trước, vẻ mặt quyết tử. Giờ này mà vẫn còn muốn chạy sao? Hứa Tường ho nhẹ một tiếng, cười nhạt, nói, chỉ sợ đã muộn rồi. Chưa kịp nói xong, Hoàng Tiềm đã ngã xuống, ôm lấy cổ họng, vẻ mặt đau đớn. Hoàng Long, Diệp Lâm thấy thế, vội lao tới đỡ Hoàng Tiềm. Hoa Quốc Đống và Liễu Như Yên cũng muốn bước tới giúp đỡ. Đừng tới đây, Diệp Lâm vội vàng ngăn cản. Hai người, nơi này không an toàn, tránh xa ra. Nghe vậy, cả hai lập tức lùi lại. Diệp Lâm phát hiện Hoàng Tiềm đã trúng một loại độc kỳ lạ. Hơn nữa, chất độc cũng đang bốc hơi ra bên ngoài, nếu có người đến gần sẽ bị lây nhiễm. Những người bình thường như Hoa Quốc Đống nếu trúng độc có lẽ sẽ chết. Điều này cũng khiến Diệp Lâm lấy làm ngạc nhiên,
anh thậm chí không nhìn thấy đối phương ra tay lúc nào, chỉ thấy Hoàng Tiềm cứ như vậy mà ngã xuống. Long Vương, mau rời đi, không cần lo cho tôi, Hoàng Tiềm thều thào nói. Nếu Long Vương không thể rời đi kịp thời, anh ta cảm thấy sự hy sinh của mình sẽ là vô ích. Tôi hỏi anh lần cuối, giọng nói ốm yếu của Hứa Tường lại vang lên, anh muốn chết như thế nào? Đừng nhìn Hứa Tường dáng vẻ bệnh tật mà cho rằng anh ta yếu ớt. Thực tế thì trên người anh ta mang các loại kỳ độc và bệnh nan y, thân thể anh ta giống như một ổ độc, nuôi dưỡng các loại kỳ độc bệnh lạ chết người giống như là nuôi dưỡng cổ. Chỉ cần truyền cho người ta một chút thôi cũng có thể gây chết người hoặc là tự mình hại mình. Bởi vậy, Hứa Tường tin chắc rằng mình có hàng trăm cách khiến Diệp Lâm chết thảm. Hứa Tường của hiện giờ giống như là đang tra tấn con mồi, phá hủy tinh thần của đối phương từng chút một, sau đó là phá hủy thân thể, sức khỏe và mạng sống của đối phương. Anh đã không còn đường trốn nữa rồi. Hứa Tường lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lâm, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Đám đồ đệ bỏ mạng thấy Hứa Tường thậm chí còn chưa ra tay cũng đã dọa cho cự mãng bỏ chạy, và cả đám người đứng gần anh ta cũng ngã xuống đất thì không nhịn được hô lên. Không hổ là bệnh thái tuế, một trong tứ hổ nhà họ Hứa, thực lực đúng là lợi hại. Anh ta còn chưa ra tay cũng đã đủ đáng sợ rồi. Nếu thật, sự ra tay thì phải lợi hại đến mức nào đây? Còn phải nói sao, Hứa Thiếu chính là con trai phong chủ, một trong bảy phong trên núi Trường Bạch, là tông sư võ đạo có tên có tuổi trong toàn bộ núi Trường Bạch, thực lực tất nhiên là phải mạnh rồi. Chúng ta có thế may mắn quy phục một thế lực mạnh mẽ như thế, thật sự là súng hơi đổi pháo, may mắn ba đời, tổ tiên phù hộ. Lần này thằng nhãi Long Môn kia chết chắc rồi, tuy rằng anh ta có thế may mắn thắng được anh Pháo, nhưng khi đối mặt với Hứa Thiếu, chắc là anh ta không có một chút đường sống. Trong nhất thời, mọi người đều xôn xao bàn tán khen ngợi sự lợi hại của Hứa Tường. Bọn họ đều nhất trí cho rằng lần này Diệp Lâm chết chắc rồi. Lúc này, khoảnh khắc đối mặt với loạn trong giặc ngoài, Diệp Lâm không hề hoảng loạn. Anh lựa chọn cứu Hoàng Tiềm, xua tan kỳ độc trong cơ thể Hoàng Tiềm trước. Đây là lần đầu tiên Diệp Lâm nhìn thấy loại độc ấy. Diệp Lâm rót chân khí của mình vào trong cơ thể Hoàng Tiềm rồi nhẹ nhàng đè một cái lên ngực anh ta. Hoàng Tiềm lập tức phun ra một ngụm máu, kỳ độc trong cơ thể anh ta cũng theo đó mà ra, giống như một quả bóng xì hơi bắn tung tóe ra ngoài. Phì phò. Hoàng Tiềm bỗng nhiên ngồi dậy, mở to miệng thở hổn hển, không ngờ mới vừa nãy mình còn thoi thóp sắp ngất, bây giờ lại trở nên khỏe mạnh rồi. Long Vương đại nhân đúng là có được bàn tay thần kỳ. Hoàng Tiềm nhìn về phía Diệp Lâm, lập tức cảm ơn ơn cứu mạng của Long Vương. Bên kia, Hứa Tường đang chờ đợi Diệp Lâm trả lời, không chỉ không có chờ đợi được câu trả lời mình muốn, ngược lại còn thấy Diệp Lâm lập tức xua tan độc tố mình vừa mới hạ, thành công cứu được đàn em. Chuyện này khiến Hứa Tường rất là chấn động. Không ngờ kỳ độc mà tự mình hạ lại có thể bị người ta giải một cách nhanh chóng dễ dàng như vậy. Anh ta vốn định giết gà dọa khỉ, giết người bên cạnh Diệp Lâm, để Diệp Lâm rơi vào trong tuyệt vọng. Kết quả Diệp Lâm trở tay liền chữa khỏi cho đàn em của mình, khiến Hứa Tường khó mà tiếp thu được chuyện này. Anh, sao anh có thể chữa khỏi cho anh ta được vậy? Khụ khụ, Hứa Tường ho nhẹ một tiếng, ngạc nhiên hỏi. Ô, nếu anh định dùng năng lực hạ độc đế đối phó tôi, thì tôi khuyên anh hãy bỏ qua ý định đó đi. Diệp Lâm hời hợt nói, tôi có thể chữa hết những bệnh lạ và kỳ độc mà anh nuôi dưỡng trong cơ thể. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Hứa Tường lập tức thay đổi, rồi nổi giận quát lên, đừng có nói hưu nói vượt. Chỉ dựa vào anh thôi hả? Hứa Tường tất nhiên là không tin lời nói của Diệp Lâm. Xem ra là đến lúc phải để anh thấy được sự lợi hại của tôi rồi. Hứa Tường giết gà dọa khỉ không thành công, không định lãng phí thời gian nữa, quyết định dùng kỳ độc mạnh nhất trong cơ thể mình làm cho Diệp Lâm muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngay sau đó, bầu không khí xung quanh chợt cứng lại, giống như là quanh mình biến thành một bãi tha ma, không khí quỷ quyệt khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng mọi người ở đây đều tránh ra xa, nhưng mà ngay tại khoảnh khắc này, cũng không nhịn được dùng mình một cái, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Hứa Thiếu, cần chúng tôi tránh sang một bên không? Chờ lát nữa, có liên lụy đến chúng tôi không? Mọi người run bần bật, cảm thấy rất bất an, liên tục lùi ra sau. Nhưng mà không có Hứa Tường lên tiếng, mọi người không dám dễ dàng bỏ đi hoặc là chạy trốn. Một giây tiếp theo, Hứa Tường nở nụ cười. Cười rất đắc ý, rất đáng sợ, giống như là sắp thi triển một chiêu đắc ý nhất trong đời anh ta, khiến anh ta cực kỳ hưởng thụ.
Sau đó, anh ta nói một câu khiến người ta giật mình, không ai trốn thoát đâu. Hôm nay mọi người ở đây, không một ai sống sót được, tất cả đều đi chôn cùng với Trịnh Tam Pháo đi. Đây chính là cái giá phải trả cho việc giết chết cổ võ giả núi Trường Bạch. Ai cũng có. Phần. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều thay đổi sắc mặt, sau đó sôi nổi quỳ xuống đất xin tha. Hứa Thiếu, tha mạng. Cái chết của anh Pháo không liên quan đến chúng tôi. Đúng vậy, là đám người Long Môn hại anh Pháo, chúng tôi cũng là người bị hại. Chúng tôi đồng ý trung thành với núi Trường Bạch, gia nhập dưới trướng các anh, chỉ cần tha cho chúng tôi một mạng, chúng tôi đồng ý làm trâu làm ngựa cho các anh. Đối mặt với mọi người đau khổ cầu xin, Hứa Tường vẫn không thay đổi ý định. Ở trong mắt anh ta, Diệp Lâm cũng được, đám đồ đệ bỏ mạng đồng ý quy phục cũng thế, tất cả đều chỉ là con kiến mà thôi. Giết chết bọn họ giống như giẫm chết một đám con kiến. Vậy nên anh đâu thèm để ý một đám con kiến quy phục hay không quy phục. Các người đều tận mắt nhìn thấy Trịnh Tam Pháo chết, nhưng ai cũng trơ mắt ra nhìn, thế mà bây giờ còn có mặt mũi nói đồng ý trung thành với nhà họ Hứa chúng tôi. Đám rác rưởi các người xứng sao? Cổ võ giới chúng tôi không cần sự trung thành của đám con kiến các người. Có thể để cho các người làm vật bồi táng chung với một cổ võ giả là vinh hạnh cho các người lắm rồi. Lúc nói chuyện, Hứa Tường quay người xuống ngựa, vừa định ra tay. Ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này. Dừng tay. Dưới chân núi chợt vang lên tiếng một tiếng hét. Vài giây sau, một già một trẻ, hai bóng người nhanh nhẹn vọt lên trên núi. Hứa Thủ, khoan đã. Một ông cụ cầm một cây trường thương xuất hiện ở hiện trường. Nghe tiếng nói, Diệp Lâm quay lại nhìn thì thấy là Giang Vệ Quốc. Ông Giang, Hoa Quốc Đống nhìn thấy ông cụ Giang Phủ Phụng Thiên kịp thời chạy tới thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh ta nhắn tin cho Giang Lãng, báo với Giang Lãng nguy cơ bên này để xin giúp đỡ. Diệp Lâm, chúng tôi tới cứu anh, theo sau. Là cháu gái Giang Đường của Giang Vệ Quốc, hi hi, lần này anh thiếu nhà họ Giang chúng tôi một ân tình, anh định trả lại thế nào? Lấy thân trả nợ hả? Nhìn thấy Giang Vệ Quốc, Hứa Tường hơi sửng sốt, chần chừ không ra tay. Rốt cuộc thì Giang Vệ Quốc đại biểu cho Phủ Phụng Thiên. Cho dù là cố võ giả núi Trường Bạch thì cũng phải nể mặt phía chính phủ. Ông Giang, đã lâu không gặp, Hứa Tường ho nhè mốt tiếc, ôm quyền nói. Thấy người nhà họ Giang ở Phủ Phụng Thiên đến, đám đồ đệ bỏ mạng ở hiện trường sợ tới mức im bặt, giống như là chuột gặp mèo vậy. Rốt cuộc thì phía chính phủ là khắc tinh của bọn họ, đa số người ở đây đều nằm trong danh sách truy nã và treo thưởng, sao có thể không sợ cho được. Không ngờ Phủ Phụng Thiên cũng phái người đến đây nữa. Thảo nào thằng nhãi Long Môn kia lại dám kiêu ngạo đến mức giết cả cổ võ giả. Thì ra là có Phủ Phụng Thiên làm trò dừa. Lần này xem như anh ta may mắn, có Phủ Phụng Thiên chống lưng cho anh ta, nếu không thì hiện giờ anh ta đã là một khối thi thể rồi. Bệnh thái tuế Hứa Tường thấy vậy thì chào trước đánh sau, chắp tay chào hỏi Giang Vệ Quốc. Tuy rằng Hứa Tường mạnh hơn Giang Vệ Quốc rất nhiều, nhưng mà Giang Vệ Quốc lại là đại biểu của Phủ Phụng Thiên. Vậy nên Hứa Tường ngoài mặt phải có vẻ khách sáo, tôn trọng lẫn nhau. Hứa Thiếu, Giang Vệ Quốc đi thẳng vào vấn đề, cậu Diệp là khách của nhà họ Giang tôi. Cậu có thể nể mặt nhà họ Giang tôi, mỗi bên đều. Nhường một bước, bắt tay giảng hòa, được không? Không được, Hứa Tường từ chối thẳng thừng, cậu ta giết cấp dưới của cha tôi, sao có thể giải quyết chỉ bằng nể mặt thôi chứ? Nhìn theo hướng mà Hứa Tường chỉ, Giang Vệ Quốc cũng thấy được Trịnh Tam Pháo chia năm xẻ bảy. Hai ông cháu nhà họ Giang đều rất chấn động. Cổ võ giả, bị anh ta giết chết. Giang Đường bụng miệng, sắc mặt hoảng sợ. Ngay cả Giang Vệ Quốc cũng có một chút khó tin rằng thực lực của Diệp Lâm lại mạnh mẽ đến mức như thế. Bởi vì lúc nãy tình huống khẩn cấp, cho nên Hoa Quốc Đống không có nói rõ ràng tình huống thực tế bên này trong tin nhắn cầu cứu, chỉ nói là gặp được tứ hổ nhà họ Hứa chặn đường, cần có Phủ Phụng Thiên chi viện. Giang Vệ Quốc không ngờ rằng chuyện này lại liên quan đến tánh mạng của một vị cổ võ giả. Vậy là hơi khó làm rồi đây. Cổ võ không thể chịu nhục, Hứa Tường lên tiếng, giết người phải đền mạng, huống chi là cổ võ giả núi Trường Bạch chúng tôi lấy mạng của cậu ta là hợp tình hợp lý. Dù là tính theo luật pháp đại hạ, tôi cũng là người chiếm lý. Giang Vệ Quốc lập tức im lặng. Không thể không nói, Hứa Tường nói không sai một chút nào. Thắng làm vua thua ăn bụi, có cái gì đáng nói đâu. Lúc này, Diệp Lâm nói, Trịnh Tam Pháo thực lực không bằng tôi, bị tôi giết.
nếu thực lực của tôi không bằng anh ta thì hiện giờ người nằm trên mặt đất chính là tôi. Tôi chưa từng nghe nói người thắng phải chịu xử phạt. Nghe vậy, Hứa Tường giận tím mặt, hay cho một câu người thắng làm vua. Đó là vì cậu chưa biết cậu và tôi, ai mới là người thắng, ai mới là kẻ hèn mọn như bụi bặm. Lúc nói chuyện, Hứa Tường vung tay lên, làm khó dễ lần nữa. Hứa thiếu, khoan đã. Giang Vệ Quốc ngăn cản lần nữa, cố gắng thuyết phục, đừng quên các quy tắc giữa thế giới cổ võ và thế giới bình thường. Cổ võ giả không được phép đặt chân vào bất cứ lĩnh vực nào của thế giới bình thường. Nhưng mà hiện giờ các anh vượt rào liên. Tiếp, thậm chí còn bồi dưỡng ra một kẻ như Tọa Sơn Điêu gây hại cho một vùng. Dù vậy, chúng tôi cũng đã từng cố gắng nhịn rồi. Cái chết của Trịnh Tam Pháo khiến người ta tiếc nuối. Nhưng mà đây cũng là hậu quả do anh ta tự mình gieo gió gặt bão thôi. Hứa thiếu, anh không cảm thấy là các anh duỗi tay quá dài rồi hả? Nghe vậy, Hứa Tường không hề dao động nói, tôi mặc kệ quy tắc gì đó. Tôi chỉ biết là kẻ hại người của nhà họ Hứa chúng tôi phải nợ máu trả bằng máu. Thấy chỉ nói là không thể ngăn cản, Giang Vệ Quốc không thể không lấy ra át chủ bài cuối cùng. Hứa thiếu, nếu cậu cứ khăng khăng ra tay thì Phủ Phụng Thiên chúng tôi và quân Doanh Châu đều sẽ đánh tới cùng. Dứt lời, Giang Vệ Quốc nháy mắt ra hiệu với cháu gái Giang Đường. Giang Đường lật bàn tay lên, trong tay có thêm một quả đạn tín hiệu. Đây là tín hiệu xin giúp đỡ của quân Doanh Châu chúng tôi. Chỉ cần tôi thả đạn tín hiệu thì 10 vạn quân Doanh Châu sẽ lao tới đây. 10 vạn quân Doanh Châu lao tới đây. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều hoảng hốt. Trước đây, quân Doanh Châu hợp tác với quân Thanh Châu đi diệt cướp, bọn họ mặc dù không có tại hiện trường, nhưng ít nhiều gì cũng có nghe nói. Liên quân gần như dùng thế chẻ tre, rất nhanh mà dọn sạch hang ố của Tọa Sơn Điêu. Bọn họ hợp tác diệt cướp với trận thế rầm rộ như thế, cũng là vì cảnh cáo chỗ dựa sau lưng Tọa Sơn Điêu. Quả nhiên, cố võ giả núi Trường Bạch mặc kệ chuyện này, không xen vào quá nhiều. Đến lúc bọn họ muốn cứu Tọa Sơn Điêu thì Tọa Sơn Điêu đã bị Diệp Lâm đánh chết. Mọi người không hề nghi ngờ về lòng quyết tâm diệt cướp của Doanh Châu và khả năng dẫn quân lao tới đây. Hứa thiếu, Giang Vệ Quốc nói, chúng tôi có lý do nghi ngờ các người tụ tập tại đây là vì muốn bồi dưỡng một Tọa Sơn Điêu thứ hai, phá hư quy tắc không nhúng tay vào chuyện của thế giới bình thường. Tuy rằng tôi không phải đối thủ của cậu. Nhưng trong quân Doanh Châu chúng tôi có rất nhiều nhân tài và cao thủ, còn có Đoạn Chiến Thần tự mình tọa trấn cùng với 10 vạn tướng sĩ đồng lòng. Dù có cha cậu là Hứa Đại Mã Bống tự mình tới đây thì chắc là ông ta cũng không muốn trở thành kẻ địch với quân Doanh Châu chúng tôi đâu. Từng câu từng chữ của Giang Vệ Quốc đâm thẳng vào lòng Hứa Tường, khiến Hứa Tường không thể không cẩn thận nghĩ lại. Theo lý mà nói, cấp bậc cổ võ giả như anh ta vốn dĩ không nên tự mình ra tay thu dọn cục diện rối rắm. Bọn họ vốn định phái Trịnh Tam Pháo ra mặt làm việc, còn anh ta thì ngầm đi giúp đỡ, nào ngờ lại bị Diệp Lâm phá hư kế hoạch, lúc này anh ta mới bất đắc dĩ mà xuất hiện ra tay. Nhưng nếu vì vậy mà dẫn tới đại quân Doanh Châu thì chuyện sẽ trở nên khó khống chế. Nhân tiện nhắc một lời, lúc này, Giang Đường cười nói, Diệp Lâm là anh em kết nghĩa của Hàn Sơn Hà Chiến Thần Thanh Châu. Nếu Hàn Chiến Thần biết em trai của ông ta bị anh bao vây ở đây, thậm chí còn muốn giết anh ta, thì có khi quân Thanh Châu cũng sẽ lao tới đây. Nghe vậy, Hứa Tường thay đổi sắc mặt, nói, cô đang uy hiếp tôi đấy hả? Không dám, Giang Đường nghiêm mặt nói, tôi chỉ đang nói một sự thật thôi. Nếu hai bên chúng ta thật sự đánh nhau thì quân Doanh Châu và quân Thanh Châu đều sẽ không đứng nhìn. Hứa Tường im bặt, nếu lại dẫn tới quân Thanh Châu nữa thì lúc trở về anh ta không biết phải ăn nói thế nào. Quân Thanh Châu nổi tiếng khắp nơi, thuộc top 4 quân đội trong Cửu Châu ở Đại Hạ. Cho dù là tất cả cố võ chín phong núi Trường Bạch thì cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Yên tĩnh. Không khí hiện trường ngay giây phút này dường như sắp đông lại. Giống như là một cơn lặng yên trước bão táp. Sau khi trải qua cân nhắc lợi hại và đấu tranh tư tưởng, Hứa Tường rốt cuộc cũng chịu thua, quyết định nhường một bước. Được rồi, hôm nay tôi nể mặt ông Giang, có thể tha cho thằng nhãi kia lần này, nhưng mà... tuyệt đối không có lần sau. Hứa Tường bất đắc dĩ nói. Giang Vệ Quốc nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói cảm ơn thì. Hứa Tường chợt đổi giọng, lạnh lùng nói, có đều, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cậu ta giết cổ võ giả núi Trường Bạch tôi, khinh người quá đáng, nếu cứ dễ dàng tha cho cậu ta thì hời cho cậu ta quá rồi. Ông Giang, tôi có thể nể mặt ông, không giết cậu ta,
nhưng tôi cần phải ra một chiêu để an ủi chú Tam Pháo đã qua đời. Dứt lời, Hứa Tường chắp tay hành lễ, rồi lập tức dùng nội lực đánh về phía Diệp Lâm. Một luồng uy áp khủng bố và một bóng đen bay nhanh như chớp về phía Diệp Lâm. Thấy vậy, Diệp Lâm sửng sốt, vận chuyển chân khí khắp người để ngăn cản, nhưng mà vẫn bị một lực lượng quái dị đánh vào trong cơ thể. Diệp Lâm giống như là bị một đòn tấn công nghiêm trọng, trong miệng mặn chát, phun ra một ngụm máu đen. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Hai người tuy cách xa nhau vài thước, nhưng mà sát chiêu của Hứa Tường đã tung ra, thật sự là khó lòng đề phòng. Từ lúc anh ta ra tay đến lúc Diệp Lâm trúng chiêu, trước sau cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngay cả Giang Vệ Quốc đứng bên cạnh cũng chưa kịp phản ứng, nói chi là ra tay giúp đỡ. Cậu, thấy vậy, Giang Vệ Quốc nổi giận, không ngờ rằng Hứa Tường vẫn ra tay. Giang Vệ Quốc cũng từng nghe thấy tên tuổi bệnh thái tuế của cậu ta. Đừng nói là một chiêu, chỉ cần là đứng gần cậu ta thôi, cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Diệp Lâm thế mà lại phun ra một ngụm máu đen, hiển nhiên là bị trúng kỳ độc, Giang Vệ Quốc vừa giật mình vừa tức giận, trách cứ Hứa Tường nói không giữ lời. Nếu Diệp Lâm xảy ra vấn đề gì thì ông ta chắc chắn sẽ dẫn quân Doanh Châu tới hỏi chuyện. Diệp Lâm, anh sao rồi? Giang Đường vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Lâm, quan tâm hỏi thăm, cổ vũ, anh đừng chết nha. Tôi còn muốn trở thành chiến thần, chờ anh đến cưới tôi nữa đấy. Sư phụ, Long Vương, hai người Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm cũng đi lên, vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi Diệp Lâm. Bọn họ quen biết Diệp Lâm lâu rồi, và đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Diệp Lâm bị thương hộc máu, hiển nhiên tình huống lần này không giống như bình thường. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu bàn tán xôn xao. Không hổ là tứ hố nhà họ Hứa, đúng là lợi hại. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay là chấn động. Chỉ dùng một chiêu thôi là đã khiến cho thằng nhãi kia hộc máu rồi. Cậu ta có nhà họ Giang chống lưng, xem như là cậu ta gặp may, nếu không thì hôm nay chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Mọi người cảm thán với sự lợi hại của Hứa Tường. Không hổ là cổ võ giả, quả nhiên là hơn người. Ha ha, yên tâm đi, tôi chỉ dùng một phần thực lực, thằng nhãi kia không chết được đâu. Hứa Tường cười ha ha, xoay người lên ngựa, chuẩn bị đi về. Chỉ là khi nhìn về phía Diệp Lâm, trong mắt anh ta có thêm một tia lạnh lùng, thầm cười lạnh trong lòng, nhãi danh, từ từ chờ chết đi. Tuy rằng mặt ngoài Hứa Tường chỉ dùng một chiêu với Diệp Lâm, nhưng mà sự thật là anh ta dùng thập phương độc kiếp một trong các loại độc không thế giải và tàn nhẫn nhất trong rất nhiều kỳ độc được nuôi dưỡng trong cơ thể anh ta. Một khi độc tiến vào trong cơ thể người, thì người bị trúng độc chỉ có một đường chết, giống như là trải qua 10 phương địa ngục, chịu đựng tra tấn và giày vò trong suốt 10 ngày 10 đêm, cuối cùng không còn hình người, mà trông như ác quỷ, dáng chết cực kỳ thê thảm. Mấu chốt là độc không có thuốc giải. Vậy nên, ở trong mắt Hứa Tường, Diệp Lâm đã là một người chết. Hứa Thiếu, Giang Vệ Quốc kiềm nén lửa giận, lạnh giọng cảnh cáo, nếu Diệp Lâm có gì không hay thì chúng tôi sẽ không để yên đâu. Ha ha, Hứa Tường cười hờ hững. 10 ngày sau, thằng nhãi kia đã chết, còn mình thì đã về tới núi Trường Bạch, cho dù quán Doanh Châu thật sự tới hỏi tội thì anh ta cũng có thể không chút sợ hãi. Dù sao khi ấy thì người chết cũng chết, anh ta không tin quân Doanh Châu có thể vì một người chết mà khai chiến với cổ võ giả núi Trường Bạch. Ha ha ha, khụ khụ khụ, Hứa Tường cười đắc ý, sau đó lên cơn ho khan, quay đầu ngựa lại, nghênh ngang mà đi. Mọi người nhìn Hứa Tường đi, không một ai dám cản lại, thậm chí không dám đến gần, vì sợ bị trúng độc. Đứng lại, đúng lúc này, Diệp Lâm đã miễn cưỡng áp chế kỳ độc trong cơ thể mình, quay người nói, anh ra xong một chiêu rồi định đi luôn hả? Cái gì? Hứa Tường sửng sốt, nhẹ nhàng ấn đầu ngựa dừng chân, quay đầu lại, lạnh lùng nói, sao hả? Anh còn dám đánh trả? Đúng vậy, Diệp Lâm nhảy một cái đến gần anh ta, bây giờ đến lượt tôi. Anh cũng tiếp một chiêu của tôi đi. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất giật mình. Ai cũng không ngờ rằng Hứa Tường ra một chiêu xong liền tha cho anh ta, thế mà anh ta còn dám lên mặt đòi ra chiêu lại. Một vị cố võ giả có thể tha cho anh ta một mạng là vinh hạnh cho anh ta lắm rồi. Anh ta nào có tư cách gì đi cò kè mặc cả, thậm chí là đánh trả lại. Thằng nhãi kia điên rồi hả? Dám đi ra tay với Hứa Thiếu? Đúng là không biết chữ chết viết thế nào, tự đi tìm đường chết. Xem ra lần này, dù là nhà họ Giang cũng không bảo vệ được anh ta. Đám người Giang Vệ Quốc thấy vậy thì vội vàng lên tiếng ngăn cản.
Cậu Diệp, cậu đừng xúc động. Đúng vậy, sư phụ, giữ được rừng xanh sợ gì không củi đốt. Long Vương đại nhân, cẩn thận. Bọn họ đều cho rằng với thiên phú của Diệp Lâm thì sớm muộn gì cũng sẽ so được với Cố Võ Giả và báo được thù ngày hôm nay, cần gì phải xả giận trong nhất thời cơ chứ. Có điều, Diệp Lâm đã muốn ra tay rồi thì không ai có thể ngăn cản. Ngay sau đó, anh đã vọt tới trước mặt Hứa Tường. Nhãi danh, mày muốn chết thật đấy hả? Hứa Tường không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám ra tay. Trả lời anh ta là ánh sáng chợt lóe trong tay Diệp Lâm. Thấy vậy, Hứa Tường không dám sơ sẩy chút nào, dùng khí độc quanh thân để buộc cho Diệp Lâm lùi ra. Rốt cuộc thì người bình thường đến gần anh ta đều sẽ bị bệnh hoặc là bị trúng độc. Có điều, cơ thể Diệp Lâm vốn đã kháng mọi loại độc, khí độc quanh thân Hứa Tường không hề có hiệu quả với anh. Ngay sau đó, ánh sáng chợt lóe, Diệp Lâm vung dao găm lên, định cho Hứa Tường một vết thương suốt đời khó quên. Vù! Lực lượng quỷ dị từ yêu đao bên trong dao. Găm lập tức bám lên trên lưỡi dao sắc bén. Khoảnh khắc Diệp Lâm ra tay, Hứa Tường vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, không kịp né tránh, bị trúng chiêu. Có điều, Hứa Tường cũng không phải ăn chay, ngay lúc làn da trên cánh tay bị lưỡi dao sắc bén chạm vào, anh ta cũng đã xoay người xuống ngựa, tránh thoát một đòn chí mạng. Dù vậy, ống tay áo của Hứa Tường vẫn bị lưỡi dao sắc bén rạch rách, trên cánh tay có một vết máu rõ ràng. Khốn kiếp, thấy vậy, Hứa Tường nổi giận. Bị một người trong giới bình thường làm cho bị thương. Ở trong mắt Hứa Tường, miệng vết thương kia chính là một loại sỉ nhục. Sỉ nhục dữ dội. Một chiêu của Diệp Lâm chỉ nhẹ nhàng rạch một đường trên làn da đối phương, không biết luồng lực lượng quỷ dị kia có thể thành công thấm vào trong cơ thể đối phương hay không. Anh muốn chém thêm một dao, nhưng lại bị con ngựa gầy kia ngăn cản. Hí hí hí. Ngựa gầy hí vang, thân hình gầy yếu giống như tường thành chặn giữa Diệp Lâm và Hứa Tường, thay chủ nhân của nó ngăn cản đòn tấn công của Diệp Lâm. Ngay sau đó, ngựa gầy quay đầu, lấy thế tấn công xông về phía Diệp Lâm. Lực xông lên mạnh mẽ nhanh chóng, người ta hoàn toàn không ngờ rằng một con ngựa gầy lại có thể bùng nổ ra lực lượng khủng bố như thế. Ngay cả Diệp Lâm cũng không dám xem thường lực lượng kia. Không hổ là long mã uống máu, Diệp Lâm không nhịn được khen một câu, thảo nào đại xà cũng phải tránh sang bên, trốn thẳng xuống chân núi. Cho dù là võ giả bình thường bị đâm trúng, thì cũng phải gãy xương nứt gân, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Lâm đi theo thần hành, né tránh liên tục. Còn con ngựa gầy kia thì cứ quay tròn thân hình giống như là con quay vậy. Đầu quay chân bước, tốc độ cực nhanh, thân hình mạnh mẽ, trong khoảnh khắc dường như quay thành một vòng gió lốc, không thể nào ngăn cản. Con ngựa của anh có chút nóng tính. Diệp Lâm bắt được sơ hở của nó, không một. Chút nương tay, đâm thẳng về phía nó. Bình tĩnh lại cho tao. Dưới thế công điên cuồng của ngựa gầy, Diệp Lâm đâm thẳng vào đầu ngựa gầy, rồi thuận thế đâm sâu xuống, đè mạnh đầu ngựa gầy xuống mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, trên mặt đất cũng bị đấm ra một hổ sâu. Không, Hứa Tường nổi giận gào lên một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin. Anh ta vốn dĩ đứng một bên quan sát, cho rằng ngựa gầy của mình đã tấn công rồi là có thể làm cho Diệp Lâm mất mạng, không cần mình phải ra tay nữa. Đừng thấy nó chỉ là một con ngựa mà lầm, thực tế thì nó là một con long mã, ngay cả tông sư bình thường cũng không đánh lại nó. Nếu đối phương ngay cả một con súc sinh cũng đánh không lại, chết dưới vó ngựa, thì có gì phải nói nữa chứ? Anh ta tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Lâm lại bắt lấy sơ hở giết ngược lại. Thậm chí còn không chút nương tay, đánh chết trong một chiêu, đè xuống mặt đất. Thấy vậy, Hứa Tường lập tức nổi giận. Đánh chó phải nể mặt chủ, huống chi nó còn là thú cưỡi của mình, hơn nữa không phải là thú cưỡi bình thường, mà rất là quý giá. Lúc Hứa Tường muốn ra tay cứu thì đã không kịp nữa rồi. Anh ta chỉ có thể trơ mắt ra nhìn ngựa gầy trúng chiêu, nện xuống mặt đất thành một hố sâu. Anh ta cực kỳ đau lòng. Đại xà. Sau khi đánh chết long mã, Diệp Lâm không chút do dự gọi cự mãng ra. Ầm ầm ầm. Mặt đất bắt đầu rung động. Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ giống như là trụ trời đột ngột chui ra từ mặt đất. Là cự mãng lao lên từ dưới chân núi. Long mã đã chết, nó không còn sợ gì nữa. Khoảnh khắc chui lên mặt đất, nó nuốt hết thân hình gầy đét của long mã vào trong bụng. Thấy vậy, Hứa Tường vừa bất ngờ vừa tức giận. Thú cưỡi của mình bị đánh chết thì thôi đi, bây giờ tới cái xác cũng không được giữ lại, bị con súc sinh của đối phương nuốt trọn hết. Khinh người quá mức.
Hứa Tường nghiến răng nghiến lợi, vừa định ra tay đánh chết cự mãng cùng cách với Diệp Lâm lúc nãy để trả thù. Ngay lúc này, một màn không thể tưởng tượng hiện lên, khiến Hứa Tường sững sờ tại chỗ, trợn to mắt ra nhìn. Sau khi cắn nuốt long mã, con cự mãng kia ngửa mặt lên rít vang trời, dường như là đang rơi vào trong cơn đau đớn dày vò, và cái đầu khổng lồ của nó bắt đầu có sự thay đổi. Từng mảnh vảy màu xanh giống như dao thép trồi lên trên đầu cự mãng. Giống như là có hàng vạn lưỡi dao đâm mạnh ra từ trong cơ thể nó, hiện lên bên ngoài thân thể, biến thành vảy, vảy như quân bài domino, hàng vạn quân bài sắp xếp ngay ngắn gọn gàng, bao phủ toàn bộ cái đầu khổng lồ. Tiên Nhi, nhìn thấy cự mãng thay đổi, Liễu Như Yên lo lắng mà hô lên. Ơ kìa, đây là tướng hóa rồng. Sự thay đổi của đại xà khiến mọi người ở đây đều chấn động. Trời ạ, mau xem kìa, con cự mãng kia lại mọc vảy, chẳng lẽ là nó sẽ lột xác thành rồng hả? Không thể nào, đó chỉ là thủy thú trong truyền thuyết thần thoại thôi. Có điều, hình thể của cự mãng đúng là rất đáng sợ, hay là nó thật sự một chút có đạo hạnh. Không ngờ sau khi nuốt thú cưỡi của Hứa Thiếu, con súc sinh kia lại có được cơ duyên như vậy, thật là hời cho nó. Mọi người ngửa đầu lên nhìn cự mãng lột xác, ai nấy đều lên tiếng cảm thán. Wow, chẳng lẽ chúng ta thật sự có thể thấy kỳ quan rắn hóa rồng hay sao? Hoa Quốc Đống cũng cực kỳ ngạc nhiên. Cô Liễu, nó là linh thú mà nhà họ Liễu từng cung phụng hả? Nó có thể hóa rồng thật sao? Hoàng Tiềm quanh năm hoạt động ở Phụng Thiên, tất nhiên cũng từng nghe nói về nhà họ Liễu sở trường thuần rắn, nhưng mà chưa từng nghe nói gia tộc thần bí cổ xưa kia có thể bồi dưỡng ra rồng. Tôi không biết, Liễu Như Yên lẩm bẩm, rắn hóa rồng chỉ là truyền thuyết trong gia tộc thôi. Có điều, Tiên Nhi đang lột xác dữ dội, đúng là có tướng hóa rồng. Những cái vảy mọc lên trên đầu nó chính là vảy rồng. Mọi người đều tập trung nhìn lên đầu cự mãng. Bọn họ vốn tưởng rằng vảy sẽ mọc từ trên xuống dưới, mọc hết cả toàn thân. Nào ngờ tướng hóa rồng chỉ kéo dài trong chốc lát, lớp vảy chỉ mọc tới chỗ bảy tấc, không thể bao phủ hết toàn thân. Rít. Dù vậy thì sau khi hoàn thành biến đổi, khí chất toàn thân cự mãng cũng thay đổi theo, không còn chỉ khiến người ta sợ hãi vì hình thể nữa, mà ngay cả ở khí thế cũng có thể khiến người ta cực kỳ áp lực. Lúc vảy rừng mọc, nó rít lên giận dữ, chấn động cả đất trời. Tiếc là không thể hoàn toàn lột xác. Thấy vậy, Diệp Lâm lắc nhẹ đầu. Con súc sinh của cậu, dám nuốt thú cưỡi của tôi. Buồn cười, khụ khụ khụ. Thấy vậy, Hứa Tường nghiến răng nghiến lợi. Vì kích động nên lại ho khan liên tục. Tôi muốn lột sống nó. Tôi mặc kệ là rồng hay rắn, hôm nay nó phải chết chắc rồi. Rít. Đối mặt với sát ý của Hứa Tường, đại xà lại rít một tiếng vang trời, không sợ hãi một chút nào. Nó giống như một con rồng nhìn xuống dân gian, trong đôi mắt lớn cỡ nắm tay kia hiện lên vẻ uy nghiêm và khinh thường. Sau khi cắn nuốt long mã, đại xà đã hoàn thành bước lột xác ban đầu, mơ hồ có được long uy, không còn là con cự mãng lúc nãy vừa thấy bệnh thái tuế và ngựa gầy là sợ tới mức hoảng hốt bỏ chạy nữa. Lúc này, Diệp Lâm bước lên đứng giữa hai bên. Muốn đánh nó thì hãy qua ải của tòi trước đi, Diệp Lâm lạnh giọng nói. Khụ khụ khụ, một lần nữa nhìn thấy Diệp Lâm, Hứa Tường cảm thấy vết thương trên cánh tay đau âm ý, dẫn tới ho khan kịch liệt nữa. Anh ta lớn tiếng hét, hôm nay bọn mày đều phải chết. Đặc biệt là mày. Hứa Thiếu, lúc này, Giang Vệ Quốc cầm. Trường thương xông lên, lúc nãy cậu nói chỉ ra tay một chiêu với Diệp Lâm. Bây giờ một chiêu đã xong, mong cậu đừng nuốt lời. Hứa Tường giận dữ nói, nhưng mà thằng nhãi kia còn ra tay với tôi, giết luôn cả thú cưỡi của tôi nữa. Tòi không quan tâm, tôi chỉ xem kết quả. Giang Vệ Quốc kiên chỉ nói, một chiêu, cậu đã nói là chỉ ra một chiêu. Dứt lời, Giang Vệ Quốc phung thương lên, lạnh lùng nói, nếu cậu cứ muốn đánh nữa thì tôi chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hứa Thiếu, nếu anh lại ra tay thì tôi đành phải gửi đạn tín hiệu gọi quân Doanh Châu tới đây. Giang Đường lại lấy đạn tín hiệu ra, bày ra dáng quy vẻ có thể thả đạn tín hiệu bất cứ lúc nào. Hứa Tường của lúc này đã mất đi thú cưỡi duy nhất, rõ ràng là chỉ còn một mình, không có bất cứ chỗ dựa nào. Đối mặt với sự kiên quyết của nhà họ Giang, Hứa Tường nhìn Diệp Lâm với ánh mắt tràn đầy thù hận. Anh ta lại nghĩ, dù sao thằng nhãi này cũng đã trúng thập phương độc kiếp rồi, không còn sống được bao lâu nữa, không cần phải sốt ruột giết anh ta trong nhất thời. Nghĩ đến đây, Hứa Tường ngửa đầu lên nhìn thoáng qua đại xà có dấu hiệu hóa rồng, nghiệt tiếp, chờ Diệp Lâm chết rồi tao sẽ đi thu thập mày.
Nếu con nghiệt xúc kia có thể thật sự hóa thành rồng, thì nó sẽ có giá trị hơn cả con long mã của mình. Hứa Tường thu lại khí thế, mở miệng nói, được rồi, chuyện đến đây là dừng. Họ Diệp kia, chúng ta cứ đợi xem. Cuối cùng, Hứa Tường nhìn thoáng qua Diệp Lâm một cái. Anh ta tin chắc rằng lần gặp nhau tiếp theo, đối phương đã là một thi thể. Ngay sau đó, Hứa Tường quay người lại, bước nhanh xuống núi. Diệp Lâm nhìn theo bóng dáng Hứa Tường. Không có ngăn cản, mặc kệ anh ta đi xuống núi. Bởi vì một chiêu vừa rồi của mình đã đánh trúng cánh tay đối phương. Tuy rằng chỉ rạch nhẹ một vết ngoài da thôi, nhưng mà lực lượng quỷ dị của yêu đao đã kịp thấm vào trong miệng vết thương. Nếu cứ để vết thương tiếp tục phát triển, thì sớm muộn gì cả cánh tay của anh ta cũng sẽ bị phế. Thấy Hứa Tường đi rồi, mọi người ở hiện trường có vui có buồn. Hai ông cháu nhà họ Giang và đám người Hoa Quốc Đống thấy kẻ địch đã đi thì thở phào nhẹ nhõm. Còn đám đồ đệ bỏ mạng thì dù có nằm mơ cũng không ngờ rằng Hứa Thiếu trong tứ hổ nhà họ Hứa thế mà lại chủ động nhường bước. Anh ta hại chết bọn họ rồi. Bây giờ bọn họ biết đối mặt thế nào với chủ nhân của Long Môn đây. Xui xẻo là mất mạng như chơi. Chúc mừng Long Vương Đại Nhân. Lúc này, có kẻ hay nịnh nọt đã dẫn đầu chúc mừng Diệp Lám. Ngay cả kẻ địch mạnh như tứ hổ nhà họ Hứa, cổ võ giả núi Trường Bạch, cũng bị Long Vương Đại Nhân đánh đi. Long Vương Đại Nhân uy vũ, chúng tôi rất vinh hạnh khi được gia nhập Long Môn. Có người dần đầu, đám người còn lại cũng không dám ý ê mề, lập tức hò hào lên tiếng, hoan hô và chúc mừng Diệp Lâm. Long Vương uy vũ! Long Vương uy vũ! Long Vương uy vũ! Đối mặt với sự quy phục của mọi người, mặt mày Diệp Lâm lại lạnh lẽo như băng. Anh tất nhiên là không quên được sắc mặt của đám đồ đệ bỏ mạng kia khi quy phục nhà họ Hứa. Chắc là các người không ngờ rằng tôi còn sống, còn các người lại giống như chó nhà có tang, bị nhà họ Hứa vứt bỏ, đúng không? Nghe vậy, mọi người vừa sợ hãi vừa xấu hổ, cứ ấp úng không biết nên giải thích thế nào. Long Vương Đại Nhân, xin hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tái phạm. Cho dù là tứ hổ nhà họ Hứa, thậm chí là Hứa Đại Mã Bổng đến đây, chúng tôi cũng sẽ cùng tiến cùng lui với Long Vương Đại Nhân. Mọi người lại sôi nối nghĩ một đằng nói một nẻo thề thốt lòng trung thành. Có điều, dù là đồ ngốc cũng biết lần sau khi gặp cổ võ giả nhà họ Hứa thì sẽ phải lựa chọn như thế nào. Long Vương, nên xử lý bọn họ thế nào? Hoàng Thiềm hỏi. Long Vương Đại Nhân chấm tsa mạng đi. Chúng tôi không dám nữa. Mọi người sôi nổi quỳ xuống đất xin tha. Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi nói, kẻ nào lúc nãy quy phục nhà họ Hứa thì tự chém một tay đi. Cái gì? Tự chém một tay. Nghe vậy, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nhưng dưới ánh nhìn giận dữ của Diệp Lâm và sự ép buộc của Hoàng Tiềm, mọi người không dám không nghe theo. Muốn giữ tay hay là giữ mạng, Hoàng Tiềm đi giữa đám người, cho các người 3 giây suy nghĩ. Tiếng hét thảm thiết vang lên chính là đáp án của mọi người. Tự chém một tay, tiếp thu trừng phạt. Nhìn thấy một màn máu tanh như thế, hai. Ông cháu Giang Vệ Quốc và Giang Đường đều rất bình tĩnh. Không ai đi thương hại kẻ phản bội, huống chi bọn chúng đều là một đám đồ đệ bỏ mạng, cho dù có giết chết thì cũng là vì dân trừ hại. Có điều, vào lúc này, phụt, Diệp Lâm lại phun ra một ngụm máu đen. Một luồng lực lượng không giống bình thường đang chạy loạn trong cơ thể anh. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Sư phụ, anh sao vậy? Thấy vậy, Hoa Quốc Độc Chi Át mình đi lên đỡ anh. Sao lại vậy được? Đây đã là lần thứ hai Diệp Lâm hộc máu rồi. Đối mặt với tình huống dị thường như vậy, ngay cả bản thân Diệp Lâm cũng không khỏi sợ hãi. Anh nghĩ, chẳng lẽ là tàn dư của độc kiếp thập phương mà Hứa Tường vừa sử dụng sao? Nhưng rõ ràng cơ thể anh đã bất khả xâm phạm trước mọi loại độc, tại sao lại không thể áp chế được sức mạnh kỳ lạ này? Diệp Lâm nhắm mắt lại, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một luồng năng lượng màu đen, giống như ngựa hoang không tự chủ chạy khắp cơ thể. Hễ nó đi đến đâu, lục phủ ngũ tạng của anh đều rối tung lên đến đó. Cũng may là Diệp Lâm có thể chất vượt trội. Nếu là người bình thường, e rằng đã chết từ lâu rồi, chứ không chỉ nôn ra máu thôi đâu. Long Vương Đại Nhân, cậu bị thương nặng như vậy sao? Hoàng Tiềm không ngờ Diệp Lâm lại liên tiếp hộc máu, nhanh chóng lui về bên cạnh anh. Cậu Diệp, vừa rồi cậu bị Hứa Tường làm cho. Bị thương sao? Giang Vệ Quốc cũng quan tâm hỏi, có nghiêm trọng không? Để tôi sắp xếp đưa cậu tới bệnh viện nhé. Ông nội, ông quên rồi sao? Lúc này,
Giang Đường lên tiếng nhắc nhở, Diệp Lâm là thần y, tại sao phải đi bệnh viện? Ô, đúng vậy, Giang Vệ Quốc cười khổ, ông quên mất, cậu Diệp, cậu có thể tự chữa được không? Diệp Lâm gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi cần một nơi yên tĩnh để chữa bệnh. Chất độc trong cơ thể này quả thực có chút kỳ lạ. Diệp Lâm phải tìm một chỗ yên tĩnh, cẩn thận nghiên cứu mới được. Dưới chân núi có rất nhiều nhà trống. Lúc này, một người còn chưa bị chặt tay nhanh chóng giơ tay nói có thể dẫn đường, hy vọng có thể lấy công chuộc tội. Có người dẫn đường, dưới sự hộ tống của nhóm Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm đã được đưa vào một căn phòng trống. Sư phụ, để tôi canh cửa, có việc gì thì cứ gọi cho tôi. Hoa Quốc Đống nhận lấy trách nhiệm của đại đệ tử, chỉ đạo Hoàng Tiềm, anh mau trở về đi, kẻo đám côn đồ trên đỉnh núi lợi dụng lúc sư phụ bị thương, tập hợp làm loạn. Ừ, được rồi, Hoàng Tiềm cũng cảm thấy lời nói của Hoa Quốc Đống có lý. Đám người kia vừa mới bị ép chặt tay, hiện tại Long Vương bị trọng thương nôn ra máu, đám người đó khó tránh khỏi sẽ có suy nghĩ làm phản. Hoàng Tiềm không dám lơ là, lập tức quay lại xử lý tình hình chung. Lúc này, Diệp Lâm ngồi trên mặt đất, lặng lẽ quan sát, cảm nhận khí đen trong cơ thể. Sự bất thường của cơ thể chính là do ảnh hưởng của khí đen đó. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không biết phải làm gì với nó. Ngay cả khi anh sử dụng chán khí mạnh nhất trong cơ thể cũng không thể hòa tan hoặc thậm chí bắt giữ nó. Cuối cùng, Diệp Lâm thậm chí còn dùng châm cứu để khống chế nhưng vô dụng. Đúng là kỳ quái, Diệp Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc trong cơ thể anh có loại độc gì mà tất cả các phương pháp chữa trị gần như đều vô dụng. Đồng thời, anh cũng thầm cảm thán, không hổ danh là thái tuế bệnh tật. Quả nhiên không thể đánh giá thấp những võ cố giả hàng đầu này được. Mặc dù được thừa hưởng y thuật và đan dược cao cấp, nhưng Diệp Lâm vẫn không thể nghĩ ra bất kỳ phương án điều trị hữu ích nào. Lúc này, khí đen trong cơ thể lại trào lên lần thứ ba. Phụt! Diệp Lâm lại phun ra một ngụm máu đen. Các cơ quan nội tạng lại bị tổn thương nghiêm trọng. Trải qua nhiều hành hạ, sắc mặt Diệp Lâm trở nên tái nhợt. Anh thực sự không biết phải làm gì với năng lượng đen đó. Chẳng lẽ phải ngồi chờ chết thật sao? Diệp Lâm cau mày ngẫm nghĩ, nếu không thể loại bỏ được luồng năng lượng đó thì cứ ép nó ra ngoài là xong. Nghĩ tới đây, trong đầu Diệp Lâm chợt lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi. Nếu không thể loại bỏ được nguồn khí đen kia, vậy phải nghĩ cách trục xuất nó ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, một vấn đề khác lại xuất hiện, luồng hắc khí này giống như nước vậy, không thể nắm bắt được. Nếu có thứ gì có thể hút được nó ra. Nghĩa tới đây, Diệp Lâm lại giật mình, chậm rãi rút con dao găm ra. Vì con dao găm này có thể hấp thụ sức mạnh kỳ lạ của yêu đao, nên có lẽ hắc khí trong cơ thể anh cũng có thể bị hút vào con dao găm. Nói là làm. Diệp Lâm lập tức quyết định thử một lần. Sau đó, anh cầm con dao găm lên và đâm con dao găm vào bụng giống như đang phẫu thuật, đánh vào chỗ có năng lượng đen. Trong khoảnh khắc, như cảm nhận được điều gì đó, năng lượng đen lại bắt đầu điên cuồng chảy đi chỗ khác. Nhưng lần này, năng lượng đen không chạy được xa, sức mạnh trong con dao đột nhiên kích hoạt, giống như một con rồng hút nước, hấp thụ toàn bộ năng lượng đen và hút nó vào con dao găm. Thành công rồi. Thấy vậy, Diệp Lâm không khỏi vui mừng. Không ngờ con dao găm này lại có sức hấp thụ đáng sợ như vậy. Dường như tất cả năng lượng vô tận đều có. Thể được bị hút vào trong con dao găm bảy tấc. Này vậy. Lúc này... Con dao găm đã đồng thời hợp nhất với sức mạnh kỳ lạ của yêu đao, có thể gây ra vô số vết thương, cũng như những chất độc kỳ lạ của thập phương độc kiếp. Diệp Lâm chơi đùa một lát, hai luồng lực lượng nhanh chóng lưu chuyển trong dao găm, trao đổi lẫn nhau. Trong thời gian ngắn, Diệp Lâm đã làm chủ được nó. Lúc này, ở phía bên kia, trong căn nhà trên đỉnh núi. Kể từ khi Diệp Lâm xuống núi trị thương vẫn không rõ tình hình ra sao. Đám côn đồ trên núi cũng đã dục dịch chuẩn bị ra tay. Mẹ kiếp, vừa rồi sao tôi lại ra tay nhanh như vậy chứ? Nếu chỉ hoãn thêm mấy giây nữa, có lẽ đã không phải chặt tay rồi. Bà mẹ nó, tay trái của tôi, có người ôm lòng bàn tay, khóc không ra nước mắt. Đúng, tên Long Vương đó rõ ràng đã chịu nhiều đòn chí mạng, hóa ra từ nãy đến giờ cậu ta chỉ cố gắng cầm cự thôi, có lẽ lúc này cậu ta đã sắp chết rồi. Có người lại đang xì xào bàn tán. Suy đoán Diệp Lâm có lẽ đã xong đời rồi. Nếu không có các cao thủ như Hoàng Tiềm và hai ông cháu Giang Vệ Quốc giúp kiểm soát hiện trường, cộng với việc hầu hết họ đã bị gãy một tay thì họ đã mạo hiểm lập nhóm trốn thoát rồi.
một mình Hoàng Tiềm sẽ khó có thể trấn áp được họ. Hừ, các người không cần phải nằm mơ. Nữa, lúc này, Hoàng Tiềm lên tiếng cảnh cáo. Long Vương đại nhân là cao thủ y thuật, vết thương này không tính là gì. Dù độc tố của Thái Tuế bệnh tật có mạnh cỡ nào cũng không nguy hiểm đến tính mạng của Long Vương đại nhân đâu. Chưa kịp nói xong, anh ta đã cảm thấy một cơn gió mạnh thổi qua hội trường. Diệp Lâm chắp tay sau lưng, chậm rãi bước vào như đang đi dạo. Long Vương, Hoàng Tiềm nhìn thấy cảnh này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi nhóm người côn đồ nhìn thấy anh, tất cả đều tuyệt vọng, nhưng chỉ có Thế Gượng cười, đứng dậy chào đón anh. Họ đồng thanh nói, mừng Long Vương trở lại. Diệp Lâm, vết thương của anh đã khỏi rồi sao? Giang Đường cười hỏi. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, không có gì nghiêm trọng. Ha, tôi biết anh sẽ không sao mà. Giang Đường vỗ vai Diệp Lâm, cười nói. Ngay cả vết thương mấy chục năm trên. Người ông nội anh cũng có thể được, vậy thì những vết thương thòng thường như vậy đương nhiên không thành vấn đề. Y thuật của cậu Diệp quả nhiên siêu phàm. Giang Vệ Quốc cũng chân thành khen ngợi anh. Lúc này, Hoàng Tiềm quay sang báo cáo. Long Vương đại nhân, vừa rồi, trong lúc cậu bế quan chữa trị vết thương, những người này không chịu yên phận, thậm chí còn hy vọng cậu chết ạ. Nên xử lý thế nào đây? Lời này vừa nói ra, đám người kia đột nhiên biến sắc, không ngừng giải thích. Hoàng Long, anh đừng có mà ngậm máu phun người. Chúng tôi đâu có vậy. Chúng tôi lo lắng Long Vương đại nhân nên có vẻ bồn chồn vậy thôi, nào dám có ý đồ gì. Làm sao anh biết chúng tôi đang nghĩ gì? Rõ ràng chúng tôi đang cầu nguyện cho Long Vương đại nhân. Anh xem, thật sự có hiệu quả kìa. Long Vương đại nhân đã bình an vô sự rồi đó thôi. Đám côn đồ này, mỗi người đều có ý đồ riêng, muốn tập hợp lại đâu có dễ. Mặc dù Diệp Lâm đã tạm thời đánh bại võ cổ giả của nhà họ Hứa thuộc núi Trường Bạch, nhưng anh lại không nổi tiếng bằng các võ cổ giả. Núi Trường Bạch, nên rất khó để thuyết phục dư luận ở khu vực Phụng Thiên. Tuy nhiên, Diệp Lâm cũng có cách của riêng mình. Trong phút chốc, Diệp Lâm đã tung ra một huyết chú lên tất cả những người có mặt để tạo dễ dàng kiểm soát. Tôi đã gieo vào trong cơ thể các người một huyết chú, mỗi năm một lần. Nếu không muốn chết thảm thì phải ngoan ngoãn, đừng có những suy nghĩ không cần thiết. Kể từ bây giờ, các anh đều phải tuân theo sự sắp xếp của Hoàng Tiềm, gia nhập chi nhánh Long Môn ở Phụng Thiên, đã rõ chưa? Nghe vậy, mọi người đều run rẩy, không dám lơ là. Và đương nhiên rồi, nếu các anh cố tận tâm tận sức phục vụ, Long Môn cũng sẽ không đối xử tệ với các anh đâu. Tóm lại, có công thì khen thưởng, có lỗi thì phải trừng phạt. Long Môn có thưởng phạt rõ ràng, tuyệt đối sẽ không thiên vị. Sau một màn vừa đánh vừa xoa, những tên côn đồ này mới ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, tạm thời đè nén những suy nghĩ và suy nghĩ khác trong lòng. Chúng tôi nguyện tuân theo mệnh lệnh của Long Vương. Diệp Lâm phất tay, mọi người giải tán trước đi. Nghe vậy, mọi người lần lượt xuống núi như thể đang được đại xá. Tại thời điểm này, gần như phần lớn lực lượng ngầm của Phụng Thiên đã nằm dưới sự kiểm soát của Diệp Lâm. Người xưa có câu, đánh một đòn còn hơn chịu trăm đòn. Diệp Lâm đã thi uy được rất nhiều thế lực ở Phụng Thiên, sau này mọi chuyện ở Phụng Thiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, mọi chuyện cũng tạm dừng ở đây. Nhóm Diệp Lâm và hai ỏng cháu nhà họ Giang cùng nhau xuống núi. Trên đường xuống núi, Giang Vệ Quốc ngập ngừng một chút rồi mới nói, cậu Diệp, tôi có một câu khôn quy biết có nên nói háp khôn quy. Ông Giang, xin ông cứ nói. Diệp Lâm bước chậm lại, không biết Giang Vệ Quốc muốn nói gì. Ha ha, Giang Vệ Quốc bật cười rồi nói, theo lý mà nói, tôi không nên can thiệp vào việc riêng của cậu Diệp, nhưng... Giang Vệ Quốc thẳng thắn nói, sau này cậu sẽ trở thành chiến thần, lãnh đạo binh lính của một quốc gia. Làm sao có thể hòa nhập với những tên xã hội đen và ông chủ của các thế lực ngầm đó được? Đây không phải là tự hạ thấp giá trị bản thân sao? Thậm chí cậu còn có thể bị chỉ trích nữa. Tương lai, nếu như những đối thủ chính trị dùng những thứ này để công kích cậu thì chẳng khác nào tự mua dây buộc mình. Theo quan điểm của Giang Vệ Quốc, dù là chủ nhân của Long Môn hay thế lực ngầm thống trị Phụng Thiên thì đều là những việc không rõ ràng. Người thống thạo y thuật và võ thuật như Diệp Lâm nên đi theo con đường chính đạo. Mà những người này sẽ chỉ trở thành vết nhơ của anh mà thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm nhẹ nhàng mỉm cười, còn tưởng ông Giang định nói gì, không ngờ lại là chuyện tầm thường như vậy. Mà cũng phải, với thành tích lẫy lừng trong suốt cuộc đời của ông Giang, đương nhiên ông ta sẽ coi thường nhóm xã hội đen kia. Nếu như Diệp Lâm không có ở đây, ông ta thậm chí sẽ không thèm kết giao với họ.
Ngay cả Hoàng Tiềm đi theo phía sau cũng nghe ra sự khinh thường trong lời nói của Giang Vệ Quốc đối với loại người như bọn họ, trong lòng không khỏi có một loại cảm giác tự ti. Nhưng đổi với chuyện này, Diệp Lâm lại có cái nhìn khác, ông Giang, ông nói vậy là sai rồi. Ông đã từng nghe câu thiên hạ thịnh suy, mọi người đều phải có trách nhiệm, những người hay nói đạo lý thường sống chẳng ra sao chưa? Không ai sinh ra đã là kẻ vô lại, chỉ là trong quá trình trưởng thành, người ta phải đi một số con đường vòng mà thôi. Hơn nữa, sự gan dạ của họ là một sức mạnh không thể coi thường được. Tôi muốn hỏi ông Giang, đế những tên côn đồ này lang thang khắp thành phố hay là tập hợp chúng lại sẽ dễ dàng hơn đế kiểm soát hơn? Giang Vệ Quốc nghe vậy, lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Lâm, gật đầu nói, đương nhiên tập hợp lại để khống chế tốt hơn rồi. Đúng vậy, Diệp Lâm tiếp tục nói, cho dù chúng ta có nhìn nhận thế nào thì những người này vẫn luôn tồn tại. Thay vì để bọn họ ra ngoài không làm gì, thậm chí gây rắc rối, chỉ bằng tập hợp bọn họ lại thành một tổ chức, nghiêm khắc quản lý để họ làm những việc có ích hơn. Tôi tin rằng mỗi người đều có giá trị tồn tại của mình. Nếu có thể phát huy tiềm năng của họ, tương lai họ cũng sẽ đạt được thành tựu to lớn. Xưa Mạnh Thường Quân có 3.000 khách, còn có những kẻ cướp gà trộm chó. Bây giờ, trong thời kỳ đại hạ thịnh vượng, sao không thể dung túng nổi một long môn nhỏ nhoi cơ chứ? Lời nói của Diệp Lâm không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, từng câu từng chữ đều vô cùng thuyết phục. Ngay cả Hoàng Tiềm đang mặc cảm tự ti, nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy được cố vũ, tự giác ngẩng đầu ưỡn ngực. Thân phận thấp kém thì có sao? Anh ta cũng là một người gián của đại hạ, tương lai nếu như Long Vương trở thành chiến thần, anh ta sẽ nguyện chết đi theo. Cậu Diệp nói đúng quá. Giang Vệ Quốc có chút xấu hổ, nói, tôi đúng là một lão già cố hủ. Ha ha, Diệp Lâm, anh quả thực rất khác biệt. Giang Đường ở một bên cũng mỉm cười. Tôi đồng ý với anh, lần này ông nội đã sai rồi, mọi người đều bình đẳng. Hơn nữa, ngay cả trong quân doanh, không phải người nào cũng am hiểu hết tri thức lễ nghĩa. Nói xong, sau khi xuống núi, Giang Đường dừng lại và chào tạm biệt mọi người, tôi đã nhận được thông báo tối nay quân doanh sẽ rời đi, tôi cũng phải trở về với họ, tạm biệt mọi người. Đi đi, Giang Vệ Quốc gật đầu, mặc dù không nỡ rời xa cháu gái, nhưng khi những đứa trẻ rồi cũng phải trưởng thành, phải ra ngoài thử sức. Hơn nữa, có một cô cháu gái kế thừa tổ nghiệp cũng là điều đáng mừng, trên đường đi nhớ cẩn thận. Vào quân đội rồi, không được tùy tiện hành động nữa, biết chưa? Diệp Lâm, gặp lại sau. Cuối cùng, Giang Đường chắp tay, nói với Diệp Lâm, lần sau gặp lại cũng chính là ngày tôi trở thành chiến thần. Ha ha, được rồi. Chúc cô thành công. Diệp Lâm cũng chắp tay, bảo trọng. Sau khi chia tay Giang Đường, cả nhóm quay trở lại thành phố Phụng Thiên. Giang Vệ Quốc từ biệt Diệp Lâm và trở về nhà một mình, trong khi Diệp Lâm và nhóm của mình lại quay trở lại nhà họ Trương. Lúc này trong nhà họ Trương tràn ngập đèn lồng và đồ trang trí đầy màu sắc. Sau khi hỏi thăm, được biết nhà họ Trương đã tổ chức đại tiệc, phát thiệp mời và chiêu đãi tất cả các bên. Chính thức thông báo với công chúng rằng nhà họ Trương đã đổi chủ. Những việc làm anh hùng của Diệp Lâm như lên nắm quyền nhà họ Trương, giết chết Tọa Sơn Điêu và kết nghĩa với chiến thần Thanh Châu đã lan truyền nhanh chóng và trở nên nổi tiếng ở Phụng Thiên. Cũng vì thế mà Diệp Lâm cũng đã trở thành nhân vật số 1 ở Phụng Thiên. Lúc này, những người ngưỡng mộ, các ông chủ lớn từ mọi tầng lớp ở Phụng Thiên đều tụ tập tai nhà họ trước. Các người nghe nói chưa? Diệp tiên sinh mới vừa đánh thắng tứ hổ nhà họ Hứa, thậm chí còn tự mình đánh chết một gã gia thần nhà họ Hứa nữa. Cái gì? Tứ hổ nhà họ Hứa? Chính là con trai của Hứa Đại Mã Bống, một trong 7 đỉnh chủ thuộc núi Trường Bạch đấy hả? Họ Hứa núi Trường Bạch, ngoài nhà bọn họ ra thì còn có ai nữa? Ngay cả cố võ giả núi Trường Bạch cũng dám giết và giết thành công. Rốt cuộc Diệp tiên sinh là thân thánh phương nào vậy? Bởi vậy mới nói hiện nay người ta là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên. Đám đại lão các lĩnh vực ở Phụng Thiên tụ tập tại nhà họ Trương, bàn tán xôn xao về vị Diệp tiên sinh kia mới vừa đến là đã trở thành kẻ mạnh nhất Phụng Thiên. Trong khi bên ngoài sân nhà họ Trương đỗ rất nhiều siêu xe, một cỗ kiệu 8 người nâng đi tới, thật sự là rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người, trở thành tiêu điểm của đám đông. Ơ kìa, là kiệu 8 người nâng. Người ngồi trong kiệu không phải người thường đâu. Đúng vậy, người thường không có tư cách ngồi kiệu 8 người nâng, lại còn là kiệu quan nữa chứ. Ở thành Phụng Thiên, chỉ có số ít người đếm được trên đầu ngón tay mới có thể ngồi kiệu 8 người nâng thôi. Khác với siêu xe, chỉ cần anh có tiền là anh có thể mua có thế ngồi. Còn cố kiệu,
nhất là số người nâng cỗ kiệu, có quy định rất nghiêm ngặt, có tiền cũng chưa chắc có tư cách ngồi. Theo quy định hiện nay, người thường chỉ được dùng kiệu 2 người nâng, còn kiệu quan thì có hai loại là 4 người nâng và 8 người nâng. Quan từ tam phẩm trở lên là có thể dùng kiệu 4 người nâng ở thủ đô, còn bên ngoài thủ đô thì có thể dùng kiệu 8 người nâng. Lúc mọi người đang bàn tán, cổ kiệu 8 người nâng kia đã đi tới cửa nhà họ Trương. Một người trẻ tuổi đi bên cạnh kiệu, vừa vén rèm kiệu vừa nói, ông nội, tới rồi. Một ông cụ mặc đồ đường khom lưng xuống kiệu, ông ta đứng ngay cửa, một luồng khí thế uy nghiêm toát ra, khiến người ta không nhịn được cúi đầu. Ông ấy chính là ông Nghiêm, Nghiêm đại học sĩ đấy mà. Có người nhận ra ông ta, không nhịn được. Hô lên. Không ngờ bữa tiệc tối hôm nay của nhà họ Trương lại có thể dẫn đến ông cụ Nghiêm của nhà họ Nghiêm. Tôi nói rồi mà, ai có thân phận lớn đến mức đi kiệu 8 người nâng, hóa ra là ông Nghiêm, vậy là đúng rồi. Ông Nghiêm trong miệng mọi người tên là Nghiêm Kỳ Học, là đại nho đương thời, nổi tiếng thiên hạ, học trò làm quan trải rộng các châu. Ông ta từng nhậm chức Hàn Lâm học sĩ, quan chức tam phẩm. Tuy rằng hiện giờ ông ta đã về hưu dưỡng lão tại Phụng Thiên, nhưng mà ông ta vẫn còn thân phận, được đặc cách dùng kiệu 8 người nâng ra ngoài. Đừng nói là người thường thấy ông ta đều phải cúi đầu, mặc dù là cha con nhà họ Giang phủ Phụng Thiên ở đây cũng phải cung kính gọi một tiếng thầy. Lúc này, ông ta đang đứng ngoài cửa nhà họ Trương, nhận lấy ánh mắt kính sợ của mọi người. Người thanh niên mặc đồ gấm đứng bên cạnh có chút khó hiểu hỏi, ông nội, nhà họ Trương đổi chủ, chỉ cần để cháu thay mặt nhà mình đi tặng quà chúc mừng là được rồi, ông cần. Gì phải tự mình đi một chuyến chứ? Nghiêm Kỳ Học lắc đầu nói, cháu không hiếu, nếu là người bình thường thì tùy tiện ứng phó là được. Nhưng mà lần này, chủ nhân mới của nhà họ Trương là một người khác, họ có lai lịch hơn người. Sản nghiệp nhà họ Trương trải rộng Phụng Thiên, liên lụy cực lớn, ông cần phải tự mình đi nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghiêm Kỳ Học tất nhiên là từng nghe đủ loại tin đồn về Diệp Lâm. Ông ta thậm chí còn gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở Yến Kinh để hỏi thăm Diệp Lâm. Nghe nói cậu ta có mối quan hệ thân thiết với nội các, vậy nên ông ta rất tò mò, tự mình đi đến xem. Ây da, ông Nghiêm, cơn gió nào thối ông đến đây vậy? Sau khi nghe nói về người đến, đám trưởng lão nhà họ Trương đều hoảng hốt mà đi ra tiếp đón. Nhà họ Nghiêm là danh môn vọng tộc tại Phụng Thiên. Ngoài ông Nghiêm ra, trong tộc còn có khá nhiều con cháu nhậm chức trong nội các, có thể nói là một gia đình quan chức hàng thật giá thật. Nhà họ Trương tất nhiên cũng có gửi thiệp mời đến nhà họ Nghiêm, chỉ là không ngờ ông cụ Nghiêm đã về hưu dưỡng lão thế mà lại tự mình đến đây. Ông Nghiêm, không kịp tiếp đón từ xa, mong ông đừng trách. Mời vào mời vào. Nghiêm Kỳ Học chắp tay cười nói, tôi nghe nói nhà họ Trương đổi chủ, đấy là một chuyện lớn, nên tự mình tới chung vui. Dưới sự vây quanh của nhà họ Trương, đám người nhà họ Nghiêm đi vào trong nhà. Nghiêm Kỳ Học tự mình đến dự tiệc, thật sự là khiến nhà họ Trương rất vinh hạnh. Hiện trường yên bình, hòa thuận, vui vẻ. Nhưng khi Diệp Lâm trở về, tiêu điểm tại hiện trường chuyến từ nhà họ Nghiêm lên trên người Diệp Lâm. Đây chính là Diệp tiên sinh hả? Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, nổi bật hơn người. Thấy vậy, mọi người sôi nổi đi lên, chủ động tự giới thiệu và chào hỏi Diệp Lâm. Nhìn Diệp Lâm được mọi người chú ý vây quanh, người thanh niên đi theo bên cạnh Nghiêm Kỳ Học hơi bĩu môi nói, cũng bình thường thôi mà. Bất khí, không được vô lễ. Thấy cháu trai này sinh ý khinh thường và ghen ghét với bạn cùng lứa tuổi là Diệp Lâm, Nghiêm Kỳ Học vội vàng lên tiếng ngăn cản. Ông ta biết rõ cháu trai mình thông minh từ nhỏ, tuổi vẫn còn trẻ mà đã nổi tiếng rồi, cảm giác ưu việt và kiêu ngạo từ trong xương cốt khiến cháu trai mình rất khó cúi đầu với bạn cùng lứa tuổi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm tuổi tác tương đương được mọi người tung hô, trong lòng thế nào cũng nảy sinh một chút ghen ghét, thậm chí là không phục. Nghiêm Kỳ Học tiếp tục lên tiếng dạy dỗ, từ nhỏ đến lớn, cháu đều dựa vào sự che chở của gia tộc và sự cố gắng của bản thân, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, chưa từng gặp bất cứ suy sụp nào. Nhưng cháu cũng phải hiểu rằng người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn. Phụng Thiên tuy lớn, nhưng không lớn bằng cả Cửu Châu. Đại Hạ hiện nay đang trong thời kỳ hưng thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đừng nên coi thường bất cứ kẻ nào. Nói đến đây, Nghiêm Kỳ Học âm thầm quan sát mỗi lời ăn tiếng nói của Diệp Lâm, không nhịn. Được gật đầu. Ông ta trà trộn quan trường vài chục năm, từng thấy vô số loại người, ánh mắt rất chính xác. Cậu ta tuổi còn trẻ, lại mới đến đây có vài ngày thôi mà đã trở nên nổi tiếng rồi, thật sự là có tài năng,
chứ không phải chỉ nói mà thôi. Chỉ nói việc cậu ta giết chết Tọa Sơn Điêu nối tiếng ác độc, trừ hại cho dân thôi cũng đáng để ông tới đây kính cậu ta ba ly. Hôm nay ông cố ý dẫn cháu theo là vì muốn cho cháu làm quen kết bạn, tương lai cháu đi Yến Kinh làm quan thế nào cũng sẽ gặp lại cậu ta, có khi còn có việc phải nhờ cậu ta nữa. Nghiêm Bất Khí nghe thì nghe nhưng vẫn có chút không phục. Nhất là khi nghe ông nội bảo mình kết bạn với loại người kia, trong lòng anh ta tràn đầy khinh thường. Nhà họ Nghiêm bọn họ là một nhà có truyền thống thế nào cơ chứ? Bọn họ là một nhà có dòng dõi trí thức, người người bác học đa tài, không một ai là người bình thường. Vậy thì mình sao có thể kết bạn với loại người thô tục như Diệp Lâm? Hừ, giết Tọa Sơn Điêu thì sao chứ? Nghiêm Bất Khí không phục nói, chỉ là một tên vũ phu mà thôi. Tuy rằng anh ta nói chuyện không lớn, nhưng vì hai ông cháu đang đi về phía Diệp Lâm, nên Diệp Lâm và mọi người xung quanh vẫn nghe được rất rõ ràng. Diệp Lâm lập tức dừng bước, hiện trường cũng trở nên yên tĩnh. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nghiêm Kỳ Học, thấy người nói là cháu trai của ông ta thì quay lại bàn tán xôn xao. Bọn họ thầm nghĩ, may là người nói chính là người nhà họ Nghiêm, chứ người nói là người khác thì xong rồi. Nhãi danh, anh đứng ở đó lải nha lải nhải. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lúc này, Hoàng Tiềm lập tức bước lên, chất vấn Nghiêm Bất Khí, tuy rằng anh là khách, nhưng mà anh cũng không có tư cách nói xấu sau lưng chủ nhà. Hơn nữa, anh Hiếu biết bao nhiêu về người ta mà dám tùy tiện đánh giá như vậy. Tuy rằng cách nói một tên vũ phu không có mang ý chê bai, nhưng dù là ai cũng có thể nghe ra được vẻ khinh thường khi nó được thốt ra từ trong miệng Nghiêm Bất Khí. Anh là ai hả? Hoa Quốc Đống cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Mau xin lỗi sư phụ tôi đi. Xin lỗi. Nghe vậy, Nghiêm Bất Khí khinh thường cười lạnh. Anh ta sống đến từng tuổi này, trong từ điển của anh ta không hề có hai chữ xin lỗi. Ở Phụng Thiên, ai dám bảo người nhà họ Nghiêm xin lỗi? Hiểu lầm rồi. Lúc này, quản gia nhà họ Trương vội vàng bước ra hòa giải, sau đó trịnh trọng mà giới thiệu hai ông cháu nhà họ Nghiêm với Diệp Lâm. Nghiêm Kỳ Học không đứng dậy, chỉ lạnh nhạt mà gật đầu với Diệp Lâm. Tuy rằng ông ta mới vừa răn dạy cháu trai là không được vô lễ. Nhưng mà lúc này, khi thấy cháu trai và Diệp Lâm xung đột, ông ta lại có thái độ khác thường là không hề xen vào. Ông ta muốn thử xem hai người sẽ giải quyết tình huống này thế nào. Hàn Lâm học sĩ, ông Nghiêm, sau khi nghe giới thiệu, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, không ngờ Phụng Thiên còn có một vị lớn thế này, cho dù là cha mình ở đây thì chắc là cũng không dám lỗ mãng. Thảo nào cháu trai ông ta lại dám vô lễ như. Anh nói tôi chỉ là, một tên vũ phu, hả? Lúc này, Diệp Lâm rất có hứng thú mà nhìn về phía Nghiêm Bất Khí, hỏi ngược lại, vậy anh là ai? Anh có tư cách kỳ xem thược vũ phu? Thấy Diệp Lâm mở miệng, dường như có ý định đối chọi với thiếu thiếu gia nhà họ Nghiêm, mọi người xung quanh đều giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng khuyên nhủ. Rốt cuộc thì thần tiên đánh nhau, phàm nhân bọn họ sao có thể xen vào được? Ngay cả Hoa Quốc Đống sau khi biết được thân phận của đối phương cũng có ý định nhường bước, thầm nghĩ có nên khuyên sư phụ bỏ qua, xem như là nể mặt ông Nghiêm hay không. Có điều, Hoa Quốc Đống còn chưa lên tiếng thì Nghiêm Bất Khí đã cười lạnh nói, anh hỏi tôi là ai hả? Ha ha, hỏi rất hay, tôi sẽ nói cho anh biết tôi là ai. Dứt lời, Nghiêm Bất Khí đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói, tôi 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi làm thơ, 7 tuổi thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. 10 tuổi thông qua thi huyện thi phủ, chính thức trở thành đồng sinh. Sau đó liên tiếp thông qua thi phủ thi châu, 15 tuổi đạt thành tích đứng đầu doanh châu, trở thành tú tài. Năm 20 tuổi, trong cuộc thi hương với 100.000 người khắp cả nước, đạt thành tích đứng đầu, trúng thủ khoa, trở thành cử nhân. Năm tới tôi sẽ đến thủ đô thi hội và thi đình. Tiến sĩ và trạng nguyên là vật trong bàn tay tôi. Nói đến đây, Nghiêm Bất Khí kiêu ngạo ngẩng đầu, dáng vẻ đắc ý. Đây chính là tôi, Nghiêm Bất Khí, tài tử hàng đầu Phụng Thiên. Chờ năm tới tôi trúng trạng nguyên, danh hiệu tài tử hàng đầu thiên hạ cũng sẽ thuộc về tôi. Thật ra thì đối với người dân Phụng Thiên, những câu tự giới thiệu của Nghiêm Bất Khí đều là nghe nhiều đến mức thuộc lòng. Anh ta sinh ra trong gia đình trí thức, thật sự xứng đáng với sự bồi dưỡng của gia tộc, trưởng thành cực kỳ ưu tú, gánh nối tên tuổi tài tử đứng đầu Phụng Thiên. Thậm chí quỹ đạo trưởng thành của anh ta cũng không khác nhiều so với con đường thành danh năm xưa của ông nội anh ta là Nghiêm Kỳ Học, nổi tiếng thời trẻ, thi đậu trạng nguyên, vào Hàn Lâm, làm học sĩ, vang danh thiên hạ. Nghe vậy, mọi người đều sôi nổi gật đầu, thầm khen ngợi,
sinh con phải sinh giống như Nghiêm Bất Khí. Sau ông cụ Nghiêm đã từng làm đại học sĩ Hàn Lâm, nhà họ Nghiêm lại có thêm một vị thiếu. Niên thiên tài, chắc chắn sẽ thành tài trong tương lai, thậm chí là vượt qua cả tổ tiên. Lúc này, nghe cháu trai tự giới thiệu về mình, Nghiêm Kỳ Học dường như là đang nhìn lại nửa đời trước của mình, gật đầu mỉm cười. Sư phụ, thôi bỏ đi, Hoa Quốc Đống ở một bên nhỏ giọng nói, nhà họ Nghiêm là gia đình quan chức, dòng dõi trí thức, ngoài ông cụ Nghiêm về hưu ra thì vẫn còn khá nhiều con cháu làm quan tại thủ đô. Cha của Hoa Quốc Đống và không ít người nhà họ Nghiêm cùng làm quan trong triều, thường xuyên gặp mặt nhau, thật sự là không cần thiết phải làm căng lên. Đây chỉ là hiểu lầm, Hoa Quốc Đống vừa định bày thân phận của mình ra để hòa giải. Lúc này, Nghiêm Bất Khí cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, lúc nãy không phải là anh bảo tôi xin lỗi hay sao? Sao hả, bây giờ lại thay đổi sắc mặt nói là hiểu lầm. Hoa Quốc Đống cười ngại ngùng, bởi vì ông Nghiêm rời thủ đô nhiều năm rồi, cho nên trong nhất thời anh ta không nhận ra được ông Nghiêm. Nghiêm Bất Khí tiếp tục nói, bây giờ tôi muốn hỏi các anh có tư cách gì mà bảo tôi đi xin lỗi? Tôi nói anh chỉ là một tên vũ phu có gì sai hả? Anh chẳng qua là giết vài tên cướp mà thôi, có cái gì đặc biệt hơn người chứ? Dù hôm nay anh có thể làm chủ nhà họ Trương, thì anh cũng chỉ là một kẻ không công danh thôi. Tất cả đều là cấp thấp, chỉ có đọc sách là cấp cao. Còn tôi chính là người có công danh, là một người cử nhân, làm rạng rỡ gia tộc. Trong các kỳ thi các cấp, cử nhân đã là một cấp rất cao. Giống như Phạm Tiến trong Phạm Tiến trúng cử, gần 50 tuổi mới thi đậu cử nhân, vui mừng đến phát điên, mọi người xung quanh đều thay đổi thái độ với ông ta, trước kính sau cung, không dám coi thường một chút nào. Rốt cuộc thì cử nhân có thân phận và địa vị xã hội rất cao, tương đương với việc đã bước một chân vào con đường làm quan, thậm chí có thể cùng huyện lệnh ngồi chung một bàn và không cần phải quỳ trước công đường. Nghiêm Bất Khí chỉ mới 20 tuổi mà đã đổ cử nhân. Tuy rằng anh ta không phải thiên tài tuyệt thế, nhưng mà chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh ta kiêu ngạo, không một ai ở Phụng Thiên có thể theo kịp anh ta. Người như tôi cũng chỉ là tài tử hàng đầu Phụng Thiên thôi. Còn anh có tài đức gì mà? Dám mạnh miệng nói mình là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên, nói khoác quá đi. Anh cho rằng Phụng Thiên chúng tôi không có người hay sao? Mấy câu nói cuối cùng của Nghiêm Bất Khí rất là quá quát. Nhất là trong trường hợp như tối nay, anh ta giống như là đang gây chuyện, không nể mặt chủ nhà một chút nào. Trong nhất thời, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, xung quanh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng không ngăn cản cách nói quá đáng của cháu trai, ông ta tò mò mà nhìn về phía Diệp Lâm, muốn xem Diệp Lâm đối đáp thế nào. Cách đơn giản nhất để thấy năng lực của một người là xem cách xử lý khi đối mặt với phiền phức. Lúc này, mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Diệp Lâm. Còn Hoa Quốc Đống thì lo lắng sư phụ mình sẽ trở mặt, vung tay đánh người, nếu vậy thì không xong rồi. Tài tử hàng đầu Phụng Thiên đúng không? Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Nếu anh không hiểu vì sao tôi là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên, thì anh có dám so tài với tôi không? So tài. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, không biết so tài theo lời nói của Diệp Lâm là so kiểu gì. Rốt cuộc thì lĩnh vực sở trường của hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau. Một người là thư sinh, một người là giỏi võ. Sao hai người có thể so tài với nhau được chứ? Sao hả? Nghiêm Bất Khí có chút không vui nói, thẹn quá hóa giận, muốn đánh một trận với tôi hả? Nghiêm Bất Khí đọc sách thánh hiền từ nhỏ, chưa từng làm việc nặng, cũng chưa từng đánh nhau với ai. Ha ha, Diệp Lâm cười nói, chúng ta quân tử chỉ nói chứ không đánh. Nếu muốn so thì đi so sở trường của anh. Sở trường của tôi hả? Nghiêm Bất Khí sửng sốt, rồi chợt tự tin lên. Vừa rồi anh ta tưởng rằng đối phương thẹn quá hóa giận muốn đánh nhau. Kết quả là đi so sở trường của mình, vậy thì đối phương so không lại mình rồi. Tôi đọc sách thánh hiền từ nhỏ, văn chương khá là hay. Nếu so văn chương thì anh chắc chắn không bằng tôi, dù tôi có thắng cũng thắng không đẹp. Ngoài đọc sách ra, tôi còn có các thú vui tao nhã, tinh thông cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú đặt bút là viết. Nói đến đây, Nghiêm Bất Khí đề nghị, hay là chúng ta so bốn môn nghệ thuật là cầm kỳ thư họa đi. Cầm kỳ thư họa. Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được nhìn nhau, thầm nghĩ rõ ràng là làm khó đối phương đây mà. Anh thì tinh thông mọi thứ, nhưng đối với một tên vũ phu mà nói thì khác gì là đàn gảy tai châu đâu. Vốn tưởng rằng Diệp Lâm sẽ từ chối. Rốt, cuộc thì bốn môn nghệ thuật,
mặc dù là người bình thường thì cũng ít đi học, có thể biết sơ sơ là không tệ rồi, nói gì đến tinh thông. Nào ngờ Diệp Lâm lại không chút do dự đồng ý ngay luôn. Ok, Diệp Lâm gật đầu nói, vậy theo ý anh, so đấu cầm kỳ thư họa. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm, thầm nghĩ có phải là anh ta điên rồi không? Anh đi so đấu cầm kỳ thư họa với công tử gia tinh trí thức. Không phải là chơi đại đao trước mặt quan công hay sao? Anh lấy cái gì đi so đấu với người ta? Chỉ có Hoa Quốc Đống là chợt sáng mắt lên. Anh ta chợt nhớ đến sư phụ mình cực kỳ giỏi về mặt thư pháp, thậm chí có thể làm được đến mức dùng giả đổi thật. Nếu so thư trong cầm kỳ thư họa, cũng chính là so thư pháp, thì sư phụ thắng chắc rồi. Rốt cuộc thì lúc ở tàng bảo trai, Hoa Quốc Đống đã tận mắt nhìn thấy Diệp Lâm vẽ chữ của Vương Hy Chi, đại khí hào hùng, lưu loát dứt khoát, chữ đẹp không ai sánh bằng. Lúc này, Nghiêm Bất Khí cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ Diệp Lâm lại dám đồng ý. Là ai cho anh ta lá gan dám so đấu cầm kỳ thư họa với mình? Có điều, Nghiêm Bất Khí cũng không nghĩ nhiều. Dù sao thì đối phương cũng đã đồng ý rồi, nghĩa là đây là một trận so đấu công bằng, vậy mình cũng nhân tiện bộc lộ tài nghệ đế cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Vậy anh cứ tùy tiện chọn một loại trong cầm kỳ thư họa để chúng ta so đấu. Nghiêm Bất Khí bảo Diệp Lâm tùy tiện chọn, dù sao loại nào thì anh ta cũng rất tự tin là mình sẽ thắng. Thấy Nghiêm Bất Khí bảo sư phụ mình chọn, Hoa Quốc Đống lập tức vui mừng, cho rằng sư phụ chắc chắn sẽ lựa chọn so đấu thư pháp, sau đó gây ra chấn động cho mọi người. Có điều, Diệp Lâm lại khiêm tốn nói, anh là khách. Anh chọn đi. Hả, tôi chọn, Nghiêm Bất Khí sửng sốt rồi nói. Tôi đã nói là tôi tinh thông bốn nghệ, chọn loại nào cũng được. Tôi cũng vậy, Diệp Lâm thản nhiên nói, hay là cứ so hết đi, để tránh cho anh thua còn không phục. Phụt! Nghe vậy, Nghiêm Bất Khí tức giận đến mức suýt nữa phun ra máu. Đối phương cho rằng đối phương sẽ thắng. Còn sợ rằng mình không chịu thua. Ha ha, Nghiêm Bất Khí cười lạnh, nếu anh đã không biết tự lượng sức mình như thế, thì chúng ta cứ so hết cầm kỳ thư họa đi. Thấy vậy, mọi người đều không hiểu ra sao, thật sự là không biết trong hồ lô của Diệp Lâm bán thuốc gì. So một loại là được rồi, đi so bốn loại làm chi vậy? Chẳng phải là so càng nhiều thua càng nặng hay sao? Hoa Quốc Đống ở bên cạnh cũng sốt ruột thay sư phụ mình. Rõ ràng là nắm chắc phần thắng khi so thư pháp, vì sao còn phải làm chuyện dư thừa là so hết bốn loại chứ? Lúc này, Diệp Lâm lại nói ra một câu gây sốc. Chỉ cần anh có thể thắng một loại trong bốn loại cầm kỳ thư họa thì tính anh thắng. Cái gì? Nghe vậy, hiện trường lại trở nên xôn xao. Mọi người thật sự không hiểu nổi là ai cho Diệp Lâm lá gan đế đi nói những lời kia. Chẳng lẽ là anh ta thật sự hiểu bốn môn nghệ thuật? Nghiêm Bất Khí nghe vậy thì tức chết đi được. Bởi vì Diệp Lâm đã nói hết những lời anh ta muốn nói rồi, khiến cho anh ta không còn lời nào để nói, đành phải tự mình giận dỗi. Anh có tư cách gì nói như vậy hả? Nghiêm Bất Khí giận dữ nói, tôi tinh thông hết cầm kỳ thư họa, sao có thể thua bởi anh được chứ? Tôi chắc chắn sẽ không thua. Hôm nay tôi sẽ làm cho anh thật lòng thật dạ nhận thua, để xem ai mới là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên. Vậy thì chúng ta bắt đầu từ cầm đi. Dứt lời, Nghiêm Bất Khí nhìn xung quanh, thấy hiện trường chỉ có đàn dương cầm thì lập tức sai người đi ra ngoài mua bừa một chiếc đàn cổ. Vừa lúc tôi mới có được một bản nhạc cổ. Thất truyền, hôm nay tôi trình diễn nó ngay tại đây. Nghiêm Bất Khí vừa nói chuyện vừa đi lên ngồi xuống trước đàn cổ. Anh ta nghĩ nghĩ, khí thế quanh thân chợt thay đổi, dường như người và đàn đã hòa làm một. Một lát sau, Nghiêm Bất Khí ấn nhẹ dây đàn. Tiếng đàn lượn lờ giống như tiếng trời bay lượn trong đại sảnh yên tĩnh. Mọi người nghe thấy tiếng nhạc thần tiên, lập tức đắm chìm bên trong, không thể tự thoát ra được. Sau khi bản nhạc kết thúc, hiện trường đều trở nên yên tĩnh. Mọi người nheo mắt lại, cả buổi vẫn chưa hồi hồn. Bốp! Một tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mọi người sôi nổi hồi hồn từ trong tiếng đàn tươi đẹp, ra sức vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Tuy rằng mọi người đều là người bình thường, không hiểu gì về âm nhạc. Nhưng mà tiếng đàn lúc nãy giống như là tiếng trời, khiến người ta say mê. Mọi người đều bị thuyết phục, vỗ tay liên tục. Không hổ là đại tài tử nhà họ Nghiêm. Kỹ năng chơi đàn thật sự là xuất sắc. Đúng vậy, theo tiếng đàn vừa rồi, tôi dường như có loại cảm giác hoàn toàn đắm chìm vào trong cảnh. Đây là loại cảm giác mà tôi chưa từng cảm nhận được khi nghe bất cứ loại nhạc nào. Thật là tuyệt vời,
tuyệt vời không thể tả được. Không hổ là người có tài nghệ xuất sắc, là tài tử hàng đầu Phụng Thiên. Tòi thấy, tiếp theo không cần phải so nữa. Ha ha, Nghiêm Bất Khí bày ra tài đàn của mình, khiến người ta đắm chìm bên trong, thậm chí cảm thấy trên đời này không có người nào có thế đàn hay được như Nghiêm Bất Khí. Lúc này, Nghiêm Kỳ Học gật nhẹ đầu, không ngờ tài đàn của cháu trai lại có tiến bộ. Ông ta cảm thấy vui mừng khi cháu trai không vì khoa cử mà lơ là những thứ khác. Sau đó, ông ta nhìn về phía Diệp Lâm, để xem đối phương sẽ làm gì khi đối mặt với tài đàn hoàn mỹ của cháu trai mình. Là thoải mái hào phóng nhận thua, hay là căng ra đầu đi đàn một bản nhạc để tự rước nhục nhã? Nếu là vế trước thì Nghiêm Kỳ Học còn có thể kính đối phương là một người đàn ông chính trực ngay thẳng. Còn nếu là vế sau thì đối phương cũng chỉ là bắt chước phụng về, làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Ha ha, tới lượt anh. Nghiêm Bất Khí đứng dậy, trên mặt nở nụ cười xấu xa, dáng vẻ đợi xem trò hay. Bên này, Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm nhìn nhau, cùng nghĩ, không xong rồi. Bọn họ vốn dĩ không mong chờ nhiều về tài đàn của Diệp Lâm. Tới khi nghe Nghiêm Bất Khí đàn xong, bọn họ càng thêm hết hy vọng. Anh ta đâu chỉ là tinh thông, anh ta rõ ràng là dân chuyên nghiệp. Hoa Quốc Đống thậm chí cảm thấy không cần phải so nữa, dù là nghệ sĩ đàn đến từ Yến Kinh thì cũng chưa chắc là bằng anh ta. Lúc mọi người đều cho rằng Diệp Lâm sẽ tìm một lý do để nhận thua. Diệp Lâm thế mà lại chắp tay sau lưng, bình tĩnh đi đến bên cạnh đàn cố. Vừa lúc tôi cũng có một bản nhạc thất truyền, là một vị sư phụ của tôi đã trộm ra từ Lăng Tân Thủy Hoàng, đó là bài Cao Sơn Lưu Thủy. Mời mọi người cùng nghe. Vị sư phụ thứ 73 của Diệp Lâm xuất thân từ gia tộc trộm mộ, là mộ vương đương thời. Người ta nói không có mộ mà ông ấy tìm không thấy, vào không được. Ngay cả Lăng Tần Thủy Hoàng thần bí khó lường, bị giới trộm mộ coi là cấm địa, cũng bị ông đi một vòng. Hơn nữa, ông ấy còn trộm bản nhạc gốc Cao Sơn Lưu Thủy thất truyền hơn 2.000 năm. Ai cũng biết bản nhạc Cao Sơn Lưu Thủy đã thất truyền từ lâu. Bản nhạc được truyền qua nhiều thế hệ chỉ là một bản nhạc sao chép không hoàn chỉnh. Còn bản nhạc gốc thì chính là vật bồi táng, ngủ say hơn 2.000 năm trong Lăng Tần Thủy Hoàng. Tuy rằng Cao Sơn Lưu Thủy bản gốc đã xuất hiện, nhưng mà tiếc rằng vị sư phụ xui xẻo kia của mình, còn chưa kịp bán bản gốc đi, thì đã rơi vào lưới pháp luật. Cao Sơn Lưu Thủy đã thành thất truyền, cứ như vậy mà bị sư phụ mang vào ngục giam số 0, suýt chút nữa là thật sự thất truyền. Ở trong ngục, Diệp Lâm đã học được các loại nhạc cụ, thành thạo nắm giữ bản Cao Sơn Lưu Thủy từ chỗ sư phụ thứ 64 cầm ma. Dứt lời, Diệp Lâm ngồi xuống, chuẩn bị đàn. Nghiêm Bất Khí nghe vậy thì hơi bĩu môi, lấm bẩm, hừ, đúng là nói khoác, gì mà trộm Cao Sơn Lưu Thủy từ trong Lăng Tân Thủy Hoàng. Đừng đế lát nữa đàn không ra sao, rồi đi trách bản nhạc không đầy đủ. Mọi người xung quanh nghe vậy đều cười mà không nói. Bọn họ cho rằng Diệp Lâm nói khoác quá mức, và cho rằng Diệp Lâm sẽ không đàn ra được tiếng đàn hay hơn Nghiêm Bất Khí. Đúng lúc này, Diệp Lâm chạm nhẹ vào dây đàn. Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, mọi người đều trở nên căng thẳng, hiện trường vốn dĩ có chút ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Từ đại sảnh náo nhiệt, ồn ào, đến khung cảnh núi non hữu tình. Dường như tận mắt nhìn thấy Bá Nha và Trung Tử Kỳ người đánh đàn, người lắng nghe. Vời vợi tựa Thái Sơn, mênh mang như sông nước. Ý cảnh giạt rào, cấu tứ tự nhiên, âm điệu trầm bổng, tràn đưa ây thi vị. Mọi người lạc vào trong cảnh, mải mê ở bên. Trong, không thể thoát ra được. Cho đến khi bài nhạc kết thúc, Trung Tử Kỳ chết bệnh, biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Còn Bá Nha thì ném vỡ đàn, Cao Sơn Lưu Thủy cứ như vậy mà thất truyền. Tạch, tiếng đàn đứt dây vang lên. Mọi người xung quanh chợt bừng tỉnh từ trong ảo cảnh. Sau khi hồi hồn, mọi người mới phát hiện rằng mình thế mà lại vô thức chảy nước mắt. Không biết là vì bị cuốn hút bởi Cao Sơn Lưu Thủy hay là vì cảm động bởi tình nghĩa giữa Bá Nha và Trung Tử Kỳ, có khi cả hai đều có. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì cái loại trải nghiệm âm nhạc bằng cách đắm chìm hoàn toàn bên trong như vừa rồi là có một không hay, không thế nào diễn tả hết bằng lời được. Trong nhất thời, hiện trường trở nên yên tĩnh, mọi người đều đang ngẫm lại cảm giác lúc nãy. Trời ạ! Lúc nãy tôi nghe nhạc, dường như là thật sự gặp được Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Anh cũng có loại cảm giác này hả? Tôi cũng giống như vậy đấy. Cái loại cảm giác ấy rất huyền diệu, thật sự là không thể diễn tả thành lời. Tóm lại là một loại trải nghiệm âm nhạc hoàn toàn. Mới.
Không ngờ trên đời này còn có loại âm nhạc như vậy, thật sự là âm nhạc thần tiên, tinh lọc lỗ tai. So ra thì trước đây tôi đều nghe cái rác rưởi gì không biết, kể cả bản nhạc mà cậu Nghiêm đàn lúc nãy nữa. Mọi người nhìn về phía Diệp Lám, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Bọn họ không thể tin rằng bản nhạc vừa rồi là do Diệp Lâm đàn lên. Khi bản nhạc kết thúc, dây đàn cũng vô cùng đúng lúc mà đứt hết, mang đến một kết thúc trọn vẹn cho Cao Sơn Lưu Thủy. Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm cũng bị tiếng đàn của Diệp Lâm làm cho sửng sốt. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm lại đánh đàn giỏi đến như thế. Sư phụ, anh ghê gớm quá đi, tôi muốn biết còn có cái gì mà anh không biết không? Hoàng Tiềm không có văn hóa, chỉ có thể hò lên châu bò, chứ không biết dùng từ nào để hình dung. Bốp bốp bốp. Lúc này, Nghiêm Kỳ Học chảy dài nước mắt, không nhịn được dẫn đầu vỗ tay. Nhạc hay, đàn giỏi. Không hố là Cao Sơn Lưu Thủy, có một, không hai. Bất khí, cháu thua không oan chút nào. Lúc này, Nghiêm Bất Khí đã hoàn toàn ngây người. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ thua, lại còn thua thê thảm. Ngay cả bản thân anh ta cũng đắm chìm trong bản nhạc vừa rồi, cũng vô thức mà chảy nước mắt. Nghiêm Bất Khí có nằm mơ cũng không ngờ rằng một tên vũ phu như Diệp Lâm cũng có thể học đòi văn vẻ, giỏi về đánh đàn. Thật ra thì Nghiêm Bất Khí sở trường nhất là dương cầm, lấy được giấy chứng nhận cấp 10 khi mới chỉ 10 tuổi. Lúc nãy anh ta chọn chơi đàn cố là vì anh ta vừa lúc có được một bản nhạc mới, muốn đàn để khoe ra, nào ngờ lại lật xe. Nghiêm Bất Khí thấy Diệp Lâm tinh thông đàn cổ, tài nghệ hơn người, liền đoán chắc rằng Diệp Lâm không biết chơi dương cầm. Tuy rằng đàn cố và dương cầm đều là đàn, nhưng cách đánh đàn lại cực kỳ khác nhau. Thấy Nghiêm Bất Khí không chịu thua, còn muốn tiếp tục so đàn dương cầm, mọi người đều nảy sinh lòng khinh thường, hình tượng tài tử của anh ta trong cảm nhận của mọi người có phần tan vỡ. Ngay cả ông nội Nghiêm Kỳ Học của Nghiêm Bất Khí cũng lắc đầu, cảm thấy có chút thất vọng về yêu cầu vô lý của cháu trai. Có điều, Nghiêm Kỳ Học cũng không ngăn cản, mà tiếp tục tò mò nhìn về phía Diệp Lâm, không biết Diệp Lâm sẽ xử lý như thế nào. Nghiêm thiếu, không phải là anh nói mình sẽ không thua sao? Sao bây giờ thua rồi mà không chịu vậy? Lúc này, Hoàng Tiềm không nhịn được lên tiếng châm chọc. Người ta không dám nói, anh ta dám nói, đúng là mất mặt nha. Sư phụ, đừng so với anh ta nữa. Hoa Quốc Đống lên tiếng, so đấu cầm kỳ thư họa, anh đã thắng ván thứ nhất là cầm rồi. Ở trong mắt Hoa Quốc Đống, sư phụ chắc chắn sẽ thắng phần thi thư, cộng thêm đã thắng phần thi cầm, vậy thì cho dù sư phụ không hiểu về hai loại còn lại, ít nhất cũng sẽ hòa nhau. Lại nói, có thể so hòa với tiểu thiếu gia nhà họ Nghiêm có tiếng là tài tử hàng đầu Phụng Thiên, thật ra thì có thể coi như là thắng rồi. Được thôi, đối mặt với sự khiêu chiến của Nghiêm Bất Khí, Diệp Lâm rất là bình tĩnh. Rốt cuộc thì anh có một vị sư phụ là cầm ma, vậy nên anh tinh thông hơn 1000 loại nhạc cụ trên thế gian. Dù là so đấu nhạc cụ nào thì anh cũng có thể chơi đến cùng được. Hay lắm, nghe vậy, Nghiêm Bất Khí cực kỳ vui mừng, sốt ruột ngồi xuống trước dương cầm, dường như là sợ Diệp Lâm đối ý vậy. Anh ta thuận tay lật xem nhạc phố, ánh mắt chợt sáng lên, sau đó cười âm hiểm, vậy thì chúng ta so đàn bài, Dã Phong Phi Vũ của Maxim đi. Dứt lời, Nghiêm Bất Khí không chờ Diệp Lâm trả lời, đã tự mình bắt đầu đàn, định đàn trước rồi nói sau. Ngay sau đó, 10 ngón tay của Nghiêm Bất Khí dường như đang nhảy múa trên phím đàn, tiếng nhạc hay tuyệt vang lên từ đầu ngón tay. Bầu không khí tại hiện trường thay đổi, chỗ nào cũng tràn đầy vui tươi. Dã Phong Phi Vũ là một bài nhạc vui tươi, đồng thời là một trong những bài nhạc khó nhất và nhanh nhất trên thế giới. Đây chính là nguyên nhân mà Nghiêm Bất Khí lựa chọn nó. Một là vì khoe kỹ năng đàn, hai là vì làm khó dễ Diệp Lâm. Người bình thường không thể nào khống chế được một bài nhạc nhanh đến thế. Bản nhạc vang lên phân nửa, tốc độ đánh đàn của Nghiêm Bất Khí cũng càng lúc càng nhanh. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy hơi choáng váng, dường như có 3 bàn tay đang đánh các phím đàn, thật sự là vô cùng kỳ diệu. Một kỹ năng đàn khiến người ta phải cảm thán. Lúc Nghiêm Bất Khí đánh một phím đàn cuối cùng, đàn dương cầm bỗng nhiên rung lên, một sợi khói trắng bay ra từ trong hộp đàn. Dường như đàn dương cầm đã quá sức khi chơi xong bản nhạc lúc nãy, đến bây giờ hỏng luôn rồi. Bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tuy rằng hành vi không chịu nhận thua vừa rồi của Nghiêm Bất Khí có chút mất mặt, nhưng khi anh ta đàn xong một bản nhạc dương cầm, mọi người ở đây đều lại tôn trọng anh ta. Tuyệt vời, không hổ là cậu Nghiêm, đàn dương cầm cũng đàn hay đến thế,
đúng là có phong thái của bậc thầy Dương Cầm. Mọi người khen ngợi hết lời về bản nhạc Dương Cầm mà Nghiêm Bất Khí vừa đàn xong. Ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng dễ chịu hơn một chút, âm thầm gật đầu, cho rằng cháu trai hòa lại một ván. Ông ta đánh giá trong lòng, tuy rằng Diệp Lâm đàn đàn cố cực kỳ tuyệt vời, nhưng mà cháu trai mình đánh đàn Dương Cầm cũng có phong thái bậc thầy. Hai người xem như là hòa nhau. Lúc này, Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm nhìn nhau, không nhịn được nuốt nước bọt. Anh ta chắc chắn là cố ý. Hoàng Tiềm giận dữ nói, cố ý lựa chọn một bản nhạc nhanh để gây khó xử cho Long Vương đại nhân. Nếu đàn cùng một bản nhạc thì chắc là sư phụ không đàn nhanh được như anh ta. Hoa Quốc Đống cũng lắc đầu. Khách khứa và người nhà họ Trương ở hiện trường đều không tin rằng Diệp Lâm có thể vượt qua trình độ Dương Cầm của Nghiêm Bất Khí. Lúc này, có người không nhịn được hô lên, bắt tay làm hòa đi. Có điều, Nghiêm Bất Khí lại dùng dáng vẻ kẻ thắng cuộc nhìn về phía Diệp Lâm, khiêu khích, đến lượt anh. Thấy vậy, Diệp Lâm mỉm cười, hiển nhiên là cũng biết đối phương cố ý lựa chọn một bản nhạc nhanh để làm khó dễ mình. Lão hổ không phát huy, liền coi là mèo bệnh hả? Được lắm, nếu muốn so nhanh, vậy tôi sẽ để cho anh thấy cái gì mới thật sự là nhanh. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Lâm chắp tay sau lưng, đi tới trước Dương Cầm, từ từ ngồi xuống. Hiện trường trở nên yên tĩnh. Mọi người đều không ngờ rằng Diệp Lâm dám so đấu Dương Cầm. Chẳng lẽ là anh cũng có kỹ năng đàn tốt về Dương Cầm giống như là đàn cố hay sao? Mời đàn giã phong phi vũ, Nghiêm Bất Khí cười lạnh một tiếng, chắc chắn rằng Diệp Lâm chỉ đang làm ra vẻ, chứ không thể nào đạt được tới trình độ của mình. Lúc này, Diệp Lâm đặt một tay trên đầu gối, một tay khác thì từ từ nâng lên, bình tĩnh nói, bản nhạc chậm thế kia, tôi chỉ đàn bằng một tay là đủ rồi. Cái gì? Một tay? Mọi người có mặt tại hiện trường nghe vậy đều sửng sốt, cho rằng Diệp Lâm đang nói đùa. Bài hát Fly Off The Bumblebee được mệnh danh là một trong những bản piano nhanh nhất thế giới. Hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chơi, chỉ mong có thêm một bàn tay nữa. Vậy mà Diệp Lâm lại dám nói mình chỉ dùng một tay. Trò đùa gì vậy? Ha ha! Khi nghe điều này, Nghiêm Bất Khí cũng không thể nhịn cười. Không chơi được thì cứ chủ động bỏ cuộc, sao phải dùng cách này để đỡ mất mặt chứ? Trong mắt Nghiêm Bất Khí, Diệp Lâm chỉ đang cố ý kiếm cớ, cho dù thua cũng có thể nói là do dùng một tay. Đối mặt với sự giễu cợt và hoài nghi của mọi người, Diệp Lâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh, bắt đầu chơi một tay. Khi tiếng nhạc vang lên, khung cảnh lại chìm vào im lặng. Vẻ mặt đùa giỡn trên mặt mọi người dần dần lặng đi, sau đó chuyển thành vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì một bàn tay của Diệp Lâm thực sự đã tái tạo hoàn hảo hiệu ứng mà Nghiêm Bất Khí vừa chơi. Thậm chí còn tốt hơn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của mọi người, làm sao có thể không ngạc nhiên cho được. Hoa Quốc Đống và Hoàng Tiềm càng sộc hơn. Không, điều này là không thể được. Nghiêm Bất Khí sững sờ lùi lại như thể vừa bị tát vào mặt, vẻ mặt không thể tin được. Anh ta không bao giờ ngờ rằng Diệp Lâm không chỉ có thể chơi piano mà còn chơi tốt hơn và nhanh hơn anh ta. Chỉ là may mắn thôi. Diệp Lâm chơi bài hát Fly Off The Bumblebee bằng một tay. Trên mặt Nghiêm Bất Khí dần dần lộ ra vẻ hả hê. Anh ta thầm nghĩ, để xem sang đoạn sau. Anh xử lý bằng một tay như thế nào? Nhịp điệu của đoạn này giống như một chiếc tàu lượn siêu tốc, càng lúc càng nhanh. Nghiêm Bất Khí chơi bằng hai tay đã cảm thấy rất khó khăn rồi, tất nhiên không tin rằng có người có thể chơi Fly Off The Bumblebee hoàn toàn bằng một tay. Khi âm nhạc bước vào đoạn cao trào, tốc độ chơi sẽ ngày càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, bàn tay của Diệp Lâm như thế có khả năng phân thân, tạo ra vô số hư ảnh, như thể có hai tay đang đánh đàn vậy. Sau đó, hai tay dường như chia thành bốn tay. Khi âm nhạc lên tới cao trào, tốc độ nhanh đến mức như thế tay phải của Diệp Lâm đang lướt khắp cây đàn, chuyển động nhanh đến mức choáng ngợp và hoa mắt. Thấy vậy, Nghiêm Bất Khí sửng sốt, miệng vô thức biến thành hình chữ không. Sắc mặt của anh ta càng thêm nóng bừng. Mỗi lần Diệp Lâm nhấn phím đàn đều như đang đập thẳng vào mặt anh ta. Tiếng bốp bốp không ngừng vang lên. Ngay lập tức, theo sự thăng trầm của âm nhạc, mọi người có mặt tại hiện trường bỗng nhiên đắm chìm trong đó, tựa như đang ở trên thảo nguyên vô tận. Trước mặt họ là đàn ong rừng dày đặc đang lao tới. Cùng với tiếng nhạc vang lên như mưa, mọi người sợ hãi bỏ chạy, phía sau có đàn ong đuổi theo thật nhanh. Âm nhạc đến tai họ ngày càng nhanh hơn. Và đàn ong phía sau anh ngày càng bám sát hơn.
mặc dù biết rõ ràng rằng đây chỉ là ảo ảnh và mọi thứ đều là giả. Tuy nhiên, sự kích thích tột độ này vẫn khiến mọi người không thể kiềm chế được mà bắt đầu tháo chạy. Sau một thời gian tách trà, bài hát cuối cùng cũng kết thúc. Khi Diệp Lâm đánh nốt nhạc cuối cùng, rầm, toàn bộ cây đàn piano đột nhiên sụp đổ. Và mọi người có mặt tại hiện trường cũng đã thoát khỏi ảo cảnh mãnh liệt và thú vị vừa rồi. Tất cả đều thở hổn hển, mồ hôi đầm đơ la, vẻ mặt kinh hãi. Một số người thậm chí còn không ngừng quay lại, như thể thật sự có đàn ong tấn công họ phía sau. Tôi vừa bị làm sao vậy? Cảm giác như tôi đang bị một đàn ong tấn công vậy. Thật thú vị. Lại là cảm giác đắm chìm đó. Chẳng lẽ dù dùng nhạc cụ gì, âm nhạc cậu Diệp chơi đều có sức mạnh thần kỳ này sao? Nhìn kìa, ôi chúa ơi, cây đàn piano bị hỏng rồi. Cái này, thật không thể tin được. Tài năng âm nhạc của cậu Diệp đúng là sâu rộng, đúng là mở mang tầm mắt. Trong phút chốc, mọi người lần lượt đứng dậy, dành cho Diệp Lâm những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, hồi lâu không thể bình tĩnh lại. Diệp Lâm chỉ sử dụng một tay, không những hoàn toàn vượt qua hiệu quả chơi đàn của Nghiêm Bất Khí vừa rồi mà còn tạo ra một trải nghiệm âm nhạc đắm chìm đến kinh ngạc. Tuyệt vời, Long Vương đại nhân giỏi quá. Hoàng Thiềm cũng nhiệt liệt vỗ tay. Sư phụ, anh ngầu quá đi. Trong mắt Hoa Quốc Đống cũng lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Diệp Lâm chơi nhạc cụ, không ngờ Diệp Lâm lại thể hiện xuất sắc âm nhạc từ cổ đại cho đến hiện đại. Từ trong nước đến nước ngoài và với các loại nhạc cụ khác nhau. Cậu nhóc này, thật phi thường. Ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng không khỏi kinh ngạc, trong lòng sợ hãi không thôi. Ông ta vốn tưởng rằng cháu trai mình rất có năng khiếu về âm nhạc, nếu không phải ôn thi thì anh ta thật sự có thể phát triển ở lĩnh vực này. Không ngờ rằng núi cao còn có núi cao hơn. Bài hát Núi Cao Nước Chảy và bài hát Fly of the Bumblebee của Diệp Lâm đều rất hay. Điều này không chỉ khiến Nghiêm Kỳ Học kinh ngạc mà còn khiến Nghiêm Bất Khí sững sờ. Nhìn cây đàn piano bị hỏng, Nghiêm Bất Khí chết lặng, không thể tin được vào mắt mình. Trong cả cuộc đời, chưa từng có ai cho anh ta cảm giác khủng hoảng sắc nét và rõ ràng như vậy. Anh ta đã hoàn toàn bị đánh bại ở cả đàn cổ và đàn piano. Nếu không phải chính mình trải qua, Nghiêm Bất Khí sẽ cho rằng đây là một giấc mộng. Không, mộng cũng không thể vô lý đến vậy. Anh còn muốn so tài loại nhạc cụ nào nữa? Lúc này, Diệp Lâm bình tĩnh nói, anh muốn chọn cái gì cũng được, tôi sẽ đi cùng anh đến cùng. Còn đấu nữa sao? Khuôn mặt của Nghiêm Bất Khí đột nhiên co giật. Anh ta không dám thi đấu nữa, và cũng chẳng có nhạc cụ nào anh ta tự tin chơi thành thạo nữa. Trình độ đàn piano cấp 10 đã là giới hạn của anh ta rồi. Hơn nữa, thấy Diệp Lâm kiên quyết như vậy, nếu tiếp tục với các loại nhạc cụ, anh ta cũng chỉ tự rước nhục mà thôi. Được rồi, Nghiêm Bất Khí nghiến răng nghiến lợi nói, về phần piano, tôi nhận thua. Trước mặt mọi người, bắt Nghiêm Bất Khí tự nguyện nhận thua còn khó chịu hơn là giết chết anh ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, anh ta đành phải cúi đầu thừa nhận thất bại. Tuy nhiên, sự đầu hàng của Nghiêm Bất Khí lúc này đang mở đường cho chiến thắng ở vòng tiếp theo. Giọng điệu Nghiêm Bất Khí chợt thay đổi, tiếp theo, chúng ta sẽ đấu cờ. Cầm, kỳ, thi, họa, phần thi thứ hai. Cờ. Một võ sĩ như Diệp Lâm có thể chơi piano đã là điều bất ngờ rồi, Nghiêm Bất Khí không tin anh có hiểu biết gì nhiều về cờ. Nhạc cụ chẳng qua cũng chỉ là luyện nhiều quen tay. Còn cờ mới là cuộc tranh tài thực sự của trí tuệ. Nghiêm Bất Khí cực kỳ tài năng và thông minh, dù so sánh thế nào đi chăng nữa, trí thông minh của anh ta chắc chắn mạnh hơn người luyện võ rất nhiều. Đặc biệt là thành tích cờ vây của anh ta đã đạt đến 9 đẳng ngay từ khi mới 15 tuổi, thậm chí có thế cạnh tranh với những kỳ thủ của các nước lớn mà không hề lép vế. Nếu là cờ vây, Nghiêm Bất Khí tin chắc mình không thể thua được. Đương nhiên, nếu đối phương lựa chọn cờ vua hay cờ tướng thì Nghiêm Bất Khí cũng có thể ứng phó được. Anh muốn chơi loại cờ nào? Diệp Lâm bình tĩnh hỏi, để cho anh ta lựa chọn. Anh có chắc chắn là đế tôi chọn không? Nghiêm Bất Khí nhướng mày. Khẽ nhếch môi, tôi là kỳ thủ cờ vây 9 đẳng. Nếu tôi chọn cờ vây, anh có ứng chiến không? Được, vậy chúng ta sẽ chơi cờ vây. Diệp Lâm lập tức đồng ý. Nghiêm Bất Khí giật mình, lặp lại lần nữa, anh không nghe thấy sao? Tôi là kỳ thủ cờ vây 9 đẳng. Anh có chắc chắn muốn thi đấu cờ vây với tôi không? Cứ thi đấu cái gì anh giỏi nhất đi. Diệp Lâm bình tĩnh nói, tránh lát nữa thua anh lại không thừa nhận. Anh, Nghiêm Bất Khí tức đến hộc máu.
chẳng lẽ người này cho rằng cái danh hiệu cờ vây chín đẳng của anh ta chỉ là vật trang trí thôi sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, anh đang ở cấp độ cờ vây nào rồi? Thấy Diệp Lâm bình tĩnh như vậy, Nghiêm Bất Khí không khỏi có phần lo lắng, nếu đối thủ cũng chín đẳng thì sao? Mặc dù khả năng này cực kỳ thấp. Tôi, Diệp Lâm lắc đầu nói, tôi không có cấp bậc. Không có cấp bậc, Nghiêm Bất Khí lại lần nữa sửng sốt, anh không có cấp bậc mà lại dám đấu với chín đẳng như tôi. Anh điên rồi sao? Diệp Lâm cười nhạt, nói, ai quy định không có cấp bậc thì không thể chơi cờ. Hôm nay, tôi, người không có cấp bậc sẽ đánh bại một người chín đẳng là anh. Nghe vậy, khóe miệng Nghiêm Bất Khí lại co giật, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Nếu một kỳ thủ cờ vây chín đẳng thua một người mới bắt đầu không có cấp bậc gì, vậy thì thà chết cho rồi. Diệp Lâm chỉ cười không nói gì. Dù không có cấp bậc nhưng anh cũng có sư phụ chỉ dạy. Sư phụ thứ 87 của anh là một cựu kiện tướng cờ vây đã vô địch giải đấu cờ váy quốc tế lần thứ 12. Nếu không vào tù thì ông ấy vẫn có thể tiếp tục đạt quán quân. Thế cờ quỷ cốc do ông ấy tự sáng tạo giống như một tấm lưới, không ai có thể phá vỡ. Sau này, để học được thế cờ quỷ cốc này, Nhật Bản đã đặc biệt phái một kỳ thủ xinh đẹp tới, dùng mỹ nhân kế để tiếp cận kiện tướng cờ vua. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cao thủ cờ vây một thời cũng không tránh khỏi, thậm chí còn theo người đẹp đến Nhật Bản. Sau khi toàn bộ kỹ năng chơi cờ của ông ấy đã được người Nhật thông thạo, kỳ thủ xinh đẹp kia lập tức quay lưng lại và đá ông ấy đi. Bậc thầy cờ vây tưởng rằng mình đã tìm được tri kỷ nhưng cuối cùng lại bị lừa, trở nên tức giận và phát điên, tự tay giết chết kỳ thủ xinh đẹp mà mình yêu quý. Sau nhiều lần đàm phán giữa hai nước, ông ấy bị dẫn về nước và bị giam trong nhà giam số 0. Sau khi vào tù, không có phụ nữ vướng bận, kiện tướng cờ vua tiến bộ vượt bậc, tự phá vỡ được thế quỷ cọc do mình tạo ra và gọi nước cờ chủ chốt này là nước đi của thần, có thế phá ván cờ bế tắc nhất thế giới. Ông ấy luôn thở rằng mình không có người thừa kế, nhưng may mắn thay đã gặp được Diệp Lâm. Sau đó, ông ấy đã dạy anh về thế cờ quỷ cốc, cách phá giả và cả nước đi thần kỳ kia. Tuy Diệp Lâm không tham gia sáu vào cờ vây và không có cấp bậc nhưng từ lúc ra tù, anh đã là cao thủ cờ vua trên thế giới, không ai có thể so sánh được. Nhìn thấy Diệp Lâm kiên quyết muốn chơi cờ vây với mình, Nghiêm Bất Khí cũng không nói nhiều nữa. Anh ta thầm nghĩ, nếu anh đã không biết tự lượng sức mình, vậy tôi sẽ hạ gục anh trên bàn cờ. Chuẩn bị một bộ cờ vây, Diệp Lâm ra lệnh. Chẳng mấy chốc, người quản gia đã mang bàn cờ và quân cờ đến. Hai người ngồi đối diện nhau. Trong phút chốc lại thu hút sự chú ý của mọi người có mặt. Mọi người nói xem, lần này ai sẽ thắng? Không cần phải nói, đương nhiên Nghiêm thiếu gia sẽ thắng rồi. Người ta là cao thủ chín đẳng cơ mà. Đừng nói là anh cho rằng người không có cấp bậc thật sự có thể đánh bại cao thủ chín đẳng đấy chứ. Nhưng kỹ năng chơi piano mà cậu Diệp vừa thể hiện thật thần kỳ. Trước khi cậu ấy chơi đàn, cũng đâu ai ngờ được cuối cùng cậu Diệp sẽ thắng đâu. Cái đó khác, cái này khác, kỹ năng chơi piano của cậu Diệp, đương nhiên là chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Nhưng chơi piano giỏi không có nghĩa là cũng chơi cờ giỏi. Hơn nữa, đích thân cậu Diệp thừa nhận rằng mình không có cấp bậc, tức là cậu ấy không giỏi chơi cờ vây. Trong lúc nhất thời, mọi người đều chăm chú nhìn hai người đang chơi cờ. Sau một hồi thảo luận, mọi người đều không mấy lạc quan về Diệp Lâm, cho rằng lần này chắc hẳn sẽ đến lượt Nghiêm thiếu gia thắng. Long Vương thật sự không có cấp bậc. Sao, Hoàng Tiềm đứng ở phía sau Diệp Lâm, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện kỳ tích sẽ xảy ra. Không sao đâu, Hoa Quốc Đống lại rất lạc quan, cho dù thua vòng này, chúng ta vẫn có thể thắng trong cuộc thi thư pháp tiếp theo. Dù sao Hoa Quốc Đống đã tận mắt nhìn thấy kỹ năng thư pháp của Diệp Lâm, chắc chắn là không thể chê vào đâu được. Tuy nhiên, khi nghe thấy điều này, Nghiêm Bất Khí không khỏi cong môi, thầm cười nhạo trong lòng, thi đấu thư pháp với mình. Lại còn muốn giành chiến thắng, đúng là nực cười. Nghiêm Bất Khí nhận định thư pháp của mình cũng chắc chắn như ván cờ này vậy. Anh ta đã biết đọc và viết từ khi còn nhỏ, chữ viết đẹp là điều cơ bản nhất. Ngay cả việc anh ta đứng thứ nhất ở trường trung học cũng liên quan rất nhiều đến chữ viết đẹp. Hừm, dù là cờ vây hay thư pháp, tôi cũng sẽ khiến anh bại trận hoàn toàn. Nghiêm Bất Khí khí thế hừng hực, quyết tâm chứng tỏ sức mạnh của mình trong ba trận tiếp theo. Vì anh là chín đẳng nên tôi sẽ nhường cho anh 12 quân. Diệp Lâm cầm quân trắng, bỗng nhiên lên tiếng. Nói chung, người mới bắt đầu sẽ được phép có 36 quân cờ. Thấy thực lực đối phương là chín đẳng,
Diệp Lâm cũng không dám khinh thường, quyết định cho đổi phương 12 quân đế cân bằng thực lực chênh lệch giữa hai bên, tránh việc người ta lại nói anh ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhường. Hơn nữa còn nhường 12 quân. Mọi người đều khó hiểu nhìn Diệp Lâm, không biết anh có đang nói đùa hay không. Trong lòng họ thầm nghĩ, một người mới bắt đầu chưa có cấp bậc lại chấp một kỳ thủ cờ vây chín đẳng ư. Trò đùa gì vậy? Phụt, Nghiêm Bất Khí nghe vậy, tức giận đến suýt nữa hộc máu. Ban đầu, để thể hiện sức mạnh chín đẳng của mình, Nghiêm Bất Khí đang nghĩ đến việc có nên chấp đối thủ 10 quân cờ để mọi người tâm phục khẩu phục hay không. Kết quả là không ngờ đối phương vừa mở miệng đã nói sẽ chấp mình 12 đứa quân cờ. Đúng là kiêu ngạo. Ngay cả người chín đẳng như anh ta cũng không dám nhường đối thủ nhiều như vậy, Diệp Lâm dựa vào đâu. Nghiêm Kỳ Học đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn Diệp Lâm, không biết anh muốn làm gì. Ngay cả một kiện tướng cũng không dám tự tin như vậy khi đối mặt với một kỳ thủ chín đẳng. Huống chi đối phương chỉ là người mới, không có cấp bậc. Long Vương Đại Nhân, Hoàng Tiềm vội vàng thấp giọng nói, cậu mau nói mình đang đùa, rút lại lời vừa nói đi. Thế nhưng, Diệp Lâm lại khẽ lắc đầu, nói, tôi trắng, anh đen, tôi cho anh đi trước 12 quân. Sư phụ, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Lâm, Hoa Quốc Đống cũng kinh ngạc, trong lòng đột nhiên có một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ, sư phụ cũng rất thành thạo cờ vây. Nhưng tại sao vừa rồi anh lại nói là mình không có cấp bậc? Chẳng lẽ chỉ đang khiêm tốn thôi sao? Được, Nghiêm Bất Khí thấy vậy cũng không từ chối nữa. Nếu đối phương đã không đánh giá quá cao năng lực của anh ta, vậy thì anh ta cũng sẽ không khách sáo nữa. Chẳng mấy chốc, Nghiêm Bất Khí đã thả 12 quân đen lên bàn cờ, mỗi quân cờ đều có ý đồ riêng, che giấu sát khí và thể hiện khí thế bao vây của mình. Nghiêm Bất Khí mỉm cười nhìn Diệp Lâm, trong vòng nửa giờ, tôi sẽ kết thúc trận đấu này. Trong một ván cờ thông thường, nếu các kiện tướng thi đấu với nhau, họ sẽ chơi trung bình từ 6 đến 7 giờ. Nếu là đấu thủ nghiệp dư thì thắng thua có thể được quyết định sau khoảng 1 giờ. Hơn nữa, bây giờ, Diệp Lâm thậm chí còn chấp 12 quân, Nghiêm Bất Khí có ưu thế tuyệt đối, dự kiến trong vòng nửa giờ sẽ kết thúc trận đấu. Diệp Lâm liếc nhìn thế cờ. Không hố danh là cao thủ chín đẳng, 12 quân cờ đen đều đã chiếm giữ vị trí thuận lợi, mỗi quân ít nhất có 3 nước dự phòng, có thể nói tràn đầy sát ý. Tuy nhiên, Diệp Lâm cũng không vội vàng, mà là từng bước chờ đợi cơ hội. Ngay sau đó, hai người đã bắt đầu trận quyết chiến trên bàn cờ. Vì Diệp Lâm bị thụt lùi 12 quân nên mọi phương diện đều bị kiềm chế và hoàn toàn rơi vào thế bất lợi. Chỉ trong một tách trà, tình thế đã vô cùng bất lợi. Tỷ lệ chiến thắng của Diệp Lâm có lẽ chưa đến 10%, trong khi Nghiêm Bất Khí lại có lợi thế tuyệt đối. Anh ta thậm chí còn cảm thấy rằng mình nhắm mắt cũng có thể giành chiến thắng. Ngay cả những vị khách không hiểu về cờ vây ở bên cạnh cũng có thể dễ dàng nhận ra những viên cờ đen đang chiếm ưu thế và đã hình thành thế bao vây. Có thế kiên trì đến bây giờ đã là tốt rồi. Nghiêm Kỳ Học đứng sau lưng cháu trai quan sát, âm thầm gật đầu, thừa nhận năng lực cờ vây của Diệp Lâm. Ông ta thậm chí còn cảm thấy rằng nếu Diệp Lâm không tự phụ, nhường 12 quan thì kết cục sẽ thực sự khó lường. Vì vậy, Nghiêm Kỳ Học đề nghị, chúng ta hãy chơi một ván khác, lần này không ai nhường ai, cạnh tranh một cách công bằng. Anh đã nhận thua chưa? Nghiêm Bất Khí kiêu ngạo nhìn Diệp Lâm. Ai nói tôi thua, thế nhưng, Diệp Lâm vẫn điềm tĩnh nói, sao tôi lại cảm thấy, trận đấu này bây giờ mới thật sự bắt đầu nhỉ? Nói xong, thấy trận thế đã hoàn thành. Diệp Lâm bèn đi nước đi thần thánh, tạo ra một đường máu trong ngõ cụt. Một viên cờ rơi xuống. Đối với người không hiếu cờ, thì nước cờ mới vừa rồi chỉ là một nước cờ thường, thậm chí còn có một chút giấy giụa cuối cùng. Nhưng với hai ông cháu nhà họ Nghiêm thì nước cờ mới vừa rồi rất tuyệt diệu, khiến bọn họ cực kỳ bất ngờ. Hay lắm, Nghiêm Kỳ Học không nhịn được lên tiếng khen ngợi, càng xem càng cảm thấy đó là một nước cờ tuyệt diệu. Giống như là nước tràn bờ đê, đã tràn là không thể kéo lại được. Mình đứng xem cũng lâu rồi, sao lại không phát hiện có thế đi như vậy chứ? Là trùng hợp hay là đối phương bố cục đã lâu? Nghiêm Kỳ Học mong là về trước. Nếu là về sau, đối phương bố cục ngay từ lúc mới bắt đầu thì khủng bố quá rồi. Người bình thường không thế nào ứng phó được với tính cách và kỹ năng chơi cờ như thế. Có lẽ cháu trai mình sẽ không đỡ được và sẽ thua thôi. Hừ. Chỉ là trùng hợp thôi mà, Nghiêm Bất Khí hồi hồn lại, khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cho rằng Diệp Lâm là mèo mù vớt phải chuột chết, đi một nước cờ tuyệt diệu, kéo dài kết quả thua cuộc. Có điều,
một nước cờ kia của Diệp Lâm vẫn còn đè nặng trong lòng anh ta, khiến anh ta bị sốc khá nặng. Nếu thế cục trước đó là 1-9, thì thế cục hiện giờ chính là 2-8. Nghiêm Bất Khí vẫn là bên chiếm ưu thế tuyệt đối. Để tôi xem anh kéo dài được bao lâu. Nghiêm Bất Khí tiếp tục bình tĩnh hạ cờ, ép sát từng nước cờ một. Lúc này, mọi người vây xem thấy vẻ mặt khác lạ của hai ông cháu thì đều không hiểu ra sao. Có phải là Long Vương đại nhân sắp chuyển thua thành thắng rồi không? Hoàng Tiềm gãi đầu, thật sự không hiểu một nước cờ kia hay ở chỗ nào. Không biết nữa, Hoa Quốc Đống nhún vai, tóm lại cứ tin tưởng sư phụ là được rồi. Nghiêm Bất Khí và Diệp Lâm hạ cờ qua lại thêm một lát nữa. Từ sau một nước cờ tuyệt diệu xoay chuyển. Thế thua, Diệp Lâm tiếp tục hạ cờ, dùng thế cục quỷ cốc, giống như bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần đổi phương sơ sấy một chút thôi là anh sẽ như bắt ba ba trong giỏ, đánh trả một cách mạnh mẽ. Nếu so sánh ván cờ trước mắt với chiến trường, thì hiện nay Diệp Lâm đang lật ngược lại, chiếm liên tiếp vài thành, đánh từ bước đường cùng. Thấy thế cục thay đổi chỉ trong chớp mắt, Nghiêm Bất Khí có chút luống cuống. Bởi vì một loạt thế công mới vừa rồi của Diệp Lâm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và khống chế của anh ta. Trong khi anh ta đang nắm ưu thế tuyệt đối, thế mà lại mất đi cảm giác khống chế, giống như là đang đi xa mà mất đi phương hướng, có trong chốc lát cảm thấy hoảng hốt. Thế cục xoay chuyển thành 3-7. Bất Khí, đừng luống cuống. Lúc này, Nghiêm Kỳ Học cũng nhận ra được cháu trai mình có chút rối loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thua mất. Vậy nên, ông ta vội vàng lên tiếng nhắc nhở, bình tĩnh lại. Cháu có thể thắng. Cháu vẫn còn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Lời nói của ông nội lập tức làm cho Nghiêm Bất Khí bình tĩnh lại. Anh ta hít sâu một hơi, dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc đi hạ cờ, bắt đầu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Chỉ cần mình còn chiếm ưu thế tuyệt đối thì thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó, hai người lại anh tới tôi đi, đấu trí đấu dũng, hạ một loạt cờ. Tuy rằng Nghiêm Bất Khí đã dốc sức ứng phó, nhưng mà dưới sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, tất cả cố gắng đều chỉ là lãng phí. Ván cờ quỷ cốc mà Diệp Lâm bày ra cực kỳ lợi hại. Trong thiên hạ, ngoài bản thân anh và sư phụ trong ngục ra thì không ai có thể phá giải được. Thế cục có vẻ là 3-7, thực tế thì cờ đen giống như là thịt trên thớt, người ta muốn chặt chém thế nào cũng được. 3-7, 4-6, 5-5. Cờ trắng của Diệp Lâm mạnh mẽ lại bá đạo, làm cho cờ đen của Nghiêm Bất Khí mệt mỏi đi đường, hoàn toàn không thể chống đỡ được. Tấn công và phòng thủ thay đổi với nhau chỉ là chuyện trong chớp mắt. Từ lúc đầu rơi vào hoàn cảnh xấu, đến sau lại. Thay đổi thành cục diện 5 năm. Sao có thể chứ? Sau khi Diệp Lâm ăn liên tục 10 viên cờ đen, Nghiêm Bất Khí liền mất hết bình tĩnh. Anh ta do dự nhìn bàn cờ. Nếu lúc nãy anh ta không biết thua như thế nào, thì bây giờ anh ta không biết phải nên hạ cờ như thế nào. Sao thế cục lại biến thành hiện trở vậy? Giờ phút này, hiện trường trở nên ồn ào hẳn lên. Mọi người châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi. Các người mau xem kìa. Cờ đen cờ trắng tương đương nhau, không biết từ khi nào mà cờ đen ít lại rồi. Sao tôi cứ cảm thấy cờ trắng của Diệp tiên sinh đang chiếm ưu thế vậy? Có khi nào là ảo giác của tôi không? Tuy rằng tôi không hiếu cờ, nhưng mà tôi sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn kìa, sắc mặt hai ông cháu nhà họ Nghiêm không thích hợp chút nào, hiển nhiên là thế cục bất lợi với cờ đen. Trong nhất thời, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù là quá trình hay là kết cục đều nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vốn tưởng là thế cục nghiêng về một phía, kết quả lại thành thế cục ngang nhau. Rốt cuộc là Nghiêm Bất Khí có tiếng không có miếng, hay là Diệp Lâm thực lực cực kỳ mạnh. Ai ra? Ông cụ Nghiêm thở dài một tiếng, nhìn thế cục thì thấy có loại cảm giác không còn đại thế. Nữa. Nhưng mà, ông ta vừa mới theo dõi mồi một nước cờ của Nghiêm Bất Khí, thật sự là không có một chút sai lầm nào. Nếu đổi lại là ông ta thì cũng chưa chắc làm được tốt hơn. Rõ ràng là có vẻ không thành vấn đề, sao lại đi từng bước tới nước đường cùng, không còn đường quay lại nữa chứ? Sao lại biến thành như vậy? Nghiêm Kỳ Học nghĩ mãi không ra. Có lẽ đáp án là... Nghiêm Kỳ Học nhìn về phía Diệp Lâm bình tĩnh ung dung, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Không thế nào, tôi không thể nào thua được. Lúc này, Nghiêm Bất Khí hồi hồn từ trong cơn hoảng loạn, cắn răng gào lên. Dù là thế cục hòa nhau, thì tôi cũng có thể thắng được anh. Nghiêm Bất Khí tiếp tục hạ cờ, cố mà kéo dài, mặt ngoài có vẻ tự tin, chứ trong lòng thì lại đang rất luống cuống.
Còn chưa chịu thua hả? Diệp Lâm cười nhạt, thế cục hiện giờ giữa anh và tôi là 1-3, anh cứ chờ xem. Ngay sau đó, tấn công và phòng thủ thay. Đổi. Cờ đen của Nghiêm Bất Khí cực kỳ bị động, cứ lui rồi lại lui. Còn cờ trắng của Diệp Lâm thì giống như thần binh trời giáng, tiến lên liên tục, giết sạch cờ đen. Trong nhất thời, bàn cờ hiện tại giống như là hoắc khứ bệnh lao thẳng đến hang ổ kẻ địch, phong lang cư tư, lại giống như là bạch khởi giết 30 vạn quân đầu hàng, một trận chiến quyết định thế cục. Cuối cùng, Diệp Lâm hạ một phiên cờ, Nghiêm Bất Khí thua hết cả bàn cờ. Trên bàn cờ, cờ trắng tụ thành một dãy, cờ đen chỉ còn lác đác vài viên. Cho dù là người không hiếu cờ vây thì cũng biết được ai thắng ai thua. Thật là khó tin. Cờ trắng thắng rồi. Nhưng 12 quân mà còn có thế chuyển thua thành thắng. Kỹ năng chơi cờ của Diệp Tiên Sinh thật sự là kỳ diệu. Sao tôi cứ cảm thấy Diệp Tiên Sinh mới là cấp 9, còn cậu Nghiêm thì chỉ mới học chơi cờ đây thôi. Trong nhất thời, mọi người đều thay đổi cách nhìn về Diệp Lâm, khen ngợi Diệp Lâm liên tục. Ha ha, Long Vương đại nhân thắng rồi. Lợi hại quá đi, Hoàng Tiềm không nhịn được hoan hô thành tiếng. Sư phụ, anh lợi hại quá đi. Hoa Quốc Đống cũng rất chấn động, không ngờ anh lại chơi cờ vây giỏi đến thế. Còn có cái gì là anh không biết hay không? Ở trong mắt Hoa Quốc Đống, thắng liên tiếp 2 phần cầm và kỳ, còn phần thư thì là thắng chắc rồi, nghĩa là 4 phần thắng 3 phần, vậy thì không cần thiết phải so phần họa nữa. Giờ phút này, sắc mặt Nghiêm Bất Khí tái mét, trong tay siết chặt một viên cờ đen, siết chặt đến mức sắp khảm vào trong lòng bàn tay. Anh ta không thể nào tiếp nhận được chuyện mình có thực lực cấp 9, vậy mà lại thua thê thảm. Đánh đàn thua thì thôi đi, sao mà ngay cả loại trò chơi trí tuệ như chơi cờ cũng thua tên vũ phu kia nữa là sao? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi? Ha ha, lúc này, Diệp Lâm cười khẽ, có chút nhàm chán nói, xem ra là tôi đánh giá cao thực lực của anh. Nếu biết trước thì lúc đầu tôi nên nhường anh 36 viên, có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn một chút. Nghe vậy, mọi người mới chợt nhận ra rằng thời gian chơi cờ của hai người vừa bằng nửa tiếc. Nghĩ lại lúc nãy mình tuyên bố rằng sẽ phân thắng thua trong vòng nửa tiếng, Nghiêm Bất Khí xấu hổ cúi đầu, đến mức muốn tìm cái khe đất chui vào. Thắng thua đúng là phân ra trong vòng nửa tiếng, chỉ là người thua là mình. Anh có phục hay không? Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục nói, nếu còn không phục thì tôi có thể nhường anh 36 viên rồi so thêm một ván nữa. Hoặc là đối sang chơi cờ khác cũng được, cờ tướng, cờ năm quân, cờ nhảy, anh muốn cờ nào cũng được hết. Nghe vậy, Nghiêm Bất Khí thẹn quá hóa giận hơn nữa. Sở trường của mình là cờ vây, đã là sở trường rồi mà còn thua thê thảm thì nói gì đến cờ khác. Không thể giống như so đánh đàn lúc nãy, cuối cùng thua sạch sẽ thì còn mất mặt hơn nữa. Được rồi, là tôi không bằng anh, tôi nhận thua. Dứt lời, Nghiêm Bất Khí đổi giọng nói tiếp, chúng ta so thư pháp đi. Sau khi thua 2 phần, Nghiêm Bất Khí không tin mình sẽ tiếp tục thua nữa, và sẽ không thắng được một phần nào trong cầm kỳ thư họa. Tính ra thì thư pháp cũng là một trong những sở trường của Nghiêm Bất Khí. Khác với yêu thích nghiệp dư như là cầm và cờ, anh ta đọc sách viết chữ từ nhỏ, viết trụi biết bao nhiêu bút lông, vậy nên thư pháp mới là điểm mạnh của anh ta. Nghiêm Bất Khí vốn cho rằng mình sẽ thắng 2 phần cầm và cờ, thậm chí không cần phải so thư pháp, đối phương liền biết khó mà lui. Không ngờ hiện giờ mình phải dùng thư pháp mà mình sở trường nhất đi kéo lại mặt mũi. Được, Diệp Lâm không hề do dự, lập tức sắp xếp, chuẩn bị giấy bút mực đi. Rất nhanh sau đó, nhà họ Trương dọn ra 2 chiếc bàn và giấy bút mực. Thấy đối phương muốn tiếp tục so đấu thư pháp, Hoa Quốc Đống cuối cùng cũng hoàn toàn yên lòng. Anh ta từng tận mắt nhìn thấy khả năng thư pháp của sư phụ, tin chắc rằng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ khi đối phương là Vương Hy Chi chuyến thế, nếu không là sư phụ sẽ không thua. Ông nội, ngay sau đó, Nghiêm Bất Khí nhờ ông nội giúp đỡ, ông ra để đi, bọn cháu sẽ cùng nhau viết, để xem ai viết nhanh nhất đẹp nhất. Thấy vậy, ông cụ Nghiêm bất đắc dĩ ra mặt. Tuy rằng ông ta cũng cảm thấy đế cháu mình và Diệp Lâm so đấu thư pháp là có chút không công bằng, rốt cuộc thì nghề nào cũng có chuyên môn của nghề nấy. Hai người bọn họ, một người là võ giả, một người là thư sinh, so thư pháp đối với thư sinh là dễ như trở bàn tay, nhưng đối với võ giả là làm khó cho võ giả. Có điều, Nghiêm Kỳ Học biết rằng cháu trai cần phải thắng phần thư pháp để kéo lại mặt mũi của mình. Ông ta cũng là người nhà họ Nghiêm, tất nhiên là phải tạm thời bỏ công bằng qua một bên. Vậy nên, Nghiêm Kỳ Học hắng giọng một tiếng,
nói, cách đây không lâu, chúng tôi có đi tham quan Đằng Vương Các ở Dự Trương. Vậy các cậu cứ coi đây là đề tài, viết bài Đằng Vương Các tự nổi tiếng xưa nay đi. Nói đến đây, Nghiêm Kỳ Học nhìn Diệp Lâm một cái, hỏi, cậu viết được không? Ông ta lựa chọn một bài thơ dài, vì đây là lựa chọn có lợi cho cháu trai mình. Rốt cuộc thì rất khó dùng thư pháp để viết một bài thơ dài. Dù vậy, ông ta vẫn không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, đi hỏi xem Diệp Lâm có thể viết toàn bộ bài Đằng Vương Các tự được hay không. Tuy rằng đây là bài thơ cần thiết phải thuộc lòng lúc còn đi học, nhưng vẫn có phần nào khó khăn khi viết lại bằng thư pháp. Lúc này, Nghiêm Bất Khí không nhịn được lên tiếng châm chọc, chắc là anh muốn đọc lại một lần Đằng Vương Các tự cũng khó, huống chi là viết lại cả bài. Nghe vậy, Nghiêm Kỳ Học nhường một bước. Nếu khó thì cậu cứ viết bừa một bài thơ cổ nào cũng được. Ở trong mắt Nghiêm Kỳ Học, vừa cổ văn vừa thư pháp, thật sự là làm khó một người luyện võ. Ha ha, Đằng Vương Các tự đúng không? Có gì khó chứ? Diệp Lâm không chút để ý mà cười nói, phải viết bằng kiểu chữ nào? Có yêu cầu gì không? Kiểu chữ liều hay là kiểu chữ nhan? Hành thư hay là thảo thư? Có yêu cầu cụ thể không? Nghe vậy, hai ông cháu nhà họ Nghiêm đều giật mình. À. Đương nhiên là không có yêu cầu rồi. Nghiêm Kỳ Học nói, cậu sở trường loại nào thì viết loại đó là được. Nghiêm Bất Khí khinh thường bĩu môi, nói, ra vẻ hiểu biết cái gì chứ. Nói gì mà chữ liễu chữ nhan, làm như là anh có thể viết ra được vậy. Được rồi, bắt đầu đi. Diệp Lâm mài mực, chấp bút, chuẩn bị viết. Lúc này, cuộc so đấu giữa Diệp Lâm và Nghiêm Bất Khí đã bước vào giai đoạn gay cấn. Toàn bộ nhà họ Trương đều bỏ ngang việc đang làm. Chạy ra xem náo nhiệt. Bởi vậy, người xung quanh càng lúc càng đông, chật như nêm cối. Thấy sắp so thư pháp, mọi người không nhịn được nhìn về phía Nghiêm Bất Khí nhiều hơn một chút. Nghe nói cậu Nghiêm nhận hội trưởng hiệp. Hội thư pháp làm thầy từ lúc nhỏ, học được hết bản lĩnh của hội trưởng, chữ viết rất là đẹp. Xem ra lần này cậu Nghiêm thắng chắc trong phần thư pháp rồi. Mau xem kìa, cậu Nghiêm hạ bút kìa, không hố là có danh sư dạy dỗ. Quả nhiên là phong thái hơn người. Mọi người nhìn chằm chằm Nghiêm Bất Khí viết chữ, liên tục cảm thán. Nghiêm Kỳ Học đứng bên cạnh thấy mọi người đều biết cháu trai mình từng nhận danh sư làm thầy thì lập tức chột dạ quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy dù có thắng cũng thắng không đẹp. Ngay khoảnh khắc quay đầu, khóe mắt lướt sang bên Diệp Lâm, ông ta lập tức sững sờ. Diệp Lâm cũng đang tập trung viết chữ. Chữ của anh đầy đặn, ngay ngắn, rõ nét, có cốt, mơ hồ có phong thái bậc thầy thư pháp. Mạn khanh chi bút, nhan gân liễu cốt. Thấy vậy, Nghiêm Kỳ Học không nhịn được hô lên thành tiếng. Nhan gân liễu cốt là cùng lúc dùng hai loại phong cách thư pháp liều công quyền và nhan chân khanh, mạnh mẽ có lực, bất quy tắc, chỉ có bậc thầy thư pháp mới có thể đạt đến trình độ cao thế này, còn người bình thường thì không thể nào. Viết ra được. Sao, sao có thế chứ? Nghiêm Kỳ Học ngoài cuộc tỉnh táo, xem đến ngây ngấn cả người. So với chữ nhan còn có chút non nớt của cháu trai mình. Diệp Lâm thế mà lại hợp nhất chữ nhan và chữ liễu thành một phái riêng. Chữ của hai người, một cao một thấp, nhìn là biết ngay. Nghiêm Kỳ Học ngạc nhiên mà nhìn chữ của Diệp Lâm, sau đó rất sốc mà nhìn lên người Diệp Lâm. Ông ta không thể nào tin được rằng một người luyện võ như Diệp Lâm lại có thể viết ra được chữ đẹp như thế, lại còn không tìm ra được một chữ sai sót nào. Nghiêm Kỳ Học thầm cảm thán trong lòng, đúng là văn võ song toàn mà. Đầu tiên là cầm và kỳ. Sau đó là thư. Sau vài ván so tài, Nghiêm Kỳ Học chợt cảm thấy tên tuổi tài tử hàng đầu Phụng Thiên của cháu trai mình phải đổi chủ rồi. Khoảnh khắc Nghiêm Kỳ Học ngây người, Diệp Lâm viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, mới đây mà đã viết xong hơn phân nửa, lập tức dẫn đến sự chú ý và cảm thán của mọi người xung quanh. Mau xem kìa, chữ của Diệp tiên sinh, cũng đẹp đấy chứ. Trời ạ, đâu chỉ là đẹp, sao tôi cứ cảm thấy còn đẹp hơn cả chữ của cậu Nghiêm vậy. Giống như là tác phẩm của bậc thầy thư pháp cổ đại được lấy ra từ viện bảo tàng vậy. Không ngờ Diệp tiên sinh viết chữ đẹp như thế, thật sự là bất kính. Trong nhất thời, mọi người cảm thán liên tục. Trời ạ, Long Vương đại nhân ngay cả viết chữ cũng viết cực kỳ đẹp nữa. Hoàng Tiềm ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm. Tôi nói rồi mà, Hoa Quốc Đống bình tĩnh nói, nếu là thi thư pháp thì sư phụ thắng chắc rồi. Tôi còn từng thấy sư phụ viết chữ Vương Hy Chi nữa kìa, chữ ấy mới là đẹp nhất. Lúc này, Nghiêm Bất Khí đang tập trung viết chữ, rồi chợt nghe thấy sự khen ngợi dành cho mình của mọi người xung quanh, dần dần chuyển sang bên phía Diệp Lâm.
thậm chí còn có người nói chữ của Diệp Lâm đẹp hơn chữ của mình. Nghiêm Bất Khí vừa viết vừa mắng thầm, đôi mắt của anh ta mù rồi hả? Lúc chấm mực xong, Nghiêm Bất Khí thuận thế ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Chỉ một cái nhìn ấy đã khiến anh ta giật nảy mình, trợn mắt há mồm, bút lông trong tay suýt nữa rơi ra ngoài. Người ta nói kẻ thạo nghề vừa ra tay là biết ngay. Nghiêm Bất Khí đọc sách viết chữ từ nhỏ, còn được danh sư dạy dỗ, tuy rằng chưa giỏi về mặt thư pháp, nhưng ít nhiều gì cũng biết đánh giá. Anh ta nhìn một cái là thấy được chữ viết của Diệp Lâm có bút lực mạnh mẽ hùng hậu, khí thế trang nghiêm hùng hồn. Cho dù là thầy thư pháp của mình, hội trưởng Hiệp hội Thư pháp hiện nay cũng không bằng. Sao, sao có thế chứ? Đây chính là, nhàn gần liễu cốt, trong truyền thuyết hay sao? Một tên vũ phu như anh ta sao có thể viết ra chữ đẹp như vậy chứ? Nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy thì đại khái đều sẽ cho rằng bức tranh chữ trước mắt được lấy ra từ viện bảo tàng. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là Diệp Lâm vẫn còn đang tiếp tục viết đằng vương các tự. Nghiêm Bất Khí trợn mắt há mồm, suýt chút nữa đã quên mất rằng mình còn đang trong cuộc. So tài thư pháp với Diệp Lâm. Lúc Nghiêm Bất Khí vẫn còn đang ngây người, Diệp Lâm đã viết một hơi xong cả bài thơ. Đằng vương các tự có hơn 700 chữ, Diệp Lâm chỉ dùng hơn 10 phút là viết xong cả bài thơ hoàn mỹ hiện ra trước mắt mọi người. Dáng chữ mới lạ, quy tắc chặt chẽ, khí thế bàng bạc, có 102. Dù có soi mói thì cũng không tìm ra được một chút lỗi nào. Vậy là, viết xong rồi hả, mau vậy sao? Viết đẹp quá đi, cảm giác như là được viết từ bậc thầy thư pháp vậy. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin nổi. Diệp tiên sinh không chỉ có đàn hay, cơ giỏi, mà ngay cả viết chữ cũng đẹp nữa, thật sự là toàn tài mà. Mọi người ngạc nhiên mà cảm thán, rồi nhìn sang phía Nghiêm Bất Khí. Người ta nói không sợ không biết nhìn hàng, chỉ sợ hàng so hàng. Có bức đằng vương các tự của Diệp Lâm như châu như ngọc ở đó, rồi nhìn sang bức tranh chữ mà Nghiêm Bất Khí còn chưa viết xong, dường như chỗ nào cũng kém, chỗ nào cũng không thể so. Tuy rằng Nghiêm Bất Khí còn chưa viết xong, nhưng mà mọi người dường như đã đánh giá ra được ưu khuyết điểm. Ai ra, ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng thở dài một hơi, trầm trọng mà nhắm đôi mắt lại, cho rằng không cần thiết phải so nữa. Lúc này, Diệp Lâm đã viết xong rồi, lại còn cực kỳ vừa lòng với đằng vương các tự do tự mình viết. Anh ngẩng đầu lên, thấy Nghiêm Bất Khí đang ngơ ngác nhìn mình, bản thư pháp chỉ mới viết được một nửa. Diệp Lâm cười nói, anh nhìn tôi làm gì, còn so nữa hay không? Nghe vậy, Nghiêm Bất Khí hồi hồn lại, nhìn về phía tác phẩm của mình, tay cầm bút lông vô thức run lên. Đã đi bốn biển màng gì nước, đã thấy vu sơn màng gì mây. Sau khi thấy được chữ của Diệp Lâm, rồi nhìn lại chữ của mình, Nghiêm Bất Khí tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn nảy sinh lòng xấu hổ. Nếu không phải có đám đông đang nhìn, thì Nghiêm Bất Khí chỉ muốn xé nát bản chữ của mình ngay tại chỗ. Anh ta thậm chí tuyệt vọng mà nghĩ, cho dù cho anh ta thêm 10 năm nữa, thì cũng chưa chắc viết được chữ ở trình độ của đối phương. Mình, lại thua rồi. Rõ ràng là tài tử hàng đầu Phụng Thiên, thế mà lại thua một tên vũ phu ở cả ba phần cầm, kỳ, thư. Nghiêm Bất Khí càng nghĩ càng tức giận. Mọi người xung quanh nhìn thấy Nghiêm Bất Khí sững sờ tại chỗ, dáng vẻ không biết làm sao, trông giống như một tên hề thì không nhịn được nổi lên lòng thương hại anh ta. Được rồi, lúc này, Diệp Lâm lại lấy thêm một tờ giấy tuyên thành trải trên mặt bàn, anh viết từ từ đi. Tôi nhân tiện so trước phần, họa tiếp theo. Dứt lời, Diệp Lâm thế mà lại lấy nghiên mực vẩy lên trên giấy tuyên thành. Vẩy mực thành tranh. Ngay sau đó, vài nét bút ít ỏi, một bức tranh sơn thủy từ vấy mực lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Diệp Lâm vấy mực thành tranh lại dẫn tới từng đợt cảm thán và khen ngợi của mọi người. Trời ạ, tôi chỉ mới uống một ngụm trà thôi mà bức tranh đã vẽ xong rồi. Đúng là vô cùng kỳ diệu. Tuy rằng không có tô màu, nhưng mà bức tranh cũng trông có vẻ cực kỳ tự nhiên, phóng khoáng hào hùng. Bức tranh bao nhiêu tiền thế? Lát nữa tôi mua, vừa lúc tôi dọn sang nhà mới, trong phòng khách còn thiếu một bức tranh. Diệp tiên sinh thế mà lại tinh thông cầm kỳ thư họa. Đúng là nhân tài mà. Ai ra, tuy rằng cậu Nghiêm cũng rất ưu tú, nhưng so với Diệp tiên sinh thì còn kém một chút. Đúng là đã sinh Nghiêm còn sinh Diệp làm gì nữa. Ngay cả Nghiêm Kỳ Học cũng rất giật mình bởi bức tranh của Diệp Lâm. Khoảnh khắc búng tay, với mực thành tranh, phóng khoáng hào hùng. Rốt cuộc thì đây là quái tài ở đâu ra vậy? Tinh thông các lĩnh vực không liên quan với nhau như là cầm kỳ thư họa,
mơ hồ có phong thái bậc thầy. Đừng nói cháu trai mình không phải là đối thủ, chỉ sợ hai ông cháu bọn họ hợp tác với nhau thì cũng vẫn không bằng. Lúc này, Nghiêm Bất Khí tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình vẽ tranh của Diệp Lâm, giật mình tới mức làm rơi bút lông trong tay, thậm chí không còn sức lực khom người xuống nhặt. Dường như là cả thân thể và linh hồn đều bị rút cạn, hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Huống chi, chuyện đã đến nước này rồi, cũng không cần phải nhặt bút nữa. Dù là thư pháp hay là vẽ tranh thì đối phương đều giỏi hơn mình, dù có cưỡi ngựa cũng không chạy theo kịp. Nghiêm Bất Khí có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình thua hết cả 4 phần cầm kỳ thư họa. Lúc nãy, trước khi so tài, Nghiêm Bất Khí kiêu ngạo và khinh thường Diệp Lâm bao nhiêu, thì hiện giờ Nghiêm Bất Khí có bấy nhiêu chật vật và thất bại. Ha ha, họ Nghiêm kia, anh có phục chưa hả? Hoàng Tiềm không nhịn được cười thành tiếng, tên tuổi tài tử của anh đúng là chỉ có tiếng thôi. Anh còn lâu mới là đối thủ của Long Vương chúng tôi. Anh Nghiêm, anh tự xưng là người đọc sách, coi thường sư phụ tôi, kết quả là khi so tài. So cái nào cũng không bằng sư phụ tôi. Lúc này, Hòa Quốc Đống cũng cười trêu ghẹo, lúc nãy tôi bảo anh xin lỗi, anh còn không phục. Vậy bây giờ anh có phục chưa? Đúng vậy, kẻ thua cuộc, mau xin lỗi đi. Hoàng Tiềm vội vàng thúc giục, tài tử hàng đầu là anh, ngay cả sách giày cho sư phụ tôi cũng không xứng. Nghe hai người họ châm chọc mỉa mai, rồi thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt hài hước hoặc thương hại. Nghiêm Bất Khí lớn từng tuổi này, có khi nào chịu nhục nhã và cú sốc như thế đâu. Anh ta cúi đầu nhìn thoáng qua tác phẩm thư pháp còn chưa hoàn thành của mình, đột nhiên nảy sinh cảm giác vô lực. Một chút tự tôn còn sót lại khiến anh ta đứng ngồi không yên, vừa không thể đổi mặt với Diệp Lâm, vừa không mặt mũi nhìn ông nội. Sao tôi có thể thua bởi một kẻ tầm thường như anh được? Tôi chính là cử nhân, là tài tử hàng đầu Phụng Thiên. Tôi không phục, chúng ta tiếp tục so. Nghiêm Bất Khí cực kỳ giận dữ, chợt thấy trong miệng hơi mặn, vừa mở miệng ra thì. Phụt, anh ta lập tức phun ra một ngụm máu nhuộm đỏ giấy tuyên thành. Ngay sau đó, Nghiêm Bất Khí cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngất xỉu. Thiếu gia, thấy vậy, đám người nhà họ Nghiêm cuống quýt chạy lên đỡ anh ta, lúc thì ấn huyệt nhân trung, lúc thì lấy quạt quạt. Bọn họ còn quay đầu lại giận dữ quát, tên họ Diệp kia, anh thế mà dám chọc cho thiếu gia nhà tôi hộc máu. Nếu thiếu gia nhà tôi có gì không may thì nhà họ Nghiêm tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Nghe vậy, Hoàng Tiềm cười to ra tiếng, ha ha. Thằng nhãi kia đúng là gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Long Vương đại nhân chỉ so văn thôi mà đã khiến cho anh ta tức hộc máu. Ha ha ha. Diệp Lâm cười khẽ một tiếng, từ từ ngồi xuống, nói. Tài tử hàng đầu Phụng Thiên, cũng chỉ có thế mà thôi. Đối với Diệp Lâm mà nói, cầm kỳ thư họa chỉ là một chút tài mọn. Có vậy thòi mà còn không so lại, thậm chí đến cuối cùng còn tức giận đến mức hộc máu, thì có tư cách gì kết bạn ngang hàng với Diệp Lâm. Diệp Lâm dùng sở trường của đối phương đi thắng đối phương, có thể nói là giết người chu tâm, giống như là đập nát danh tiếng dòng dõi trí thức của nhà họ Nghiêm, khiến cả nhà họ Nghiêm dù có muốn nối giận cũng không thể nối giận. Mọi người xung quanh thấy vậy thì cảm thán liên tục. Có ai ngờ được cậu Nghiêm khí phách hăng hái lúc mới đến lại trở nên chật vật biết bao nhiêu vào ngay lúc này đâu. Tất cả đều là do tên vũ phu mà anh ta coi thường ban tặng. Rồi có ai ngờ được cao thủ tuổi trẻ giết chết Tọa Sơn Điêu và kết nghĩa anh em với chiến thần Thanh Châu là Diệp Lâm, lại tinh thông đủ hết cầm kỳ thư họa cơ chứ. Đúng là văn võ song toàn, khiến người ta phải kính phục. Mang Bất Khí về nhà đi. Lúc này, Nghiêm Kỳ học tự mình ra mặt sắp. Xếp mọi người mang cháu trai về nhà rời đi mời bác sĩ chữa trị. Sau đó, ông ta thế mà lại khom người với Diệp Lâm, tỏ vẻ xin lỗi về sự vò lễ vừa rồi của cháu trai mình. Không hổ là thanh niên tuấn kiệt có thể kết nghĩa anh em với chiến thần Thanh Châu. Vừa rồi là nhà họ Nghiêm chúng tôi thất lễ, đắc tội nhiều rồi, thật xin lỗi. Nghiêm Kỳ học dù sao cũng là đại nho đương thời, cả người tràn đầy hàm dưỡng. Ông ta không hề vì sự thất bại của cháu trai mình mà giận chó đánh mèo đối phương, thậm chí còn chân thành xin lỗi đối phương thay cho cháu trai mình. Thấy vậy, Diệp Lâm vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, ông Nghiêm đừng nói vậy. Là do tôi vừa rồi so tài rất nghiêm túc, lại không đoán được rằng anh Nghiêm không chịu nghĩ thoáng, thế mà lại tức giận tới mức hộc máu. Có điều ông yên tâm, anh ta không sao cả, trở về nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại rồi. Nghiêm Kỳ học cười cười, nhắc tới chuyện này. Tôi còn phải cảm ơn cậu nữa đấy. Hả, cảm ơn tôi, Diệp Lâm ngáy người.
không hiểu ra sao. Mình so tài thắng cháu trai ông ta, khiến cháu trai ông ta tức giận đến mức hộc máu. Ông ta không chỉ có không trách mình, ngược lại còn muốn cảm ơn mình. Nghiêm Kỳ Học tiếp tục cười nói, trong cùng thế hệ, cháu trai tôi xem như là có thiên phú trời sinh, tài học hơn người, từ trước đến nay đều rất kiêu ngạo. Tuy rằng tôi thường khuyên nó đừng tự mãn, người giỏi hơn người, nhưng mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, nó chưa từng gặp một đối thủ nào giống như cậu đế gõ tỉnh nó. Hôm nay nó nhận một cú sốc cũng không phải là chuyện xấu. Có lẽ nó sẽ mê man một thời gian, nhưng mà khi nó vực dậy lần nữa, nó sẽ biết đi học hỏi nhiều hơn, không còn dám khinh thường người trong thiên hạ nữa. Ít nhất là còn có đối thủ cùng tuổi là cậu ở đây, nó sẽ không dám thả lỏng và tự mãn một giây phút nào. Nếu không trải qua suy sụp thì sao có thể trưởng thành. Vậy nên lúc hai người so tài, Nghiêm Kỳ Học đế mặc cho sự việc phát triển, không nhúng tay vào, cho dù cháu trai có hộc máu thì cũng chỉ coi là cái giá của sự trưởng thành, thậm chí còn muốn cảm ơn Diệp Lâm. Một lòng vì cháu trai của Nghiêm Kỳ Học lập tức dẫn đến sự đồng cảm và cảm thán của mọi người ở đây. Ông Nghiêm có lòng. Hy vọng cậu Nghiêm trải qua thất bại lần này vẫn còn có thể cố gắng lên nữa. Cuối cùng, Nghiêm Kỳ Học ôm quyền nói với Diệp Lâm. Diệp Lâm, chúc mừng cậu trở thành gia chủ mới của nhà họ Trương, và cậu cũng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu kẻ mạnh nhất Phụng Thiên. Sau này, nhà họ Nghiêm chúng tôi sẵn lòng kết minh với Diệp Lâm cậu và nhà họ Trương. Có một người đức cao vọng trọng như Nghiêm Kỳ Học tỏ thái độ, mọi người ở hiện trường nào có không phục nữa. Có kẻ vốn định đục nước béo cò, thậm chí đi thử trình độ gia chủ mới của nhà họ Trương, lúc này đều sôi nổi thu hồi lòng khinh thường, hoàn toàn phục tùng. Sau này, Diệp Tiên Sinh sẽ là kẻ mạnh nhất Phụng Thiên chúng tôi sẵn lòng kết minh với Diệp Tiên Sinh và nhà họ Trương. Hiện trường đều là những nhân vật máu mặt thuộc đủ các giới ở Phụng Thiên, một số từng là quan chức hoặc rất giàu có. Lúc này, tất cả mọi người đi theo nhà họ Nghiêm đều tỏ ra thiện chí với Diệp Lâm. Tình huống này chính là điều Diệp Lâm muốn thấy. Một cây làm chẳng nên non. Nếu muốn phát triển ở đây, chỉ một mình nhà họ Trương sẽ rất khó, tất nhiên sẽ cần đến sự giúp sức của cả Phụng Thiên. Vì vậy, Diệp Lâm đi tới đài cao, lớn tiếng nói với mọi người có mặt. Cảm ơn các vị đã đến ủng hộ tôi cũng có một chuyện làm ăn lớn muốn chia sẻ với các vị. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trở nên hứng thú. Đặc biệt trong giới kinh doanh, khi nghe tin có chuyện làm ăn lớn lại càng hưng phấn và chú ý lắng nghe hơn. Cậu Diệp, xin hãy nói đi, mọi người đồng thanh nói. Diệp Lâm nói tiếp, chắc có nhiều người đã biết thân phận của tôi ở Yến Kinh rồi, phải không? Gia chủ của nhà họ Diệp, một trong 10 gia tộc đứng đầu Yến Kinh. Có người nói, đồng thời cũng chính là người đứng đằng sau tập đoàn Bạch Thị mới nối lên gần đây. Diệp Lâm gật đầu nói, đúng vậy. Một nửa trong 10 gia tộc đứng đầu Yến Kinh đều có quan hệ mật thiết với tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã đưa công ty lớn mạnh nhất trước kia quay trở lại. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Lâm bỗng đối giọng, tất cả những điều này chỉ là bề ngoài, mở đường cho những mục tiêu vĩ đại hơn mà tôi theo đuổi mà thôi. Không biết các vị có muốn giúp đỡ tôi không? Nghe vậy, sự hứng thú và lòng tham của mọi người đã hoàn toàn bị khơi dậy. Có thể có quan hệ làm ăn thân thiết với một nửa trong số 10 gia tộc giàu có hàng đầu ở Yến Kinh, mà mới chỉ là bề ngoài thôi sao? Vậy những mục tiêu và kế hoạch lớn lao đằng sau đó chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Mọi người càng ngày càng ngứa ngáy, tất cả đều muốn được chia miếng bánh béo bở này. Cậu Diệp, xin cậu cứ nói đi, chỉ cần đôi bên cùng có lợi, chúng tôi sẵn sàng dốc toàn lực giúp đỡ cậu. Thấy vậy, Diệp Lâm tiếp tục nói, Phụng Thiên là nơi anh hùng hội tụ. Nhưng đồng thời cũng là một mảnh đất bi thương. Như chúng ta đều biết, hơn 100 năm trước, khi quốc gia suy yếu, Phụng Thiên đã bị chiến tranh tàn phá, một lượng lớn tài nguyên và của cải bị cướp đoạt, cùng với đó là vô số người hy sinh. Nghe được quá khứ đau buồn này, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy đau xót, các gia tộc từng có những nạn nhân hy sinh càng thêm phần phẫn nộ. Hiện giờ, Đại Hạ đã trải bao nhiêu năm xây dựng và phát triển. Tuy rằng thực lực quốc gia đã lớn mạnh, thiên hạ thái bình, nhưng vẫn không thể so với sự thịnh vượng thời Hán Đường, vạn quốc quy phục được. Lý do là chúng ta chưa làm chủ được khả năng cạnh tranh cốt lõi của mình, chỉ có thế hạ mình trở thành công xưởng của thế giới, số tiền chúng ta kiếm được đều rất khó khăn. Chúng ta vẫn đang bị nước ngoài hút máu, đây là sự thật không thể chối cãi. Nghe Diệp Lâm nói vậy, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý.
không ít người trong số họ có làm ăn buôn bán ở nước ngoài, hàng hóa họ sản xuất ra có chất lượng cao nhưng chỉ bán được với giá rẻ, thậm chí thường xuyên bị ép giá, điều này rất khó chịu. Kẻ nào tụt lại phía sau sẽ bị bắt nạt, sự phát triển của chúng ta tụt hậu so với các cường quốc nên cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi tin rằng tình hình đất nước sẽ tốt hơn ở thế hệ tiếp theo. Có người lên tiếng, bày tỏ tràn đầy niềm tin vào tương lai. Tin rằng nếu tiếp tục phát chiến trong vài chục năm nữa, chắc chắn họ sẽ đuổi kịp các nước phương Tây. Khi thời cơ đến, họ sẽ bứt tốc và giành chiến thắng. Đời sau, còn phải bao lâu nữa? Diệp Lâm kiên định lắc đầu, 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm? Ngay bây giờ, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Không cần đợi thế hệ sau, mọi người có đồng ý giúp tôi lật ngược tình thế này ngay bây giờ không? Lật ngược tình thế ngay bây giờ, mọi người đều bị sốc khi nghe điều này, nhưng họ không đảo ngược bằng cách nào. Chỉ có thể háo hức nhìn Diệp Lâm như một học sinh tiểu học chờ đợi câu trả lời của giáo viên. Diệp Lâm tiếp tục nói, sở dĩ phương Tây có thể thống trị là bởi vì hai chữ thuộc địa. Nói cách khác, họ đã sử dụng đạn dược và hàng hóa để cưỡng bức mở cửa đất nước của chúng ta, qua đó kiếm được rất nhiều của cải. Cũng giống như hồi đó, chúng ta đã kiếm được rất nhiều bạc từ nước ngoài thông qua đồ sứ và trà vậy. Đáng tiếc lúc đó thế lực đất nước còn yếu, chúng ta kiếm được nhiều tiền nhưng không giữ được bao nhiêu. Những cuộc chiến tranh liên miên khiến số tiền chúng ta kiếm được bị cướp mất. Nghe vậy, mọi người đều biết rõ giai đoạn lịch sử nhục nhã không ngóc đầu lên nổi đó. Điều đó thì chúng tôi một số người không khỏi thở dài, nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể sản xuất một số sản phẩm giá rẻ, không thể sản xuất những mặt hàng hot như đồ sứ và trà trước đây nữa. Đại Hạ ngày nay đang trong giai đoạn phát triển và đã trở thành công xưởng của thế giới, chỉ có thể sản xuất một số mặt hàng giá rẻ. Thêm vào đó là sự phong tỏa công nghệ của phương Tây, họ không muốn con rồng phương Đông này thức tỉnh trở lại. Bởi vì họ biết rõ hơn ai hết rằng một khi rồng sống lại, nó sẽ lật đổ cả thế giới. Ai nói chúng ta không thể? Diệp Lâm nghiêm mặt nói, tổ tiên chúng ta để lại biết bao bảo vật quý giá, chỉ cần dù chỉ một chút cũng đủ chấn động thiên hại. Dù là đồ sứ hay trà, chẳng phải chúng là kết tinh của trí tuệ và sự chăm chỉ của tổ tiên chúng ta sao? Chúng đều từng là trào lưu một thời, thậm chí còn sang cả nước ngoài. Và tổ tiên của chúng ta không chỉ để lại những thứ này. Nghe vậy, mọi người đều rất ngạc nhiên, thậm chí có chút xấu hổ. Con cháu đời sau không những không kế thừa được di sản của tổ tiên để lại mà giờ đây gần như đã hoàn toàn quên mất. Vậy xin hỏi cậu, cơ nghiệp của tổ tiên còn có cái gì có thể giúp chúng ta chuyển bại thành thắng, lật ngược tình thế? Nghiêm Kỳ Học cúi đầu xin ý kiến. Phải đó, chúng ta không thể bán trà và đồ sứ nữa mãi được, đúng không? Bây giờ cả hai thứ này đều đã hết thời rồi. Mọi người cũng đồng tình. Diệp Lâm lớn tiếng nói, trung y và trung dược. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại chấn động. Sau đó, tất cả không giấu được sự thất vọng. Bởi vì như mọi người đều biết, với Tây y thịnh hành như hiện nay, trung y và trung dược rất ít được người Đại Hạ sử dụng, càng không thể quảng bá sang phương Tây và kiếm tiền từ người nước ngoài được. Lúc này, Diệp Lâm tiếp tục nói, các vị có biết ngành y dược toàn cầu có quy mô lớn đến thế nào không? Chắc cũng vài nghìn tỷ. Mọi người ước tính ra một con số, đáng tiếc đều là của phương Tây, trong nước chỉ thu được một ít lợi nhuận. Nói chính xác là 1,2 nghìn tỷ đô la. Diệp Lâm nói, trong 10 năm tới, thậm chí có thể tiếp tục tăng trưởng đến 1,5 đến 2 nghìn tỷ. 2 nghìn tỷ đô la quy đổi sang tiền của Đại Hạ là gần 20 nghìn tỷ. Trước đây, phương pháp chẩn đoán duy nhất là nhìn, ngửi và hỏi, nhưng bây giờ khám bệnh thường tốn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tệ. Những căn bệnh có thể chữa khỏi chỉ bằng vài liều thuốc sắc, châm cứu giờ đây phải đối mặt với giá thuốc cao ngất ngưởng, ngoài ra còn phải chịu tác dụng phụ và không có khả năng chữa khỏi hoàn toàn. Nói đến đây, Diệp Lâm lại có chút buồn bực, nếu như Tây y hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường quy mô lớn thì không chỉ là do năng lực của thế hệ con cháu như chúng ta kém cỏi, mà còn là một sự sỉ nhục cực lớn đối với y học cổ truyền của Đại Hải. Ai quy định có bệnh thì phải đi khám Tây y, uống thuốc Tây. Kể từ bây giờ, tôi sẽ truyền bá trung y, biến việc dùng trung y khi bị bệnh thành chân lý phổ quát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 12.